Em chào anh Nguyễn Tấn Thương ạ. Chào bạn Nguyễn Nguyễn Lương. Dạ em chào anh Đào Xuân Tình. Dạ sắp tới em có em ra nữa đó anh. Sắp tới chắc khoảng tầm tuần lễ 10 ngày nữa em lại tiếp tục ra Hà Nội ạ. Chào bạn Phạm Hồng Hoa. Dạ con chào cô Trang Ngô ạ. Dạ xin chào quý vị khán giả. Hôm nay thì hai chị em Phương với lại Trang sẽ livestream để bắt đầu công bố các loại sản phẩm bánh tét. Hôm nay là cái buổi chủ yếu là dành cho bánh tét thôi nha cô chú anh chị. Ngoài ra thì cũng có những cái sản phẩm mà hiện đang có mặt tại cửa hàng thì tụi con cũng đã bày sẵn hết lên cái bàn này rồi. Tuy nhiên thì bữa giờ thì cô chú anh chị sau khi mà em Phương đi quay cái clip ở Cần Thơ về chia sẻ cái sản phẩm về của bánh tét mình đó, thì cũng có nhiều cô chú anh chị cũng quan tâm hỏi về bánh tét nhưng mà vẫn chưa trả lời được. Tại vì đối với cái lò bánh tét mà đợt này tụi Phương làm á, thì đã ngon rồi, họ đã có một cái công thức cố định. Tuy nhiên thì đối tượng khách hàng của bên Phương á, thì nó cũng sẽ khác. Cho nên là chỗ mà ba anh em tụi Phương cũng ngồi lại để tính toán lại cái công thức, để coi có thay đổi nguyên liệu nào rồi xong rồi thêm bớt cái gia vị như thế nào để phù hợp cho tất cả cô chú anh chị từ Bắc vào Nam đều có thể dùng được. Cho nên là đến tận hôm nay thì mới bắt đầu mà công bố được cái thứ nhất là giá sản phẩm, cái thứ hai là những loại sản phẩm nào bên cửa hàng có bán ạ. Like chưa? Like kênh chị chưa? Em để máy ba chị á. Tiếng nhỏ quá hả? Phương Trần ơi, bên Phương thì hiện tại là các bạn check tiếng ok rồi đó. Đâu bạn thử kiểm tra lại cái điện thoại nhà mình xem nha. Bên Phương thì Phương thấy nó ok rồi đó. Thôi đeo luôn đi. Không, tại cái mic nó không vô thì sợ nó không được không tin. Dạ không có, anh Phương không có cửa hàng hết chị Mai ơi. Cô chú anh chị giúp Phương chia sẻ cái livestream nha. Để khi nào mà có đông đông người xem xíu thì hai chị em sẽ bắt đầu công bố cái giá sản phẩm và các loại bánh tét mà bên Phương có bán luôn. Bạn Julia Trần hỏi là hôm bữa em ship sầu riêng. Ủa em đặt sầu riêng mà sao không ship vậy? Dạ bữa giờ chắc khoảng gần 10 ngày rồi, ở cửa hàng Phương không có trái sầu riêng chính nào hết trơn á Julia ơi, bạn thông cảm giùm Phương nha. Phương mang về đợt trước có 200 mấy chục ký à, mà nó chưa kịp chín, là bán và bán sống không. Với lại cũng có những cái đơn hàng mà cô chú đặt trước á, cái Phương ưu tiên Phương giao lần lượt theo cái danh sách. Đợt này thì Phương về có nhiều hơn xíu, Phương về 700 ký, mà bữa giờ mới về, hôm nay là ngày thứ hai thôi, cho nên là nó cũng chưa chín để giao được. Bạn chờ thêm giúp Phương hen. Dạ cô chú anh chị giúp Phương chia sẻ cái livestream nha. Để có nhiều người xem hơn, hai chị em Phương sẽ công bố cái giá sản phẩm luôn với lại những cái loại bánh nào luôn nha cô chú anh chị. Nhiều, chào lại không? Chị chào đi, chị chào mọi người đi. Hai người chào chung đi. Đã chào rồi má. Dạ xin chào quý vị khán giả thân thương của cửa hàng sầu riêng Khương Dừa Color Farm. Bé Hoa, như có ai giao đồ gì đó, gọi chị. Dạ xin chào quý ông bà cô chú, hôm nay Trang với Phương xin phép livestream để công bố giá các sản phẩm chuẩn bị bán Tết năm 2021. Trời ơi thơm quá, mới trước mặt Trang đang là những cái bánh tét mới cắt ra luôn. Đây là bánh tét ngũ sắc 5 màu.
Ồ, để Trang kiếm đọc bình luận nha. Dạ em xin chào anh Hiển Duy Nguyễn. Sao cái điện thoại của Trang nó không đọc bình luận được ta? Ship cho anh một miếng. Anh Tình kêu ship gì vậy ta? Mít hả anh? Phương ơi, không thấy được tin nhắn của chị hay em. Ủa chị đới ơi, chị nhắn đó. Ở đâu vậy chị? Chị ơi, chị nhắn em ở đâu? Chị nhắn qua đâu vậy chị? Dạ em xin chào anh Phan Lộc. Ủa bánh tét bao nhiêu một hộp vậy chị? Bánh tét mình bán theo cây chứ mình không bán theo hộp theo ha. Đòn, theo đòn. À, theo đòn, theo đòn. Tôi gọi là cây bánh tét mà. Theo đòn bánh tét. Mà cái bánh tét này thì đợi tí xíu nha, đợi khoảng 1.000 người hả? 1.000 người theo dõi livestream rồi Trang với Phương sẽ xin phép tiết lộ giá bánh tét nha. Nhưng mà lỡ không được 1.000 người là Trang với Phương tự công bố luôn. Dạ mít, các bạn hỏi mít rồi. Dạ mít đó thì hiện tại cho em bán cái mít xẻ miếng gì nè cô chú anh chị, có giá là 55.000 đồng một ký. Còn mít mà bóc ra, bóc cơm dày bỏ cái hộp bên trong luôn rồi thì là 140.000 đồng một ký. Còn cô chú anh chị nào mà nhà đông quá hoặc muốn mua về để biếu để tặng á, thì tụi Phương có nguyên trái, mình mua về rồi mình xẻ ra thì nó sẽ lợi hơn là cái đối với cái mít nguyên trái là có giá 45.000 ký à. Mỗi trái thì nó sẽ từ 7 ký cho tới 16, 17, có trái 20 ký luôn á cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 4 tháng 1 rồi, năm 2021 là những ngày đầu tiên của năm mới theo tích tích Tây, cũng là một cái thời gian gọi là thời gian gấp rút cho các cô chú anh chị. Còn những cái việc nào mà mình chưa làm hoặc là chưa đạt được, chưa làm được trong năm cũ thì là mọi người đang chạy đua để làm những việc đó trong năm mới. Dạ, thì Trang với Phương cũng vậy. Ngoài những cái việc của bản thân đã chuẩn bị cho gia đình thì cũng phải chuẩn bị sắp tới cho cửa hàng sầu riêng Khương Dừa. Đó, là chuẩn bị những cái sản phẩm để bán Tết. Dạ chị Đới ơi, em có bình nước lâm mắm 95 lít 95.000 loại 5 lít đó chị. Nhưng mà chị nhắn qua đâu? Chị nhắn qua fanpage hoặc là chị cho em xin lại cái số điện thoại đi, rồi các bạn gọi điện tư vấn cho chị nha. Bánh tét hả? Giờ thôi bánh tét em xin phép được chờ lên 500 người đi, 500 người xem thì hai chị em sẽ công bố cái giá với sản phẩm luôn. Là xuống một nửa đó cô chú anh chị, hồi nãy lúc đầu Trang còn tham lam, Trang đòi 1.000 người, 1.000 người cùng xem live stream. Xong chiều luôn, không được công bố giá luôn. Nhưng mà thật sự luôn nha, nãy giờ là Phương để nguyên một cái dĩa bánh tét đây trước mặt Trang rất là thơm luôn á. Không biết có phô mai em đây mà thơm quá, thơm mới là thơm luôn. Giờ có cái nĩa với lại cái dao là mình ăn xong luôn. Có thêm bình trà nữa nè, cô chú anh chị thấy hợp lý không? Quá hợp lý luôn, ăn bánh tét uống trà. Bình trà thôi nhưng mà ở trong là trà chanh Phúc Long không ạ? Dạ bây giờ là mới 300 mới 360 ngó qua 355 bù gì mới 355 người thôi, còn khoảng 240 người nữa, cố lên cố lên. Dạ thật sự không phải là câu like hay câu view gì hết đó cô chú chị, chỉ là tụi Phương muốn có đông người xem á để mình chia sẻ một lần, xong mình nhiều câu hỏi mình tập hợp lại mà hỏi, xong rồi hai chị em giải đáp thắc mắc luôn để nhiều cô chú anh chị cùng hiểu hơn về cái sản phẩm của bên Phương, chứ không phải câu like câu view gì đâu nha. Cho nên là thôi ráng chờ giúp Phương, cô chú anh chị giúp Phương chia sẻ thêm cái livestream này để nó đông đông xíu đi rồi hai chị em chia sẻ nhiều hơn. Bánh tét nhìn ngon quá trời. Dạ bánh ngon thiệt. Đợt này không phải là mèo khen mèo dài đua, nhưng mà trước cái hồi trước khi mà Phương về á, là cái chỗ này là họ đã nổi tiếng lâu rồi cô chú anh chị. Tại vì cái lò này đã hơn 20 năm rồi, đã đi vào một cái quy trình sản xuất khép kín, an toàn về cái vệ sinh thực phẩm nè. Cái thứ hai thì họ cũng có đầy đủ những cái kinh nghiệm để rút ra sao một cái quá trình làm bánh dài như vậy. Nhưng bên cạnh đó thì chắc chắn cái thực phẩm thì loại thực phẩm nào cũng vậy cô chú anh chị, đặc biệt là cái loại thực phẩm đi qua chế biến thì sẽ có những loại mà nó phù hợp với gia vị chỗ này, nhưng mà cái gia vị đó nó phải điều chỉnh qua từng vùng miền. Chính vì thế khi mà làm việc với cái lò bánh tét này thì chỗ anh em tụi Phương cũng có ngồi lại để tính toán cân chỉnh lại cái nguyên liệu trong đó với lại cái gia vị để nó phù hợp với tất cả các đối tượng của khách hàng. Tại vì hiện tại đối tượng khách hàng của Color Farm tụi Phương á thì nó trải dài từ ngoài Bắc vô tận trong Nam, thì mặc dù là bữa giờ Phương chưa có công bố giá bán, cũng chưa có bán luôn, nhưng mà Phương nhận được rất nhiều những đơn đặt hàng từ Bắc vào Nam luôn rồi, cho nên là tụi Phương có điều chỉnh lại chút xíu về nguyên liệu và gia vị để nó phù hợp hơn với tất cả mọi người ha. 446 rồi. Yeah, chỉ còn 54 người nữa thôi. Dạ, vậy là
Bây giờ mình phải gọi hết tất cả công ty Điện Quân nè, công ty Redmo nè, công ty Colorfan từ Sài Gòn qua Hà Nội nè, cùng xe mà chắc sẽ đủ 46 người. Dạ. À, bánh mít ngon quá, dạ mít ngon. À, cô chú anh chị nào mà giờ muốn ăn mít liền á, hiện tại Phương còn có một trái à. Tại vì cái mít này Phương mang về hôm nay là ngày thứ hai. Hôm qua thì có 9 cây 2 trái là Phương bán liền một trái, còn một trái bán lẻ ở cửa hàng. Hôm nay thì 9 3 trái. Thì sáng đã bán hết 2 trái rồi, bây giờ còn trái đang mới xẻ ra thôi cô chú anh chị. Còn những trái còn lại thì ngày mai ngày kia nó mới chín. À, cô chú anh chị nào mà muốn ăn mít á thì Phương thì hôm nay không có nhiều. Mình nãy cái trái này 11 kg gì thôi. Tiên coi canh thấy chị là nó đang nhũa chưa hay là nó đang bị xé một bên ấy. Mấy chị á mít ngon lắm luôn á chị Mơ. Chị Mơ thử đặt mít nhà em ăn đi. Bữa giờ chị Mơ có thử cái mít nhà em chưa? Mít á, ví dụ như những ngày nào mà Phương về á, Phương vừa nhập hàng về nó sẽ có mít chính, còn những ngày sau á thường là mít già. Cái này là nó già tới xong rồi để 2 ngày nay nó mới chín, nhưng mà ăn nó cũng rất là ngon. À, không biết sao nha, nhưng mà đối với Phương á, cái mít chín cây thì Phương lại không thích bằng cái mít già, mà sao mình cắt về mình để khoảng 1-2 ngày nó ngon hơn. Tuy nhiên tùy theo người, có người thì người ta thích cái khẩu vị của cái trái chín cây, tức là nó thơm ở trên cái cây luôn, sao mình mới cắt xuống ăn liền đó. Mà có thơm thiệt không? Có thơm thiệt không? Alo, alo. 50, à trên 500 người rồi. Khoan khoan từ từ nha, nhỏ quá hả? Chờ Phương. Rồi Phương chắc chắn giờ sẽ công bố giá nè cô chú anh chị, mà chờ Phương xử lý cái âm. Nghe mà. Khoan khoan từ từ. Cái này nè, cái này cho chín nè. À dạ cô chú anh chị ơi, bây giờ thì mình đã nghe rõ chưa ạ? Bây giờ thì cô chú anh chị nghe rõ cái tiếng chưa? Cái này mít chị phải không ta? Ừ. Để hồi lộn không biết mà. Cứ để vô em đeo người đi. Tiếng bé quá. Dạ bây giờ mình thử test mít nha. Giờ Trang nói không biết cô chú anh chị nghe rõ mà. Cầm cái này thử luôn đi con. Dạ bây giờ Trang nói cô chú anh chị nghe rõ mà. Alo alo. Là không nghe được mít của Trang phải không ạ? Tiếng bé quá. Dạ bây giờ mình thử test mít nha. Giờ Trang nói không biết cô chú anh chị. Tiếng mít của Trang nghe nè. Dạ bây giờ Trang nói cô chú anh chị nghe rõ. Nghe mà. Ok mà. Dạ, đang nói tiếng em rồi. Tiếng em rồi. Dạ alo 1 2 3 4. Hiện tại thì Phương vẫn nghe trên điện thoại của Phương á. Cô chú anh chị thử check lại cái điện thoại của mình xem sao nha. Ok rồi phải không? Ok rồi. Dạ. Rồi đấy, để im đó anh chị. Dạ rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chị máng này vô luôn đi. Rồi em nghe rồi đó. Biết mình sao được nó thành nó đeo nó tiếng to lắm tại mình ở trong. Kỳ không? Thấy kỳ không? Em phải đeo dọc cái mic lên này nè thì nó mới đúng như cái mình không đi được. Được rồi, hay được không? Thấy kỳ không? Dạ, xin chào quý vị khán giả của cửa hàng Sầu Riêng Phương Dừa. Hết hồn mất vía. Trang Nga TV và Phương Trời Xa Xứ Lạ. Về 500 mà đợi nghe nha. Muốn bán hàng không? Muốn bán hàng hay là muốn ăn chửi? Dạ rồi thôi, như lời đã hứa thì Phương với chị Trang sẽ chia sẻ về sản phẩm bánh tét nha cô chú anh chị. Hiện tại ở cửa hàng á là ba anh em đã nghiên cứu lại công thức. Thực sự nó nghiên cứu thì nó hơi lố, tại vì cái bánh truyền thống của mình nó đã có cái công thức để làm rồi. Tuy nhiên thì khi mà về đến cửa hàng Sầu Riêng Phương Dừa nó cũng sẽ có điều chỉnh như Phương chia sẻ nãy giờ á. Thứ nhất là gia vị, cái thứ hai là nguyên liệu trong đòn bánh, cho nên nó có sẽ thay đổi. Và hiện tại ở cửa hàng của tụi Phương sẽ có 3 loại nha cô chú anh chị. Loại và 3 loại này thì cũng sẽ có loại dành cho người ăn mặn được luôn và ăn chay được luôn. Phương chia sẻ về cái loại đặc biệt nhất luôn đi. Là loại đầu tiên của Phương là bánh tét ngũ sắc. Bánh tét ngũ sắc của tụi Phương tại sao gọi là ngũ sắc? Tại vì Trang biết, Trang biết. Sao? Tại vì có năm màu. Ông biết thua luôn á. Nghe cô chú anh chị thực sự năm màu đâu, chị Trang phân tích coi có màu nào nè. Đây có màu tím nè, màu xanh lá nè, màu cam nè. Rồi 1 2 3 mới có 3 màu, màu vàng nè. Màu thứ năm là màu vàng đất hả ta? Màu đỏ của trứng muối. Đỏ của trứng muối, đây là màu đỏ đó hả? Đây màu rồi. Vàng, vàng kì. Nè cô chú anh chị, đối với cái đòn ngũ sắc này á, thì tụi Phương sẽ có 5 màu. Thứ nhất là màu tím là của lá cẩm, màu cam là của trái gấc,
màu xanh là của lá dứa, màu đỏ là của trứng muối, và màu vàng là của đậu xanh. Dạ, đây là loại bánh tét gọi là bánh tét ngũ sắc, thì cái này dành cho người ăn mặn nha cô chú anh chị. Bánh tét này trọng lượng của mỗi đòn sẽ là 800g và có giá là 140.000 đồng một đòn. Đó là loại đầu tiên của tụi Phương. Với lại nhiều cô chú anh chị hỏi Phương á, sao mà không gói đòn mà 600g hay là không gói đòn 1kg, 1kg 2, 1kg 4, 1kg 5. Dạ thật sự vậy nè, Phương cũng có ngồi lại để trao đổi với các anh chị bên lò, xong rồi tại vì anh Phương cũng nghĩ là chắc mình tặng cái đòn mà nhìn nó to hơn á, thì ví dụ nhìn mình có biếu có này nọ kia thì nhìn đã nó sẽ nó nhìn đã hơn, nó lịch sự nhiều hơn. Tuy nhiên á, cái đòn này của tụi Phương khi mà qua cái khảo sát, anh nói là trong quá trình anh làm mấy chục năm nay thì thật sự anh cũng có thử gói những cái đó đòn đó rồi, nhưng mà đối với những cái đòn mà trọng lượng 800g nó luôn giữ được cái độ ngon từ đầu cho đến cuối. Còn những cái đòn nó quá to, khi mà mình ăn trong những ngày đầu, ví dụ tầm 3 ngày cho tới 5 ngày đầu nó sẽ ngon, nhưng mà lâu hơn khi nó nguội lại thì cái nếp nó sẽ bị lợi. Lợi tức là như thế nào? Tức là cái nếp ở vòng trong á cô chú anh chị, do nấu á thì kiểu gì mình nấu thì cái nhiệt nó sẽ tác động từ ngoài vào trong, cho nên nếp ở trong nó sẽ bị cứng lại dần theo thời gian, nó sẽ không ngon nữa. Cho nên tụi Phương quyết định là gói cái đòn đó, với cái đòn ngũ sắc như này là chọn trọng lượng 800g là trọng lượng mà nó tối ưu nhất. Với lại cái lớp vỏ bên tụi Phương cô chú anh chị thấy nè, tụi Phương sử dụng một cái lớp vỏ lá chuối rất là mỏng, không có dày như những chỗ khác, cho nên là nhìn cái đòn nhiều khi nó không to nhưng mà trọng lượng thì nó cũng như nhau nha cô chú anh chị. Đó rồi, chị Trang tiếp tục lại thứ hai đi. Không, nhưng mà có cái này là cái ý kiến riêng của Trang nha. Riêng đối với Trang thì là cái đòn như thế này là 800g đối với Trang là vừa. Nghĩa là ở đây giống như là Trang là một người mà không có vẻ là không chuộng bánh tét với bánh chưng trong dịp Tết lắm. Nghĩa là như là có ăn thì ăn một cái trong dịp Tết thôi, chứ ăn một miếng nữa đó là thôi. Nhưng mà hay bị cái là bị ám ảnh là nó nhiều quá. Nghĩa là khi mà hồi xưa ba mẹ Trang mua cái đòn cũng là đòn bự á, đúng rồi, lớn lớn mà cắt ra một miếng là kiểu nhìn ná thở rồi. Ăn một miếng là không ăn được những món khác. Mà cô chú anh chị chú ý để ý không, thấy như Tết á, làm khi mình đến nhà ai hoặc là cả gia đình mình đi thì sẽ có rất là nhiều món khi mà mình mời khách á, như giò thủ nè, giò lụa nè, rồi bánh tét nè, bánh chưng nè, rồi gỏi nè, hoặc là canh măng đó, nghĩa là rất là nhiều món. Nhưng mà mỗi lần mà Trang bánh tét là Trang nghỉ chứ không ăn được những món khác. Thành ra riêng đối với Trang á, là hồi đó là lúc mà Trang bánh tét một đó là Trang ăn rồi Trang nghỉ luôn, Trang không ăn gì nữa. Hai là cái món đó là cái món cuối cùng đúng không, ăn xong là kiểu nghỉ full luôn đó. Nên là khi mà Trang thấy cái đòn này thì đối với Trang là nó vừa, nó không có bị ngán. Dạ, cái kích thước là nó vừa, không có bị ngán. Đây ngũ sắc nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn, 800g và có giá bán là 140.000 đồng. Dạ ở đây thì có cô chú anh chị hỏi là có ship đi Hà Nội không. Dạ cô chú anh chị ơi, là Phương có ship đi tất cả các tỉnh thành, nhưng Phương chia sẻ rồi, cái sản phẩm bánh tét này nó cũng giống như những cái trái cây của bên Phương, là chỗ nào mà có xe khách đi ngang thì tụi Phương có ship hết. Và đợt này Phương cũng nhận luôn những cái đơn đặt hàng tại Hà Nội, là và Phương cũng xin chia sẻ cái thời hạn sử dụng của loại bánh này nha cô chú anh chị. Do bánh bên nhà Phương á là dạng như thủ công hoàn toàn và không có để chất bảo quản, cho nên á cái thời gian mà Phương khuyến cáo là mình nên sử dụng trong vòng khoảng từ 5 cho tới 7 ngày thôi. Cho nên là thật sự á, bánh tét truyền thống của mình hồi xưa người ta vẫn để 10 ngày hoặc là thậm chí là nửa tháng, gần 20 ngày luôn vẫn ăn được cô chú anh chị. Tuy nhiên, nó bớt ngon lại đúng rồi, nó bớt ngon, với lại nó không có an toàn cho sức khỏe nữa. Cho nên là Phương khuyến cáo là mọi người chỉ nên sử dụng trong vòng từ 5 cho tới 7 ngày thôi. Và bên tụi Phương chính vì thế cái thời hạn nó không có dài, cho nên là bên Phương sẽ đặt hàng theo hình thức là đặt hàng trước, chứ tụi Phương không có hàng sẵn, là mình đặt từ trong vòng 1 cho tới 2 ngày sẽ có bánh. Ví dụ hôm nay cô chú anh chị đặt hàng trên livestream này thì ngày mai bỏ sáng ngày mốt tụi Phương sẽ có, tức là hôm nay Phương đặt và ngày mai sẽ bắt đầu gói, ngày mốt nhận đến tay của cô chú anh chị là cái bánh đó là mới ra lò luôn, để cô chú anh chị có thể giữ lại nó lâu hơn, cái thứ hai là ăn nó ngon hơn đó. Và Hà Nội cũng vậy luôn, tụi Phương cũng sẽ nhận đơn đặt hàng cô chú anh chị đặt hàng và tụi Phương sẽ gói, sau khi nấu để nguội bánh là Phương gửi ngay lập tức. Thì cái thời gian sử chắc thời lượng của thời gian mà vận chuyển đi nó sẽ lâu đến tay cô chú anh chị hơn Sài Gòn. Nhưng mà cô chú anh chị yên tâm, đó là cái bánh mới ra lò luôn đó. Nếu như bình thường nếu mà Trang hay là đi mua đồ ngày Tết á, là toàn là phải vô lấy chả, mua chả hay là mua bánh tét, rồi nó là lem cái mới nha, lem cái mới nha, hoặc là mình lựa những cái nào nóng nóng á thì mình lấy. Nhưng mà lúc đó thì thật ra là mình tin hoàn toàn như người bán thôi, chứ mình cũng đâu biết là mới hay không. Dạ. Còn bây giờ là cô chú anh chị yên tâm luôn, là cái nào có đặt thì mới có bánh, thành ra là cái đó là chỉ là bánh mới hoàn toàn luôn, chứ không có bánh bánh để lâu. Dạ rồi đó, bánh mới hoàn toàn.
À, cô chú anh chị ơi, hiện tại thì tại vì hôm nay là cái buổi livestream đầu tiên dành cho cái sản phẩm bánh tét, cho nên là hai chị em sẽ nói hơi nhiều, chia sẻ để cho chị Phương chia sẻ hết một lượt qua các loại bánh đi, xong rồi hai chị em cũng sẽ lần lượt trả lời những cái comment chứ không phải không trả lời nha. Giờ thôi chị Trang giới thiệu tiếp giùm em cái bánh tiếp theo đi, bánh chuối. Dạ bánh chuối, dạ bánh chuối thì cái màu của nó là như cô chú anh chị thấy là ở ngoài là coi như là màu tím á. Màu tím có phải củ gốc không ta? Dạ. Màu tím là của lá cẩm. À, màu tím ở ngoài là của lá cẩm cô chú anh chị. Xong rồi cái bọc ở trong là Trang thấy có chuối nè, hai miếng chuối rất là bự luôn. Ừ. Có một ít đậu phộng không ta? Cái đó là đậu trắng chị. Đậu trắng. Dạ. Đây là cái bánh tét chuối rất là lạ luôn. Hình như xưa giờ Trang chưa có bánh tét chuối á. Trang chưa biết. Ăn thử đi. Dạ. Ừ, ăn thử luôn đi. Để xin cái muỗng nha. Không, chị cầm luôn ăn mới ngon. Cầm đi. Trang của em nữa. Tại vì Trang định là Trang sẽ ăn cái bánh tét ngũ sắc á. Cho nên để ý cái hộp thịt ngũ, như lại có một, ở trong cái bánh tét ngũ sắc đó có một cái miếng thịt, mà cái miếng mỡ thịt ba rọi đấy, như ba rọi của chú anh chị, mà có gì có mỡ gì có thịt nạc luôn. Như cái trứng muối là nãy giờ Trang chảy nước miếng quá trời luôn á. Em cũng thèm nữa. À, thật sự á, đối với cái bánh tét ngũ sắc của bên bánh Phương là bánh gì? Bánh tét ngũ sắc của bên Phương, xin lỗi Phương nói hơi nhanh, cái nó bị liếu chữ. Bánh tét ngũ sắc của bên từ Phương á cô chú anh chị, nó sẽ khác với những nơi khác. Tại vì nếu mà cô chú anh chị ăn bánh tét sành á thì mình sẽ để ý đối với cái ngũ sắc, người ta sẽ chia ra cái phần mỡ nó riêng và cái phần thịt nó riêng. Nhưng như vậy nó sẽ gặp một cái vấn đề là phần thịt nó hơi bị sảm và cái phần mỡ không, nó nằm trơ trọi mình thì ăn nó cũng hơi buồn. Chính vì thế là anh em tụi Phương quyết định là không dùng mỡ riêng, thịt riêng, mà sẽ sử dụng luôn một cái cục thịt ba rọi to để vào đó để cho cái miếng thịt đó của mình nó sẽ được mềm hơn và thơm hơn đó. Cho nên là cô chú anh chị thử cái sản phẩm của bên Phương ha. Con chào cô. Dạ hôm nay thì cô. Dạ, dạ em dạ, tiếp để cho bé ấy giùm cô nha, cảm ơn cô. Dạ đó thì cái nhân ở bên trong á, cái phần thịt nó sẽ được thơm hơn và mềm hơn á cô chú anh chị đó. Thôi giờ chị Trang thử một khoanh đi. Một dạ, khoanh thì đi. Trang xin phép quý vị khán giả nha, Trang sẽ là được người làm ưu tiên, người đầu tiên được thử. Vậy Trang ăn cái nào? Chị ăn cái này, chị thích nào chị ăn cái đó. Dạ. Đi nhưng mà bóc thì kỳ không, không sao, bánh tét mà. Dạ Trang xin phép mời cô chú anh chị nha, Trang sẽ thử cái loại mà nãy giờ Trang dòm ngó đó là bánh tét ngũ sắc. Dạ đây. Ôi trời, bị nát quá. Nó dính quá Phong. Tại vì á cô chú anh chị biết không, cái nếp mà tụi Phương làm á nó rất dẻo luôn. Với cái thứ hai là nó sao Trang dở lại không đẹp vậy chứ? Tại vì nó bị đứt cái gì đó. Nó dẻo lắm. Cái thứ hai là tụi Phương xào nếp bằng nước cốt dừa nữa, cho nên là cái độ dẻo, cái độ sánh của nếp là nó tuyệt vời, xuất sắc luôn. Nên để xuống cái dĩa là nó dính cái, nó muốn dính cái dĩa dở lên không được luôn á cô chú anh chị. Nhiều khi giờ chị cầm bánh tét, cục bánh tét là dính cái dĩa lên luôn. Cái này thường thường mình phải ăn với lại cái dưa món. Nhưng mà dưa món là để cho nó mặn thêm thôi. Nhưng mà cái bánh này á ngọt cũng không ngọt nha, ngọt là ngọt tự nhiên á. Ngọt tự nhiên của cái nếp, cái lá cẩm, lại cái lá cẩm, lá gốc, lá gốc này nọ thôi. Cái gốc. Cái gốc lá dưa. Lá dưa. Mà không bị khô. Không bị khô, thường thường có nhiều bánh tét ăn là bị khô, con này không bị khô. Nó vẫn còn giữ một tí xíu độ ướt, nhưng mà nó không phải ướt quá nha cô chú anh chị. Tức là tại vì cái bánh này là mình vừa nấu luôn á chị, vừa nấu hồi tối hôm qua xong rồi sáng nay anh chuyển lên cho mình đó. Đó cô chú anh chị, thật sự thì đối với cái loại bánh mà ngũ sắc bên tụi Phương á là sẽ dùng cho người ăn mặn ha. Đó là chị Trang mới ăn miếng đó. Thì giờ chị ăn thử cái cục thịt mỡ bên trong đi, em thay đổi cục thịt mỡ. Trang mới ăn một ít là thịt nạc á. Tại cứ cuốn cái cục thịt ba rọi cho em mình tắt. Nó còn luôn miếng da nè. Mà ngon. Nó thật sự luôn nha. Nha, nó ngọt là ngọt của từ cái gốc cái này nọ ra chứ không phải là nó ngọt bằng đường này cô chú anh chị đó, để đó gần để cô chú anh chị cùng thấy rõ hơn cái mâm bánh tét của hai chị em mình. Cái này á, tại vì như thực sự là Phương cũng có đọc nhiều những cái comment của cô chú anh trên cái clip của Phương và cả trên fanpage. Cái thứ hai là Phương cũng được có cơ hội đi đây đi đó, cho nên là cũng hiểu cái gia vị. Ví dụ như người ở miền Bắc thì cô chú anh chị sẽ không có ăn nhiều đường, cho nên là ở đây cái độ ngọt của Phương á, Phương cũng sẽ thay đổi tiết chế lại để tăng lên cái độ mặn nó phù hợp hơn. Đó là tại sao mà mình phải chờ mấy ngày nay mình mới ra được cái công thức mới, chứ không phải là tụi Phương lấy cái hàng có sẵn á cô chú anh chị. Nhưng mà Trang chắc chắn với cô chú anh chị luôn, giống như cái bánh tét bình thường á là nó không được ngọt bằng cái độ này đâu. Nhưng mà đây không phải là ngọt quá, nhưng mà nó là ngọt thanh á, thanh tự nhiên của cái lá gốc này nọ luôn, thành ra rất là ngọt. Dạ mình ngán.
bạn chị Nguyễn Thị Hoa hỏi là bao giờ chị có ở Nghệ An. Dạ thực sự là đối với bánh tét này á, là tụi Phương có nhận đặt hàng á chị. Bây giờ chị nhận đặt hàng thì tụi Phương sẽ bắt đầu nấu và ship theo cái yêu cầu của chị. Đối với những cái đơn hàng mà giao ngay trong ngày, ví dụ như ở Sài Gòn hoặc khu vực Sài Gòn hoặc các tỉnh á, thì tụi Phương sẽ trong vòng 2 ngày. Ví dụ hôm nay đặt hàng thì sáng ngày mốt sẽ có. Ví dụ hôm nay là thứ hai đúng không? Hôm thứ hai đặt thì thứ ba sáng thứ tư thì sẽ có, tại vì đặt Phương mất một ngày để Phương nấu để giao tới cô chú anh chị là cái loại bánh mà nó mới nhất luôn, nó ngon nhất luôn ạ. Dạ Trang xin phép chia sẻ với cô chú anh chị nữa cái miếng bánh tét ngũ sắc của Trang. Ở giữa là có miếng thịt ba rọi mà còn nguyên một miếng mỡ có da luôn đó, là miếng thịt nạc đây, bên kia bên này là bên lá gấc nè, một cam là lá gấc đúng không? Đúng rồi. Dạ một màu xanh chuối nè đó. Trang xin phép mời cô chú anh chị nha. Chắc chắn luôn là cái loại này nó sẽ đỡ ngán hơn so với những loại bánh tét trước giờ truyền thống. Và bánh bên em á thì không có để chất bảo quản cho nên là mình để được từ 5 cho tới 7 ngày đó chị. Thực sự cái này là loại bánh truyền thống của bên mình, hồi xưa giờ người ta vẫn để lâu hơn 10 ngày, 15 ngày, thậm chí là 20 ngày. Nhưng mà tại vì em nghĩ là lâu quá nó sẽ không có đảm bảo cho sức khỏe. Đối với cái phần lá này nè, khi nó ẩm á, nó sẽ dễ bị lên men, nó làm bị mốc cái vỏ ở ngoài, nhưng mà cái phần ruột bên trong nó không sao. Nhưng mà Phương khuyến cáo là mình không nên dùng, nếu mà sau một tuần rồi thì không nên dùng nữa. Đó. Và đây tiếp theo thì đối với người ăn chay á, cô chú anh chị, tụi Phương sẽ có hai loại. Thứ nhất là bánh tét nhân chuối, thứ hai là bánh tét nhân đậu. Đây, thì tất cả tại sao của Phương cái nào cũng là bánh lá gấc mà không phải là bánh nếp trắng hay là bánh lá dứa hay là lá gấc không? Tại vì cô chú anh chị biết hiện tại á, ở Việt Nam của mình nó sẽ có hai loại bánh mà nó đã đi ra được luôn cái thương trường của quốc tế rồi và nó nổi danh trên cái ẩm thực của nhiều nước mà nước ngoài người ta cũng phải tới. Một là bánh tét trà cuông ở Vĩnh Long, nhưng mà loại đó thì nó cũng không có... thực sự nó cũng ngon và rất nổi tiếng, tuy nhiên á, về cái khẩu vị người dùng của bánh tét trà cuông á, nó không có phổ biến như bánh tét lá cẩm ở Cần Thơ. Và cái loại thứ hai là bánh tét lá cẩm ở Cần Thơ thì chẳng những là nổi tiếng ở thị trường Việt Nam mà báo chí của quốc tế cũng đưa rồi, cho nên là những cái loại sản phẩm của bên Phương là Phương dùng hoàn toàn là bánh tét bằng nếp lá cẩm để cô chú anh chị cùng thưởng thức được cái đặc sản của quê mình đó. Và cái đặc biệt khác ở trong cái bánh của tụi Phương á, ví dụ như bánh chuối với lại bánh đậu thì ngoài cái lá cẩm ở trong nếp thì tụi Phương có trộn thêm cái đậu trắng á cô chú anh chị, để mình ăn nó thêm cái phần bùi, ngoài cái dẻo ra nó còn cái bùi của đậu trắng nữa cô chú anh chị ăn vào nó sẽ cảm thấy thú vị hơn là cái nếp không. Đối với chuối và đậu thì tụi Phương sẽ bán với giá là 50.000 đồng một đòn nha cô chú anh chị. Anh Phan Lộc, dạ em cảm ơn anh một đòn nhân chuối. Dạ cô chú anh chị ơi, và bây giờ thì hai chị em chính thức là nhận đặt hàng. Cô chú anh chị nào mà muốn đặt bánh tét hoặc là những sản phẩm khác thì để lại giùm Phương cái số điện thoại, các bạn nhân viên Phương sẽ gọi lại tư vấn cho mình nha. Còn ví dụ như mình cũng có thể gọi trực tiếp vào số hotline của bên tụi Phương ở Sài Gòn thì tụi Phương sẽ là số hotline là 0914211771. Còn Hà Nội sẽ là 0914911771. Dạ rồi. Và cô chú anh chị lưu ý nha, tại vì bữa giờ Phương post lên á thì có rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đến cái sản phẩm bánh tét cho Phương. Chính vì thế là cũng có nhiều những bạn mà bán bánh tét bên ngoài vào rồi cho số điện thoại thì bên Phương cũng lưu ý lại là bên Phương chỉ có duy nhất hai số hotline này, một đầu Hà Nội và một đầu Sài Gòn thôi, để chốt đơn và nhận đơn thôi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị lưu ý giùm Phương ha. Dạ ngoài ra thì cô chú anh chị cũng có thể inbox vào fanpage là Color Farm. Mình có ba cách đi ha. Hai cách, một là cách điện thoại thì có hai số hotline ở Hồ Chí Minh và ở Hà Nội. Còn không á thì cô chú anh chị có thể inbox vào bên fanpage, và chỉ có một fanpage duy nhất thôi là Color Farm thôi nha cô chú anh chị. Dạ nên cô chú anh chị lưu ý nha, tại vì bữa giờ thì trường hợp giả mạo nó cũng hơi nhiều, mà Trang mong rằng cái sản phẩm bánh tét này của sầu riêng Khương Dừa sẽ góp phần một phần nào đó vào cái Tết của cô chú anh chị năm nay. Tại vì thật ra anh Khương Dừa cũng như Trang với Phương rất là tâm đắc cái bánh tét này luôn. Bữa giờ là Phương đã xuống tận cái chỗ làm bánh tét đó để Phương xem tìm hiểu, và sau đó Phương mang cái bánh tét đó về đây và cửa hàng mà anh Khương Dừa cùng thưởng thức, rồi anh em cùng góp ý với nhau để chọn ra được cái loại bánh tét nào ngon nhất. Ngoài ra thì còn thay đổi một tí xíu về công thức nữa, để cho cái công thức đó là công thức riêng của anh Khương Dừa theo mùi vị của anh Khương để phù hợp với lại quý khán giả nhất. Thùy Linh ơi, ở Hà Nội Phương có mít rồi đó, Phương vừa về hồi tối hôm qua. Mít ngon lắm. Cái gì Thùy Linh cho Phương lại số điện thoại, các bạn bên Hà Nội sẽ liên hệ lại mình nha Linh. Dạ, cho xin giới thiệu giá một tí xíu trong khi Phương trả lời bình luận nha. Dạ, bánh tét ngũ sắc của mình là gồm có 5 màu. Thì giá của bây giờ của mình là 140.000 một đòn cho 800 gram.
Dạ, ngoài ra thì bánh chuối của mình cũng là 800g. 60 chuối và đậu là hai đoàn là 600g á cô chú anh chị, tại vì bên trong á cái nhân nó ít hơn, nếu mà mình làm nó dày quá thì như Phương nói nó cũng sẽ gặp cái trường hợp như ban đầu nó sẽ bị lợi nếp, hoặc là nếu mà làm cái nhân to quá thì nó lại ngán, nó không ngon. Cho nên đối với ngũ sắc là mỗi đoàn có trọng lượng là 800g, còn chuối và đậu là hai loại bánh chay người ăn chay có thể dùng được, có trọng lượng là 600g với giá là 50.000 đồng một đoàn. Thì có cô chú anh chị cũng có hỏi là bánh đậu thì ngọt hay là mặn, và bánh đậu bên tụi Phương làm ngọt nhưng mà không có quá ngọt, để khi mà mình ăn không cũng được, hoặc là khi mình ăn kèm với các loại dưa món củ kiệu rồi cũng được luôn nha cô chú anh chị. Nhưng mà Trang đi nhanh em thấy cái này là ngọt tự nhiên đó cô chú anh chị, chứ không phải là kiểu mình pha đường hay này nọ vô đâu, tại vì ngọt là ngọt thanh á. Dạ Phương có bán bưởi, dạ thôi à, tạm ngưng lại cái bạn verdict của hôm nay là bánh tét thôi. Phương cũng xin chia sẻ một vòng về các sản phẩm hiện có ở cửa hàng nha cô chú anh chị. Ở cửa hàng tụi Phương á, thì có bưởi da xanh ruột hồng à, cái này là bưởi loại 2 rồi, trái sẽ nhỏ hơn từ dưới 1,2 kg à, có giá là 45.000 đồng một ký, còn trái to hơn à, để Phương lấy trái to đi cho cô chú anh chị dễ hình dung. Dạ đây, đó, cái này là bưởi da xanh ruột hồng loại 1 nè cô chú anh chị, có giá là 65.000. Cái này cô chú anh chị có thể dùng để thắp hương hoặc là tặng hoặc là trưng ở trong nhà ha. Dạ. 65.000, em này là 45. Thực sự á, cái chất lượng bên trong nó cũng như nhau thôi, tuy nhiên cái size nó lớn hơn thì làm cái giá nó hơi nhiều tiền hơn xíu, chứ bên trong thì ăn nó vẫn như nhau nha cô chú anh chị. Rồi bên cạnh đó thì tụi Phương cũng có mít, hôm nay là có mít chín rồi nè. Mít chín, mít sẽ miếng như thế này à, có giá là 55.000 đồng một ký. Dạ rồi, còn kế bên là mít mà tụi Phương bóc cái muối ra sẵn là bỏ cái hộp bên trong luôn rồi, có giá là 140.000 đồng một ký. Còn cô chú anh chị nào mà thích có cảm giác sẻ mít á, nào giờ chưa được sẻ mít thì mình muốn thử luôn thì mua nguyên trái luôn. Nguyên trái thì tụi Phương có giá 45.000, thì mỗi trái trọng lượng của nó sẽ từ 7 cho tới khoảng mười mấy 20 ký mỗi trái, tùy theo gia đình nhiều hay ít người thì mình mua cái trái nó tương ứng nha cô chú anh chị. Dạ à. Nhưng mà nếu mà mua trái thì là được hơn cô chú anh chị, tại nó sẽ lợi hơn, nó sẽ rẻ hơn. Mà còn ngoài ra thì cô chú anh chị có thể mua mít xong rồi cô chú anh chị cắt ra chia cho gia đình mình, người thân của mình nữa. Dạ. À, dạ, với lại hiện tại thì bên Phương có thêm gì quên là sầu riêng, nhưng mà sầu riêng chua chín này Phương mới về hôm nay là ngày thứ hai thôi à, nó có chín lai rai một trái hai trái thì Phương cũng ưu tiên để giao cho những cô chú anh chị có đặt hàng trước rồi. Còn cái này thì khoảng tầm ngày mai và ngày kia thì nó mới chín nhiều quá cô chú anh chị, thì cô chú anh chị nào mà muốn dùng vào ngày mai hoặc ngày kia hoặc là đặt hàng trước á, thì liên hệ qua số hotline giùm tụi Phương nghe, khi nào có thì bên tụi Phương cũng sẽ gọi lại. Dạ, hiện tại thì cửa hàng sầu riêng Khương Dừa tại Sài Gòn thì ngập tràn sầu riêng luôn, nhưng mà hiện giờ là có những trái xanh thôi chứ chưa chín. Còn cửa hàng sầu riêng Khương Dừa tại Hà Nội thì đang có mít, nên kính mong cô chú anh chị hãy ủng hộ cho hai cửa hàng nha. Rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay thì hai cửa hàng luôn sẽ bắt đầu nhận order, nhận đặt hàng cho bánh tét, gồm có 3 loại bánh tét ngũ sắc, bánh tét chuối và bánh tét đậu. À, dành cho những người ăn chay và ăn mặn đều được, nên cô chú anh chị vui lòng đặt hàng, thì sau một hôm ngày hôm sau nữa thì tụi Trang sẽ gửi hàng cho cô chú anh chị. Ví dụ như hôm nay cô chú anh chị đặt hàng bỏ ngày mai rồi sáng ngày mốt là cô chú anh chị sẽ nhận được bánh. Dạ, đây là bánh mới ra lò luôn và làm riêng cho cô chú anh chị đặt hàng, chứ bên Trang thì không có làm trước hoặc là để sẵn ở cửa hàng, riêng cái bánh tét để giữ cho cái mùi vị của bánh tét nó luôn tươi mới để phục vụ cho cô chú anh chị. Chị Trâm My ơi, em có ghim cái số điện thoại ở dưới cái phần comment đó chị bấm vào ngay chỗ cái chữ Color Farm em ghim rồi, chị bấm vào là nó sẽ hiện cái số lên nè chị nha. Tại vì hai chị em mà để cái số hôm trước to quá thì không thấy cái mâm sản phẩm, cho nên là thôi mình ưu tiên hôm nay cho nó nằm trước đi, rồi cái số điện thoại em có ghi ở dưới á, chị bấm vào nó sẽ sổ ra cái số nha chị. Dạ, cô chú anh chị vui lòng lưu ý dùm cửa hàng Trang là cửa hàng mình á chỉ có 2 số hotline thôi. Một ở Hồ Chí Minh là 0914211771, còn ở Hà Nội là 0914911771. Ngoài ra là chỉ có một fanpage duy nhất để liên lạc với cô chú anh chị và để chốt đơn với cô chú anh chị, đó là fanpage Color Farm. Dạ, nên là cô chú anh chị cố gắng lưu ý nha, mất công mình bị những cái chỗ khác họ gửi thì là nó không đúng, nên là rất là tiếc. Tụi Trang rất là mong luôn là những cái sản phẩm trái cây của tụi Trang, từ trái cây cho đến bánh, những cái sản phẩm sạch sẽ được gửi tới cô chú anh chị để mình được thưởng thức những cái loại ngon nhất, tuyệt nhất.
Có bạn hỏi là cái bánh tét chay á, bánh chuối và bánh đậu thì nó có ngọt hay không? Và đối với so với người ăn không có ngọt luôn, ví dụ như Phương đi, Phương là một người ăn không có thích ngọt, mặc dù Phương người miền Tây nha. Đối với các loại đồ ăn mặn, ví dụ cơm, canh này nào kia thì Phương cũng ít ăn ngọt rồi. Và những cái món chè hoặc là những cái món bánh ngọt á, Phương cũng không thích ăn ngọt. Nhưng mà đối với cái bánh này là nó không có quá ngọt. Đối với Phương là nó không có quá ngọt và nó ngọt rất vừa, rất thanh. Hồi nãy các bạn cửa hàng ăn vào còn chê nó không quá ngọt, tại vì các bạn quen ăn ngọt. Chay là chay thấy vừa đủ á, chay là người không thích ăn ngọt thì chay thấy nó vừa đủ. Và nó thật sự là nó không ngán nha. Tại vì hồi xưa chay ăn cái bánh tét truyền thống á, gọi là bánh tét đó là từ làm từ đâu ta? Bánh tét cũng từ nếp. Thật sự hai loại cũng là nếp đó chị, nhưng mà mình không có độ để vào những cái nguyên liệu khác. Những này mình để lá cẩm vào cho nên nó thành màu màu tím. Còn mình để nếp trắng thì nó không có màu, là màu trắng thôi. Nhưng mà cái này nó ngọt hơn cái kia nhưng mà không bị ngọt quá, ngọt thanh, dịu dàng. Tại vì á, cái này thì đối với cái bánh chuối á, cô chú anh chị, nó sẽ ngọt hơn cái bánh đậu chút xíu. Tại vì nó ngọt từ cái chuối nó ngọt ra nữa. Còn cái bánh đậu là nó rất là vừa luôn á. Bản thân Phương thấy nó cảm thấy là nó vừa cực kỳ luôn. Là cô chú anh chị nào mà như Phương chia sẻ ngay từ đầu á, cái bánh tét đậu này mình kết hợp với là dưa món ăn nó cũng ok. Nếu mà thực sự bánh tét đậu mà ngọt quá, mình ăn với dưa món nó trớ quớt à, rất ngọt mà mình ăn dưa món nó mặn mặn á thì nó kỳ lắm. Cho nên là tụi Phương làm cái vị nó vừa phải để mình ăn không cũng được, nó không cảm thấy quá ngọt, để mình kết hợp với những cái món dưa món củ kiệu thì ăn nó vẫn ok á cô chú anh chị. Nhưng mà sao cho em cứ thấy thơm ta, bánh thơm quá chứ. Luôn á. Thơm mà kiểu vai vai ăn á là cho xin phép ăn thêm một miếng đó chứ. Mời Phương, mời Phương bánh chuối đi. Phương ăn thử bánh chuối, thử bánh chuối chia sẻ cô chú anh chị ha. Ở đây một miếng bánh tét chuối rất là chất lượng nha cô chú anh chị, nó gồm có hai miếng chuối siêu to luôn, cô chú anh chị không biết thấy được không ta, thơm lắm. Mời Phương. Không, nó không quá to đâu, nó vừa. Mà nó cái khoanh này là khoanh có hai cái bánh tét đó cô chú anh chị thấy không, nếp nó dính vô trong nó cái dẻo quá cô chú anh chị, tại vì nếp nó quá dẻo. Bản thân của thằng nếp này là nó đã dẻo rồi. Cái thứ hai là khi mà mình xào với lại nước cốt dừa nữa, nó làm nó sánh lại nhiều nhiều luôn. Khi để xuống cái dĩa nó dính lại luôn. Phương cầm gì là nó dính tay nè, hồi Phương phải rửa nhiều lần nó mới hết được. Có xếp sầu riêng không chị? Dạ nay sầu riêng chưa chín anh Trần Du Ly ơi. Sầu riêng ở, nói chung là tất cả những sản phẩm nhà em đều có ship hết. Tuy nhiên là tụi em xin phép được thu phí ship, tại vì nhà em thì không có những dịch vụ free ship. Ví dụ như trong đợt Tết tụi em cũng sẽ có những chương trình ưu đãi giảm giá là không thu phí ship. Tuy nhiên là cũng nằm trong một cái khoảng cách nhất định mà hiện tại em cũng chưa có kế hoạch đó rõ ràng. Dự kiến là trong tuần sau tụi em sẽ công bố cái mức giá nào mà tụi mình sẽ được free ship nha cái dịp Tết. Tại vì biết Tết là mọi người ai cũng tất bật công việc này công việc kia, cho nên là Tết tụi em chỗ ba anh em cũng sẽ tính toán lại để hỗ trợ phí ship cho mọi người, để đỡ ngán hơn với lại đỡ mất cái thời gian đến cửa hàng hơn. Dạ, thì cái bánh tét cửa hàng Trang bán là gồm có ba loại: bánh tét ngũ sắc, bánh tét chuối như bé Phương đang ăn đây, và bánh tét đậu. Dạ, cái bánh tét ngũ sắc của mình là 140.000 cho cái đòn 800g, còn chuối và bánh tét đậu của mình là đòn 600g, đòn nhỏ hơn thì giá là mình là 80.000. Có nhau 50.000. Dạ, bánh tét chuối và bánh tét đậu, còn bánh tét ngũ sắc là 140.000. Thơm quá Phương ăn thơm quá. Không biết không? Không được ăn chung. Bánh tét mặn giá bao nhiêu vậy bạn? Dạ chị Thu Nguyễn Hoa, dạ bánh tét mặn, bánh tét ngũ sắc của mình như này nè, 5 màu là 140.000, 800g mà cái đòn đó là 800g. Còn bánh tét đậu, bánh tét chuối 600g, cái đòn 600g là 50.000. Tiên ơi cắt cho chị mấy khoanh bánh tét đậu mỡ đi. Dạ hôm nay thì cửa hàng Trang bắt đầu nhận đặt đơn bánh tét. Hôm nay cô chú anh chị có thể gọi điện vô số hotline của hai đầu cầu Sài Gòn và Hà Nội hoặc là fanpage Color Farm để đặt hàng. Thì ngày mốt chỉ mất một ngày thôi, thì ngày mốt thì cửa hàng sẽ có bánh và gửi tới tay cô chú anh chị. Bên cửa hàng Trang thì là không có để bán giống như những cửa hàng khác, mà là đặt hàng ngày mốt sẽ có bánh. Và bánh đó là làm riêng cho cô chú anh chị thôi, để cho bánh lúc nào cũng mới, ngon, nó không có bị khô. Yeah. Phương có ship đi á, Trần Julie ơi. Bạn cần đặt cái gì bạn cho Phương xin lại số điện thoại á. Các bạn nhân viên bên cửa hàng liên hệ lại để tư vấn cho mình nha. Dạ, cửa hàng Trang hiện giờ vô. Happy New Year. Happy New Year. Yeah. Dạ. Năm nay thì mà Trang với Phương cũng như anh Phương Dừa và tất cả các bạn nhân viên cửa hàng Sorry Phương Dừa sẽ được đồng hành cùng cô chú anh chị không chỉ trong dịp Tết 2021 mà mong là sẽ suốt một năm, nguyên một năm 2021 luôn ạ. Cạn ly.
hết ly. Dạ. Giống như rủi mà không có gì để khè anh. Cửa hàng Trang thì là năm nay là đã đa dạng sản phẩm hơn. Thì ngoài có sầu riêng ly 6, còn có bưởi, có mít. Hôm nay là có thêm bánh tét, ba loại bánh tét nữa và nước mắm, tức là nước mắm, nước tương, tương ớt. Nên coi như là đợt này cô chú sắp tới, gần Tết thì tụi Trang sẽ về thêm các loại khác, giống như là quýt nè, là thêm gì quên mà xoài. Chị mở cái group leader lên em muốn coi đó. Cái bạn Trang chụp nữa. Chị cảm ơn. Dạ, hiện giờ thì để Trang giới thiệu một dòng tất cả các sản phẩm bán của cửa hàng Trang nha. Hiện giờ cái chai nước mắm khổng lồ này 5 lít là 95.000. Dạ, có nước chấm. Nước chấm là 22.000. Nước mắm nhỉ, nước mắm nhỉ chú anh chị ăn sống được nè, là 90.000. Rồi dầu hào. Dạ. Dầu hào. Dầu hào chai này là 36.000 cô chú anh chị. Dạ, có thảo hạn. Tước thảo hạn 18.000. Và ngoài ra đây cái sản phẩm này mới là nước mắm cá linh. Nước mắm cá linh này thì bao nhiêu ta? Nước nào chị, nước mắm cá linh 195. Dạ, nước mắm cá linh này 195.000. Hiện tại thì các cô chú anh chị ở Hà Nội á, chị thấy là lúc mà chị bán ở Hà Nội thì rất là thích nước mắm. Rất là thích nước mắm nước tương luôn. Nhưng mà do hiện giờ thì bên Trang chưa có gửi được xe đâu mà. Nên là cô chú anh chị đợi xíu nha. Dạ rồi, thôi nãy giờ thực sự á, bên tụi Phương đang nghiên cứu là, như Phương với chị Trang có chia sẻ là ba dòng sản phẩm của chú anh chị, nhưng mà thực sự nghiên cứu là tới 4 dòng lần. Nhưng mà cuối cùng tụi Phương cất lại. Tụi Phương cất lại, nhưng mà cuối cùng bây giờ Phương thấy trên livestream á, cô chú anh chị hỏi nhiều quá. Là cái loại, là cái loại bánh tét đậu xanh mà nhân thịt mỡ như thế này. Tại sao Phương cất? Tại vì ban đầu Phương thấy nó cũng trùng lập với lại cái bánh này. Mà bây giờ sợ Tết á, Phương đặt cái số lượng mỗi cái một ít á, thì bên nhà cung cấp họ sẽ không có làm kịp. Nhưng mà nãy giờ Phương đọc thì Phương thấy quá nhiều cô chú hỏi về cái bánh tét đậu xanh nhân mỡ. Thôi bây giờ cũng xin được phép bán luôn đối với cái loại hẹn ảo, có hẹn ảo. Không, nhưng dạ, mà nó thực sự là nó vẫn khác, mà nó vẫn là khác với lại cái bánh ngũ sắc kia luôn á cô chú anh chị. Tại vì đây nè, cây thấy cái miếng thịt nó cũng đã khác rồi. Đây đã chân quay gần cho cô chú anh chị cùng xem nha. Dạ, đây là của cái bánh tét thấy chị không ta? Cái nào? Ý là thấy cái bánh không? Trong cái hình đó, trong cái hình đó. À, chưa xuất hiện tới. Dạ đây, đây cái bánh tét mà nhân đậu xanh nhân mỡ này cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy cái miếng mỡ bự bự luôn. Đó. Đang đẹp rồi đó. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đây là cái bánh tét đậu xanh nhân mỡ cô chú anh chị. Đây. Đó, một miếng mỡ rất là bự luôn. Rồi, còn bây giờ là cái bánh ngũ sắc của mình. Chị lấy dĩa này đẹp hơn nè. Ừ? Cái gì? Bốn loại à? Đó thì đây là cái bánh ngũ sắc mà cô chú anh chị, nguyên một cái trứng muối đây, đó là trứng thịt đây, thịt ba rọi, vâng, rất là đẹp. Và đối với cái bánh đậu mỡ như này nè cô chú anh chị, thứ nhất là ở ngoài là nếp đẫm nè, cái thứ hai trong sẽ có đậu và mỡ. Này là một loại bánh tét gọi là bánh tét truyền thống luôn á cô chú anh chị ơi. Cái này thì cũng là 600g, có giá đồng giá với lại những cái sản phẩm khác là 50.000 đồng một đoàn luôn. Wow. Thì ban đầu là mấy anh chị em cái này thì nó hơi khác một chút xíu là nó sẽ không có đậu, cái phần đậu trắng ở phần nếp, tại vì nó cũng sẽ bị, nó không có hợp với lại cái phần mỡ bên trong á, cho nên là Phương bỏ luôn cái phần đậu bên trong nha cô chú anh chị. Đối với cái loại bánh này thì cũng có giá là 50.000 đồng, nó bằng với lại cái bánh chay, nhưng mà cái này nó sẽ có cục mỡ bên trong. Ai mà thích ăn cái mỡ này giống như Phương á. Bây giờ biết ngay, chay nên định chỉ tay là chắc chắn là Phương rồi, là Phương tự nhận luôn. Tại vì Phương á thì Phương thích như này nè cô chú anh chị, cục mỡ này nó rất, cái mỡ mà nó mềm, nó béo mà nó thơm lắm, chứ nó không có, nó phao lắm, nó không có hôi, nó không có tanh, mà ăn vào đây nó cảm giác nó rất là thú vị. Nó ngon hơn cái bánh thông thường. Như Phương thì Phương thích cái loại này lắm, nhưng mà ban đầu thì Phương không có muốn, không quyết định là bán, là tại vì sợ nó trùng, mà cô chú anh chị không biết là người ta có thích mỡ hay không, cho nên là loại nó ra. Tới cái giờ cuối cùng quá trời người hỏi luôn, cho nên thôi lấy ra bán lại. Dạ đây, vậy thì Phương chốt lại em, hiện tại ở cửa hàng sầu riêng Phương Dừa, Phương sẽ có hai loại bánh cho người ăn mặn. Một có 4 sản phẩm, 4 loại. Tất cả là có 4 loại. Tuy nhiên có 2 sản phẩm ăn chay được nè và 2 sản phẩm ăn mặn được. Thì trong đó 2 sản phẩm ăn chay sẽ là bánh nhân đậu và bánh đậu xanh, và nhấn bánh
bánh nhân chuối. Còn đối với bánh dành cho người ăn mặn cũng có hai loại luôn. Một là bánh ngũ sắc. Ngũ sắc là nó đủ thứ nhân thập cẩm trong này nè cô chú anh chị. Thì nó có bao gồm trứng muối nè, thịt ba rọi nè, tôm khô, đậu xanh. Còn đối và cái loại thứ hai là cái bánh nó nhân nó đơn giản hơn, chỉ có đậu xanh và thịt mỡ thôi. Đó cô chú anh chị, đối với cái nhân này Phương chia sẻ lại là 50.000 đồng một đòn. Cái loại mà nó nhiều tiền nhất, tại vì cái này thực sự nó gói nó rất công phu. Cái thứ hai là phải kết hợp cái gia vị nó phải kỹ lưỡng hơn đó cô chú anh chị. Là cái loại ngũ sắc có giá là 140.000 đồng một đòn, trọng lượng là 800g. Và ba loại còn lại thì nó sẽ có giá là 50.000 đồng một đòn và trọng lượng mỗi đòn là 600g. Lần đầu tiên giới thiệu bánh tét cho nên là vẫn còn lộn, vẫn còn lộn lẹo tùm lum hết. Không, nhưng mà khi mà Phương giới thiệu ba cái loại bánh kia là Trang thấy Phương chưa có nhiệt huyết đâu. Nhưng mà khi đem cái bánh này Phương ra là kiểu như Phương dốc hết tâm huyết luôn. Yeah. Tại vì nãy ban đầu em thì không định bán, nhưng mà cô chú anh chị hỏi cái bánh này nhiều quá. Cái này là thật sự là một cái loại bánh truyền thống, nó chỉ có đậu và thịt mỡ thôi, chứ nó không có nhiều loại. Và cái loại bánh mà ngũ sắc này là cô chú anh chị là những cái loại bánh mà gọi là bánh tân thời á, là nó là loại bánh của hiện đại, cái hiện đại pha với truyền thống. Tại vì loại bánh tét là của truyền thống, nhưng mà từ từ á mình sẽ điều chỉnh theo cái xu hướng của thị trường, cái người ăn như thế nào thì mình làm theo cái đó. Mình sẽ thêm hộp vịt muối cái nè, xong rồi thêm ruốc, không phải tôm khô, Phương xin lỗi, tôm khô. Dạ vậy là cô chú anh chị ơi, đợt này á, là coi như Tết năm 2021 này sẽ là đa dạng sản phẩm luôn. Hồi xưa giờ là chỉ có bánh tét thì chỉ có một loại thôi, trước giờ nhà Giang ăn thì chỉ có một loại là loại truyền thống thôi. Nhưng mà đợt này á, là ngoài loại truyền thống đó ra thì cửa hàng Sầu Riêng Cô Nhược sẽ bán 4 loại đặc biệt. Đầu tiên là loại bánh tét ngũ sắc 5 màu, gồm có đa dạng luôn. Đó, đa dạng màu nè, rồi đó là sự kết hợp của cái sự ngọt, thanh. Rồi ngoài ra là còn có thêm thịt ba rọi, trứng muối, thêm một rất là ngon. Ôi nhìn hồi nãy giờ tôm khô kiểu như mà nhìn thèm á, đỏ không có suy nghĩ được luôn. Dạ loại thứ hai là đây, bánh tét đậu xanh với lại thịt mỡ. Đây là món khoái khẩu của Phương nha, coi như là chia thành hai team á, team bánh mặn là chia thành hai team rồi đó. Là bánh tét ngũ sắc là của Trang, còn bánh tét thịt mỡ, đậu xanh thịt mỡ là của Phương. Bánh tét ngũ sắc của Trang là bán 140.000 một đòn 800g. Dạ còn bánh tét đậu xanh thịt mỡ này á là 50.000 đòn 600g. Dạ. Ngoài ra thì còn có hai loại bánh chay. Hai loại bánh chay này thì người ăn mặn Trang thì vẫn ăn được bình thường, mình vẫn có thể bỏ thêm những cái gì bên này. Ăn cái gì chị? Ăn kèm dưa món. Dưa món. Dưa món để ăn chung. Củ kiệu nè. Dạ, như là bánh tét đậu xanh nè và bánh tét chuối. Dạ. Không, có nơi thì người ta trộn với lại rau sống với ăn nước mắm á cô chú anh chị. Thì cái loại bánh tét đậu của bên Phương nè, nó không quá ngọt thì mình ăn cái theo cái kiểu đó cũng được. Đây ha, cái bánh tét mà chỉ có nếp lá cẩm với lại nhân đậu xanh thôi. Thì cô chú anh chị cũng có thể kết hợp, như những cái nơi mà Phương thấy miền Trung, miền Bắc thì cô chú hay sử dụng á, là mình ăn với rau sống, kẹp chung với rau sống xong mà chan nước mắm lên, nước mắm ngọt, chua ngọt á, ăn nó cũng ok. Tại vì bên Phương làm thì nó không quá ngọt, nó chỉ ngọt vừa, ngọt thanh thôi để ăn vào. Và cái ngọt này mình phải cảm nhận thật kỹ thì mình mới thấy được, chứ nó không có ngọt gắt như là cái hương vị ban đầu của loại bánh truyền thống của miền Tây nữa nha cô chú anh chị. Dạ hiện giờ thì ngoài sầu riêng và các loại nước mắm, bưởi, mít thì cả bánh tét nữa thì cửa hàng Trang đều có giao hết các tỉnh trong thành phố. Nơi nào có xe di chuyển được thì tụi Trang đều ship đến tới được. Nên là kính mong cô chú anh chị hãy liên lạc đến hai số hotline cũng như là fanpage Color Farm nha. Riêng có bánh tét thì là cô chú anh chị lưu ý giùm tụi Trang là tụi Trang sẽ không có giao liền được, mà cô chú anh chị phải đặt ít nhất một ngày. Ví dụ như hôm nay cô chú anh chị đặt thì ngày mai bỏ, ngày mốt là mình sáng ngày mốt là mình có thể nhận được bánh rồi. Dạ vì là bánh đặt theo yêu cầu để cho bánh lúc nào cũng tươi ngon và mới. Dạ nên cô chú anh chị lưu ý giùm tụi Trang nha. Hôm nay thì tụi Phương sẽ bắt đầu nhận đơn đặt rồi đó cô chú anh chị. Có cô chú anh chị hỏi là Phương sẽ nhận đến khi nào thì mình sẽ chốt đơn không nhận nữa. Dạ Phương cũng xin công bố luôn là Phương sẽ nhận đơn đến ngày 10-15, tức là ngày rằm tháng chạp á, là 15 tháng 12 âm lịch là tụi Phương sẽ chốt đơn, tức là chốt tới thời điểm đó, nhưng mà vẫn đặt, vẫn giao bánh, vẫn giao đến 23 Tết để mình cúng ông Táo nè, hoặc là đến 28 Tết để cúng mình cúng ông bà đó. Nhưng mà chắc ngày 15 Phương xin phép chốt đơn lại,
để bên thứ nhất là bên Phương có thời gian chuẩn bị, tại vì tới thời điểm đó thì ngoài bánh tét ra Phương cũng có nhiều loại trái cây mâm ngũ quả này nọ kia cô chú anh chị, mà bánh tét thì nó phải mất thời gian để nấu và tụi Phương không có chủ động trực tiếp được, Phương phải báo về lò để cô chú anh chị ở lò người ta chuẩn bị, người ta chuẩn bị nguyên liệu cho nó đầy đủ cho tụi Phương, tại Tết thì chỗ nào nó cũng đông đơn, cũng nhiều người đặt á. Cho nên là ngày 15 tháng chạp là ngày 15 tháng 12 âm lịch, tụi Phương sẽ bắt đầu chốt đơn lại, tụi Phương đóng cổng order, tụi Phương không nhận order nữa. Như cô chú anh chị có muốn đặt để 23 cúng hoặc 28 Tết thì cô chú anh chị tranh thủ đặt trước giùm Phương, và đến ngày đó tụi Phương sẽ giao ha. Dạ rồi, ngoài ra thì có cô nhiều cô chú cũng hỏi sầu riêng nè. Dạ sầu riêng hôm nay thì nó chưa có chín đó cô chú anh chị, có sầu riêng xanh thôi. Sầu riêng xanh này ví dụ như mình muốn đặt để gửi về tỉnh á, thì tụi Phương có thể ship đi liền. Còn cô chú anh chị nào mà chưa có dùng á, thì chờ dùm Phương khoảng tầm 2-3 ngày nữa thì sầu riêng nó mới chín ha. Bây giờ mình muốn đặt hàng trước thì cứ liên hệ qua số hotline tụi Phương, hoặc là cho Phương xin lại cái số điện thoại, khi nào mà có sầu riêng chín á, bên tụi Phương các bạn sẽ liên hệ lại. Còn không thì hôm nay cửa hàng của tụi Phương có mít nè, mít Thái ăn liền với lại bưởi da xanh ruột hồng. À, mít như thế này thì 55.000 đồng một ký nha cô chú anh chị. Với cái miếng mít này thì nó tầm khoảng ký mấy à? Nó chưa tới 2 ký, là khoảng tầm 70-80.000 thôi. À, thì cái này khoảng tầm 3 người ăn được, 3-4 người ăn. Dạ cô chú anh chị ơi, hồi nãy Phương có thông báo là ngày 15 tháng 12 âm lịch là bên Trang chốt không nhận đơn đặt bàn bánh tét nữa. À, nghĩa là đó là ngày dương là ngày 27 tháng 1 đó cô chú anh chị. Nghĩa là hôm nay là ngày 4 tháng 1, cửa hàng Trang sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho bánh tét từ ngày 4 tháng 11 đến hết ngày 27 tháng 1, là cửa hàng Trang xin phép không nhận đơn đặt hàng bánh tét nữa. Thì cô chú anh chị có thể đặt hàng thì nhận đơn là ngày 23, thì như cô chú anh chị đặt hôm nay đó là ngày 23 thì giao bánh cho cô chú anh chị, hoặc là ngày 28 giao cô bánh cho cô chú anh chị, thì bên cửa hàng Trang vẫn sẽ giao. Nhưng mà nhận đơn đặt hàng thì chỉ đến 27 tháng 1 thôi là bên Trang xin phép không nhận nữa. Dạ, tại vì thật ra bên Trang làm việc cũng hơi kỹ á, nên là muốn là đưa những cái loại sản phẩm hoặc là trái cây nào ngon nhất đến mình thôi. Nên là tụi Trang ngoài đặt hàng bên xưởng mà tụi Trang còn phải đi xuống cái chỗ lò đó, tụi Trang ăn thử và giám sát cái quy trình làm và cái công thức của mình làm có đúng không nữa. Nên là tụi Trang xin phép đến ngày 27 tháng 1 là tụi Trang ngưng nhận đơn đặt hàng. Nên cô chú anh chị nào đang có nhu cầu là bánh đặt bánh tét cho năm nay thì có thể liên hệ cái cửa hàng Trang nha. Bốn loại bánh tét đang gọi mời, đang chào mời cô chú anh chị. Mà bên Phương có bán rồi, tức là hôm nay là tụi Phương bắt đầu chính thức nhận đơn và bán hàng rồi đó bạn. Bán bánh tét á. Dạ đây, cho giới thiệu lại bốn loại bánh tét nha cô chú anh chị. Bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 4 tháng 1, Phương Trình xa xứ lạ trang MTB cũng như các bạn cửa hàng sầu riêng Khương Dừa xin phép giới thiệu bốn loại bánh tét của cửa hàng, gồm có hai loại bánh mặn và hai loại bánh chay. Loại bánh mặn gồm có bánh ngũ sắc, bánh tét ngũ sắc gồm có 5 màu, ở trong sẽ là miếng thịt ba rọi, một trứng muối và tôm đó, rất là thơm. Cái loại bánh tét ngũ sắc này là một đòn là 800g, giá bán là 140.000. Dạ, loại thứ hai là ăn mặn đó là bánh tét đậu xanh thịt mỡ. Dạ, đây là món khoái khẩu của Phương Trời xa xứ lạ. Dạ, cái đòn này thì là 600g, chi phí là 50.000. Dạ, còn hai loại bánh bánh chay cửa hàng Trang đang bán đó là loại bánh tét đậu xanh. Dạ đây là đòn 600g luôn, trị giá là 50.000. Và một cái loại mới là bánh tét chuối, bánh tét chuối cũng là đòn 600g, 50.000. Dạ, hôm nay cô chú anh chị đặt hàng thì ngày mai bỏ, ngày mốt là cửa hàng Trang sẽ giao bánh cho cô chú anh chị. Dạ, nếu mà cô chú anh chị đặt hàng thì liên lạc qua hai số hotline của cửa hàng ở Sài Gòn là 0914 211 771, ở Hà Nội là 0914 911 771. Dạ, anh Nguyễn Nguyễn có đặt là 10 đòn bánh tét nếp và đậu đỏ khỏi nhưng 28 Tết. Dạ anh Nguyễn ơi, em cảm ơn anh. Nguyễn là khách hàng thường xuyên á, hình như lần nào livestream thì anh cũng hỗ trợ đặt hàng cho Phương. Nhưng mà tại vì anh thông cảm giùm em á, Tết thì tụi em chỉ đặt những cái sản phẩm mà tụi em có theo cái khuôn thôi, để bên nhà cung cấp họ có thể chuẩn bị giùm tụi em. Còn nếu mà nằm ngoài những cái order khác á, mong anh thông cảm là tụi em không có đáp ứng được. Với lại bên tụi em cũng chưa có làm cái đậu đỏ, cho nên là cũng sẽ không có dám trải nghiệm trong thời gian này, tại vì cái đó thì cũng cần thời gian dài để kiểm tra và khảo sát, mà bây giờ nó cận quá rồi đó anh, cho nên anh thông cảm giùm em. Anh có dùng được những cái loại mà nãy giờ em chia sẻ không ta? Dạ, Trang nghĩ là cái loại bánh tét này thì nó cũng một cái cây của nó chỉ có 800g, 600g thôi, thành ra cái đòn nó không có bự lắm, nên là cô chú anh chị có thể mua cả bốn loại luôn về để nhà mình ăn cũng được, không sao ạ, tại vì nó không có nhiều lắm đâu.
mà nó lại là bốn loại khác nhau nữa, nên mình ăn không có bị ngán bằng giá Hà Nội luôn. Dạ đúng rồi, tức là giá ở Sài Gòn và giá Hà Nội tụi Phương sẽ bán cùng một giá đó cô chú anh chị. Tuy nhiên là tụi Phương có tính cái phí ship á, thì ngoài đó thì các bạn ở Hà Nội sẽ liên hệ để trao đổi mà cái phí ship với mình. Dạ ngày 29 thì bên tụi con nghỉ rồi đó cô ơi, cô thông cảm giùm con, bên tụi con bán hết đêm 28 và 29 tụi con nghỉ, cho nên là 29 con không giao được, cô thông cảm giùm con. Ví dụ như 29 cô mới có nhà hoặc là sau đó thì cô có nhờ người lấy được hay không, nhận giùm con được hay không. Còn nếu không thì bánh ngày 28 con giao thì tức là 27 con mới gói, thì 29, 30, 1, 23 mình vẫn dùng được nha cô, không sao. Còn 29 thì tụi con nghỉ, tại vì một năm thì 365 ngày là đã hết 300 ngày, 360 ngày các bạn ơi, nhân viên ở cửa hàng đã làm việc, đã chia sẻ công việc với anh em tụi con rồi. Cho nên là chính vì thế anh Khương vừa thì anh muốn là đối với những ngày lễ Tết, chẳng những là Tết nguyên đáng của mình không, mà những cái ngày lễ bình thường anh cũng hy vọng là các bạn có được cái thời gian nghỉ ngơi cho gia đình. Cho nên là cô thông cảm, con tụi con sẽ bán dự kiến là đến tối 28 tụi con sẽ nghỉ, và đến khoảng mùng 6 âm lịch tụi con sẽ bán lại, là tụi con nghỉ đâu đó khoảng tầm 5, 6, 7, 7 ngày một tuần. Dạ, yeah. Mà cũng nói chứ nếu như gọi là 365 ngày mà hết 360 ngày mấy bạn bán thì cũng không đúng. Chắc là cũng phải hơn á cô chú anh chị, tại vì cái giờ làm việc của mấy bạn ở đây là 7 rưỡi đến 7 giờ đi, nhưng mà có nhiều hôm hàng về hoặc là kiểu ở cửa hàng Trang có việc kiểu như phát gạo nè, những cái hoạt động khác ngoài cái cửa hàng nữa, thì các bạn ở nhân viên cửa hàng đều luôn luôn là tích cực luôn, gọi là xung phong ở lại cùng Trang cùng Phương ở lại nhận hàng rồi đi vườn. Thì thật ra cái thời gian mà mấy bạn bỏ cho công việc ở cửa hàng còn nhiều hơn là cái thời gian mà tụi Trang gửi trả lương cho các bạn nữa. Nên là thật sự luôn, tại vì mình làm thì mình vui á, nên là mình phải bán đến 28 thôi, chứ nếu mà Trang Hiếu Vương mà được quyết chắc cho nghỉ sớm luôn á, thì cũng mới đền bù được cái công sức của các bạn bỏ ra. Dạ, nhưng mà thôi, Tết là coi như một năm có một lần à, nên cô chú anh chị thông cảm, bên cửa hàng Trang xin phép bán đến 28 Tết, hết ngày 28 Tết, để ngày 29, 30 các bạn được về cùng với gia đình, rồi chuẩn bị cho cái Tết riêng của các bạn. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Riêng cái loại Trang xin phép chia sẻ lại là riêng bánh tét, thì cửa hàng Trang sẽ nhận đặt hàng từ ngày 4 đến tháng 1 đến ngày 27 tháng 1. Hết ngày 27 tháng 1 thì bên cửa hàng Trang không nhận đặt bánh tét nữa, và bên Trang chỉ có đi giao bánh tét, gửi bánh tét đến cho cô chú anh chị thôi. Nên kính mong cô chú anh chị nào thích ăn bốn loại bánh tét thì hãy liên lạc với cửa hàng Trang sớm nha, để các bạn ghi chú lại và lên lịch gửi bánh tét cho cô chú anh chị ạ. Dạ hôm nay em không có sầu riêng chín đó chị Phụng ơi, khoảng 2-3 ngày nữa mới có chín đó chị. Dạ ngoài bánh tét như nãy Phương có chia sẻ đó cô chú anh chị, thì Tết thì tụi Phương cũng có chuẩn bị luôn về mâm ngũ quả. Ví dụ như ở cửa hàng của tụi Phương sẽ có những loại trái nào là sẽ có cầu, dừa, đủ, xoài cát hòa lộc đó cô chú anh chị. Và có thêm nè, thứ nhất là dưa hấu, cái tiếp theo là thơm khóm, cái ba là quýt. Để nó phù hợp với mâm ngũ quả của từng nơi. Ví dụ như ở miền Bắc thì tụi Phương cũng có chuẩn bị chuối xanh, miền Nam thì chắc không chân chuối, nhưng mà miền Bắc thì Phương cũng có chuẩn bị thêm chuối xanh để cô chú anh chị có nhu cầu liên hệ ha. Tụi Phương cũng sẽ có những cái set, tức là một cái mâm cố định là tụi Phương làm sẵn trong cái rổ luôn, để mình dùng để trưng ở nhà cũng được, hoặc là cô chú anh chị dùng cái đó để đi biếu đi tặng cũng được. Thì vài hôm nữa tụi Phương sẽ ra mắt cái bộ sản phẩm mâm ngũ quả trưng Tết. Còn ngoài ra trưng Tết thì tụi Phương cũng sẽ có những cái giỏ quà cô chú anh chị dùng để tặng đồng nghiệp nè, tặng người thân. Thì chắc tuần sau, khoảng tầm một tuần sau thì tụi Phương sẽ có những cái set set quà đó, cô chú anh chị tham khảo thêm. Còn nếu mà nhà mình thích loại trái cây nào mình tự trưng thì tụi Phương cũng có luôn. Với lại Phương cũng xin được phép chia sẻ như thế này, đối với Tết hay là ngày thường mà các tụi Phương quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của người tiêu dùng và cái độ ngon của sản phẩm. Cho nên là những sản phẩm của bên tụi Phương, thứ nhất là nó đẹp mắt để trưng cúng trong ngày Tết thì kiểu gì nó cũng phải đẹp. Cái thứ hai và cái điều đặc biệt nhất đó là nó phải ngon ăn được. Bên sản phẩm của tụi Phương đảm bảo là đối với cái sản phẩm nào dùng để trưng được thì cái đó cũng phải là ăn được, chứ tụi Phương không có bán những cái loại mà chỉ dùng để trưng. Cho nên là ví dụ như cô chú anh chị nào có nhu cầu mà trưng được và ăn để đảm bảo cho sức khỏe thì liên hệ với bên Phương nha. Phương là một người rất là tâm huyết về cái trái cây này luôn cô chú anh chị. Hồi xưa là Phương còn dự định ước ao là xây một cái vườn, tự Phương xây luôn, tự Phương trồng một cái vườn luôn để mang những cái trái cây sạch đó không chỉ cho gia đình Phương, cho bạn bè Phương mà còn đến những người thân của Phương.
Thì từ đó luôn là bắt đầu anh Khương cũng cùng một cái suy nghĩ đó, cũng từng được cái hồi dịch đó. Thì Covid đó bắt đầu là Phương với anh Khương với Trang mới cùng làm chung, và cả anh Coleman nữa. Anh Coleman là một người mà kiểu lắng nghe cái chia sẻ của Phương rồi tiếp lửa thêm, cũng như là truyền động lực hướng cho các anh em cùng làm lên cái cửa hàng sầu riêng Color Farm, sầu riêng Khương Dừa, là luôn luôn mang một trái cây sạch. Nên là đối với những cửa hàng khác thì chắc là họ chỉ mua qua mua lại thôi, chứ còn bên Trang là khi mà cắt ở vườn nào là tụi Trang phải mất rất là nhiều thời gian để xuống tận vườn thăm từng cây sầu riêng, kiểm tra như thế nào, rồi đến ngày cắt rồi tự tay tụi Trang chở xe tải lên, dù có khuya hay là sáng sớm gì đó bên Trang vẫn đi, mà toàn là con gái đi thôi đó. Nên là thật sự luôn là đối với tụi Trang cái loại trái cây, cái trái cây mà mình cắt từ vườn lên đây ấy là quý lắm. Nó là nó vừa quý của người dân, đối với người dân mình thấy người dân họ trồng cực khổ như thế nào. Nó là tâm huyết á. Đúng rồi. Đối với những sản phẩm của mình á, như cô chú trồng ra là cũng vậy, đối với tụi Phương mang đến cung cấp cho bà cô chú thì nó đều là tâm huyết, là một cái gọi là một cái sản phẩm về tinh thần nữa. Tại vì những cái sản phẩm đó ngay từ đầu á, là bản thân Phương thì Phương thích nông nghiệp á cô chú anh chị, cho nên là những cái sản phẩm về nông nghiệp thì Phương dạng là Phương bị thu hút vào nó. Xong bên cạnh đó thì mình muốn những cái sản phẩm mà mình cung cấp ra thị trường, khi nào mình gửi đến cô chú anh chị ăn thì mình cũng hy vọng là nhận lại được những cái feedback tốt, và người tiêu dùng của mình thì họ cũng nhận được cái giá trị tương xứng khi mà bỏ cái đồng tiền ra để mua cái sản phẩm của bên Phương. Cho nên là về sản phẩm của bên Phương thì chắc chắn là trong quá trình phục vụ đôi lúc nó cũng sẽ có những cái thiếu sót chỗ này thiếu sót chỗ kia, tại vì cơ bản hai chị em tụi Phương và kể cả anh Khương không phải là người làm kinh doanh, tụi Phương làm về game show, về những cái chương trình truyền hình giải trí. Xong rồi bắt đầu ra thì cũng ban đầu chỉ là định phục vụ cho khán giả của anh Khương, của các chùm kênh của công ty thôi, nhưng mà từ từ thì mình nhận được cái sự đón tiếp, cái sự đón nhận của đông đảo khán giả hơn, của đông đảo cái người tiêu dùng hơn, cho nên là tụi Phương quyết định là đi theo cái con đường là phục vụ và sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp. Cho nên là hy vọng tiếp trong thời gian sắp tới thì được cô chú anh chị cũng tiếp tục tin tưởng và ủng hộ cửa hàng. Có nhiều, nãy giờ Phương thấy, nãy giờ chị em lo nói nhiều quá mà chưa có kịp trả lời comment. Là cô chú anh chị hỏi là có giao đi Đà Nẵng không, có giao đi các thứ không? Dạ, cô chú anh chị ơi, tụi Phương có giao đi tất cả các tỉnh thành. Tuy nhiên Phương phải lưu ý rõ là hiện tại á, đối với những tỉnh thành tụi Phương xin phép được thu phí ship, mình đặt bao nhiêu tụi Phương cũng giao hết. Mà phí ship nó sẽ thay đổi tùy theo nơi. Cái chỗ nào mà có xe khách đi ngang á, là tụi Phương đều có giao hết. Cô chú anh chị nếu mà ngại về cái phí ship á, thì có thể liên hệ trước hoặc là cho tụi Phương xin lại cái số điện thoại. Các bạn cửa hàng nhà Phương á, sẽ gọi lại để tư vấn cho mình. Nếu mà cô chú anh chị đồng ý với cái phí ship đó thì tụi Phương mới bắt đầu giao hàng đi. Cho nên là cô chú anh chị cứ yên tâm ha. Dạ, nãy giờ thì thấy cô chú anh chị hỏi về sầu riêng. Giá sầu riêng hiện giờ của bên cửa hàng Trang là 170.000 một trái, còn sầu riêng cơm là 570.000 một ký. Dạ, còn riêng về có bưởi thì bưởi loại một là như thế này cô chú anh chị, trái to luôn và còn cành còn cuốn còn lá, rất là đẹp, 65.000 một ký. Dạ, còn bưởi loại hai thì là trái nó nhỏ hơn xíu thôi, còn chất lượng thì vẫn y chang ạ. Trái này thì là 45.000 một ký. Dạ, ngoài ra thì bên cửa hàng Trang còn có mít nữa. Dạ đây, mít xẻ miếng giá là 55.000 một ký cho mít xẻ miếng. Còn nếu mà mít lột ra từng múi vậy mình ăn không thôi thì là 140.000 đồng một ký. Dạ, cô chú anh chị, 140.000 một ký. Là tụi Phương bỏ luôn cái hộp bên trong rồi, là mình bóc mình ăn thôi, không bỏ gì nữa hết á. Dạ, chừa lại cái hộp bên ngoài là được. Dạ, thật sự cái mít nhà Phương á, đợt này Phương về đây là lần thứ 3 mà tụi Phương bán mít rồi, nhưng mà lần này là lần thứ 4 rồi cô chú anh chị, và đã qua 3 lần đổ bể. Ba lần thất bại. Ba lần mà làm lần nào nó cũng fail hết. Lúc đầu làm cái gì nó cũng ngon, xong từ từ nó sẽ gặp nhiều vấn đề, bị úng, bị này bị kia mà tụi Phương không có biết cách xử lý. Nhưng mà đến cái lần này là tụi Phương đã bắt đầu bán, đến nay cũng gần nửa tháng rồi cô chú anh chị, mà bữa giờ là chưa bao giờ Phương nhận về một cái feedback mà nó tiêu cực hay là nó chê chút xíu nào về mít cả. Và Phương bán đến thời điểm này hình như nó đã khoảng gần hơn 2 tấn mít rồi. Trong vòng 15 ngày tụi Phương đã gần 3 tấn luôn á cô chú chị, là gần 3 tấn mít rồi. Mà chưa hề là bị chê chút xíu nào hết. Và mọi người rất là khen, tại vì mít bên tụi Phương là mít như thế nào? Là tụi Phương có một cái anh, là anh Tân á, Phương cũng có chia sẻ trên video rồi, các bạn cũng có lấy để chia sẻ lại trên fanpage, không biết là cô chú anh chị có theo dõi chưa. Thì anh Tân này là khán giả của anh Khương, và anh Tân thì bây giờ anh có một cái vụ mít siêu to khổng lồ ở Cai Lậy.
Và ngày trước, để trước khi mà đến cái vựa mít đó thì anh cũng là một cái người đi bán mít lẻ, là một cái người chạy xe mà bán dạo dạo ngoài đường á, mấy chú mà bán dạo ngoài đường. Anh từ từ thì anh có thêm những mối quan hệ và có thêm những cái kinh nghiệm, và bây giờ anh có được một cái vựa mít Trà Bá, và mít nhà anh là chuyên để xuất khẩu và nó đạt xuất khẩu chính ngạch đó cô chú anh chị. Và anh là người tuyển chọn lại cho Phương những cái mít để Phương bán tại cửa hàng. Có nhiều câu hỏi đặt câu hỏi tại sao Phương không vô vườn mua mít đi mà Phương thông qua dựa anh chi vậy. Dạ cái vấn đề gì nè, tại vì ba lần trước là tụi Phương đã có thử rồi, đã có vào vườn để mua mít rồi. Nhưng mà cô chú anh chị biết không, cái mít đó nó Phương thấy nó còn có hơn sầu riêng rất nhiều. Tại vì khi vào vườn á là nó sẽ có đủ loại hết à, mít nhỏ, mít lớn, mít tùm lum hết, xong rồi cắt nó phải đủ cái độ già như vậy. Nhưng mà nhà vườn á họ không có chịu neo cho mình. Tại vì nó cũng giống sầu riêng, ví dụ như sầu riêng đi một lần á, nó già nó cũng sẽ già cùng một lúc á cô chú anh chị. Còn mít nó có quanh năm mà nó cứ ra, ví dụ nó hết cái trái này nó ra trái kia, hết cái trái này ra trái kia, chứ nó không có rộ. Nó cũng có mùa nhưng mà nó không phải rộ một lần như sầu riêng, nó lại có liên tục, nên cái trái mít nó chín không có đều như sầu riêng. Và người ta cắt ở một cái khoảng giải, một cái giải độ tuổi nó dài hơn. Đối với những người mà người ta xuất khẩu á, ta sẽ cắt hết được, ví dụ từ 7 tuổi ta cắt rồi, để trong cái thời gian vận chuyển xuất ra nước ngoài thì nó vừa kịp chín. Chứ bây giờ Phương vào vườn là người ta không bán được, mà mình mua cũng không được luôn đó. Cho nên là anh Tân là cái vừa anh sẽ tập hợp hết lại của các vườn, tại vì anh là anh có thợ, và những cái người thợ đó họ vào vườn họ cắt mang về luôn, nó không thông qua một cái thương lái nào nữa cả đấy. Sau đó thì anh sẽ lựa ra cho Phương những cái trái chín cây, là những cái trái thật sự chín, như Phương nói là nó thơm từ ở trên cây mình cắt xuống. Cái loại thứ hai là nó đã gần chín rồi, nó khoảng 8-9 tuổi trên 10 rồi, là những loại đó anh không xuất khẩu được, là tại vì cái đó nó chín quá, nếu mà mình xuất khẩu đi qua tới nước ngoài là nó hư luôn, nó không ăn được đấy. Cho nên là cái hàng đợt này tụi Phương bán là nó siêu ngon luôn. Và những cái sản phẩm mà anh Tân, tại vì anh Tân cũng rất là quý anh Khương, anh Tân là fan của anh Khương mà, cho nên là những sản phẩm mà anh lựa anh bán cho Phương, nhiều khi Phương không biết có lời hay không nữa, nhưng mà anh bán cho Phương, anh ưu kiểu như là anh ưu tiên á, anh lựa từng trái một luôn. Mặc dù những cái đơn đặt hàng của tụi Phương đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa là quá nhiều, tại vì cô chú anh chị biết không, mỗi ngày anh đóng đi để anh bán ra thị trường á là dạ khoảng không vài chục tấn, tại vì một xe container là nhỏ nhất cũng phải mười mấy tấn rồi. Thì mỗi ngày anh bán vài chục tấn, mà cái đơn đặt hàng của tụi Phương á thì anh ưu tiên, tức là mỗi ngày tụi Phương không có đặt một lần để bán quá nhiều ngày, như vậy nó không ngon nữa. Cho nên là cứ khoảng tầm mấy ngày tụi Phương, khoảng 1-2 ngày tụi Phương đặt lần, và mỗi lần vài trăm ký, rất ít. Nên anh đã tuyển chọn cái hàng mà ngon nhất để gửi lên cho tụi Phương. Cho nên là cô chú anh chị ăn cái sản phẩm mít bên Phương thử ha, anh cô chú anh chị nào chưa ăn thì ăn thử đi, rồi cho Phương xin cái feedback. Nhưng mà Phương tin chắc là không ai chê được đâu, cái đợt này nó vừa giòn nè, vừa ngọt vừa thơm. Ví dụ như chị Trang với là anh Khương là hai dạng tín đồ của mít luôn, thì chị thấy lần này nó thật sự khác biệt đúng không? Khác biệt. Mà vậy nào cô chú anh chị, tại vì tụi Trang là đã bán 3 lần mít đợt trước rồi, nghĩa là bán 3 lần trước và một lần này là 4 lần. Thì 3 lần trước là coi như là thất bại á, nghĩa là lấy mình xem, mình cũng đến vườn mình coi vườn mít rồi mình cắt ra nọ, nhưng mà lúc ăn lên thì nó không có đủ độ ngọt và nó bị mềm quá, nên là nó có nhiều vấn đề lắm. Thành ra có nhiều lúc là Trang với anh Khương với Phương là định từ bỏ ước mơ luôn á, là chị định là nghĩ là chắc chị bán sầu riêng thôi chứ không bán mít nữa. Chị nói dạ. Giá luôn đi. Dạ. Giá mít dạ, giá mít quên giá rồi. Dạ, sẽ miếng như vậy là 155 ngàn một ký. Dạ. Sẽ miếng. Dạ, mít sẽ miếng là 55 ngàn đồng một ký nha cô chú anh chị. Dạ, còn mít mít lười biếng bóc ra bỏ hộp, mít sang chanh xả này á, mít lột ra từng muối bỏ hộp luôn cô chú anh chị. Cái này là 140 ngàn một ký một hộp. Dạ các cô chú anh chị mới hỏi gì luôn quên mất rồi nè. Không, nhưng mà thật sự nha, lúc mà Phương nhận mít ở Sài Gòn, Phương ăn thử xong mà Phương chia sẻ với Trang, là Phương gọi cho Trang, Phương nói là mít ngon lắm bà ơi. Ok đó, được này là bán mít ngon, mới gửi ra. Thì đến 2 ngày hôm sau luôn thì ở Hà Nội Trang mới nhận được mít. Thì lúc đó Trang cũng lo, tại vì mấy lần trước là có trái ngon, có trái không ngon, chứ không phải là được ngon đều nha. Lúc đó chị cũng lo, xong đến lúc mà Trang nhận ở Hà Nội là sáng hôm sau trái chín, là Trang với lại bé Hoa có cách ăn thử. Thì đúng luôn là ăn, lúc đó là nó vừa chín tới của chú chị, là nó còn giòn giòn tí xíu, mà ăn nó ngọt, mà đúng ngọt luôn á, ăn là kiểu sướng của chú chị. Đó là Trang rất là vui luôn, gọi điện cho Phương. Thì những cái trái sau Trang đều ăn thử một tí xíu và Trang thấy là trái nào nó cũng như vậy, trái nào nó cũng ngon như vậy luôn. Thì coi như là gì, bỏ công mà sắt có ngày nên kim á, biết bao nhiêu lần thất bại luôn, có nhiều lúc là định bỏ cuộc luôn. Thật ra cái duyên bán mít là cũng là cái duyên nha. Cái hôm mà đầu tiên Trang biết anh Tân á, là không phải là đi xuống vườn mít của anh, mà là anh giới thiệu cho tụi Trang, anh là khán giả của kênh anh Khương Dừa.
Sang liên lạc với lại cửa hàng để giới thiệu một cái vườn sầu riêng mà anh biết đến ở khu vực của anh, là của bạn anh làm vườn sầu riêng. Thì hôm đó là tụi Trang đi xuống cái vườn sầu riêng đó, thì vườn sầu riêng nó nằm trong hẻm hóc xa lắc xa lơ á, thành ra mới là hẹn ở ngay cái chỗ vườn bích của anh để tập trung cho nó dễ. Thì bác Trang với Phương xuống mới thấy trời bự quá, cái hai chị em mới vô ngồi ăn mít thử. Xong mà anh Phương anh cũng quay clip mít vậy đó cô chú anh chị. Anh cho mít về nữa. Rồi anh cho mít về nữa, mà mít trái nào về tụi Trang cũng ngon hết. Thành ra là ba anh em mới tính là hay là lần này lấy thử bán thử như thế nào. Và rất là vui là bây giờ đã thành công. Dạ rồi bây giờ Phương xin giới thiệu lại cái bánh tét. Tại nãy giờ chắc có cô chú anh chị mới vô á, cho nên là có hỏi lại cái giá của sản phẩm của bên Phương. Hiện tại á, bên tự Phương có 4 loại bánh tét đó cô chú anh chị. Đầu tiên sẽ là bánh tét ngũ sắc, là bánh tét mà có 5 màu là nhân thập cẩm, là gồm có đậu xanh, trứng muối, thịt ba rọi và tôm khô. Thì đối với đòn này á, cái trọng lượng của nó sẽ là 800g, có giá là 140.000 đồng một đòn. Và tiếp theo, một cái loại bánh dành cho người ăn mặn nữa là cái loại bánh tét mà nó đơn giản hơn, là dạng theo truyền thống của cô chú anh chị, chỉ có nếp và đậu mỡ thôi. Cái này là có trọng lượng là 600g, có giá là 50.000 đồng một đòn. Và bên cạnh đó Phương có hai cái loại sản phẩm dành cho người ăn chay. Đây, một là bánh tét chuối, hai là bánh tét nhân đậu. Thì hai loại này cũng có trọng lượng là 600g, cũng có giá là 50.000 đồng một đòn đó cô chú anh chị. Cái hai cái loại bánh bánh ăn chay này của Phương á, nó không quá ngọt, là cái độ ngọt nó thanh, nó vừa phải. Cho nên là cô chú anh chị nào mà sợ ngọt á thì đều có thể dùng được. Ví dụ như Phương là một người ít ăn ngọt thì Phương cũng rất thích cái loại bánh này. Mình có thể ăn kèm với lại dưa món hay củ kiệu nha cô chú anh chị. Và từ hôm nay thì ở cửa hàng sầu riêng Phương Dừa sẽ bắt đầu nhận đặt hàng, và những cái đơn hàng chính thức sẽ được giao đi là từ ngày kia, tức là ngày mai bỏ rồi tới ngày mốt. Hôm nay là ngày mấy Tăng? Dạ hôm nay là ngày 4 tháng 1, thì hôm nay 4 tháng 1 của chú anh chị đặt, thì ngày 5 tháng 1 bỏ, ngày 6 tháng 1. Thì mình cứ như vậy, khi mà mình đặt thì cô chú anh chị ngủ ngày mai bỏ, ngày mốt thức dậy sáng là có bánh tét ăn. Đúng rồi, là ngày, ví dụ hôm nay đặt là sẽ là hôm nay là ngày 4, thì ngày 6 mình sẽ có hàng, và chính thức từ ngày 6 thì tụi Phương cũng sẽ có bánh tét liên tục. Cô chú anh chị nào mà muốn ăn, ví dụ như mình muốn ăn thử để Tết thì mình mà hẳn mua nhiều, mình ăn thử đi. Phương khuyên là như vậy, mình đặt một đòn của mỗi loại, mình thích cái nào mình đặt một đòn thôi, mình ăn thử mình thấy ngon rồi sao mình đặt thêm, để nhiều khi nó không hợp khẩu vị. Tuy nhiên đối với những loại này là khi mà làm việc với lò, tụi Phương cũng đã nghiên cứu kỹ rồi cô chú anh chị, để nó có thể phù hợp với nhiều cái khẩu vị của nhiều người, của đa số người Việt của mình. Cho nên là cô chú anh chị cứ yên tâm ha, mình mua mình dùng thử, nếu mà ngon cái xong mua tiếp ủng hộ cho tụi Phương nha. Nếu mà cô chú anh chị mà tin Trang LTP á, thì hãy mua cái bánh ngũ sắc nha. Tại vì Trang nãy giờ Trang chưa ăn mấy loại kia, nhưng mà Trang ăn bánh ngũ sắc rồi. Và bánh ngũ sắc ngon, thật sự là ngon. Nhưng mà đợt này là Trang chắc chắn sẽ đặt cả 4 loại này luôn, để cho cả gia đình Trang. Bởi vì nó khá là lạ so với nhà Trang trước giờ. Trang chỉ ăn có bánh tét truyền thống thôi. Nhưng mà đợt này nếu mình có 4 loại như thế này là đa dạng luôn. Có người thích ăn chuối nè, có người thích ăn đậu nè, có ăn ngũ sắc nè, rồi có ăn thịt mỡ nữa. Như Phương là mốt Phương qua nhà Trang là có bánh tét thịt mỡ ăn. Dạ em cảm ơn chị Dương Hồng Ngọc ạ. Dạ hỏi các bạn gọi lại cho chị để giao hàng cho chị, nhưng mà ngày kia nha chị, là ngày thứ tư á, ngày thứ tư là ngày 6 tụi em sẽ có. Còn giờ thì hôm nay tụi em đặt về không có nhiều, cái sáng nay có mấy bạn trong cửa hàng quen á, các bạn cũng thấy ngon cho nên là có đặt về cho cửa hàng, cho gia đình hết rồi. Xong ngày 6 tụi em sẽ có sản phẩm đầy đủ cho chị ha. Dạ riêng cái loại bánh tét này cửa hàng Trang không có làm sẵn, mà là cô chú anh chị đặt thì bên cửa hàng Trang mới đặt bên lò thôi, nên là đặt bên xưởng thôi, nên là mình sẽ luôn có bánh mới để gửi cho cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị vui lòng đặt trước một ngày, thì ngày hôm sau là mình dư đi, hoặc là mình cũng sẽ có sẵn một ít thôi. Tụi Phương cũng sẽ cố gắng để đặt dư ra mỗi ngày, thì tụi Phương cũng có, ví dụ mỗi loại thì chắc tụi Phương có 5 đòn thôi, để cho ai mà thèm bất tử thì mình có ăn, để nhiều khi như mình thấy thèm gì mà không ăn liền cũng bực bội lắm. Thì tụi Phương cũng sẽ cố gắng để backup ra dư, cô chú anh chị nào mà muốn ăn liền thì nó cũng có. Vào những cái loại đó tụi Phương sẽ bán để dành cho những người và đặt ăn liền, nhưng mà số lượng ít nha cô chú anh chị. Ví dụ đặt khi nào thèm thì gọi liền cho tụi Phương ha, cho có sẵn. Tại vì tụi Trang muốn là cái bánh này nó phải mới á, để gửi đến cô chú anh chị nó không có bị khô. Nên là mình sẽ đặt những cái bánh mà làm cho cô chú anh chị luôn. Thì nếu vậy thì bây giờ mỗi ngày mình sẽ có những cái loại mẫu, đúng không? Coi như là
một ít có sẵn ở cửa hàng. Ví dụ như cô chú anh chị nào có kế hoạch là mình sẽ tặng nè, hoặc là mình sẽ trưng cúng vào những ngày đó rồi đó, thì cô chú anh chị lên cái kế hoạch cho Phương và báo với Phương sẵn. Ví dụ ngày 23 Tết chỉ cần 5 đòn này, ngày 28 Tết chỉ cần 5 đòn này, 10 đòn này. Rồi cô chú anh chị cho Phương xin cái kế hoạch đó trước để tụi Phương chuẩn bị. Và tụi Phương sẽ nhận cái kế hoạch đó đến chính thức là đến ngày 27 tháng 1, tức là ngày rằm tháng chạp âm lịch đó cô chú anh chị. Thì tụi Phương sẽ đóng cái cổng order lại. Để có cái cổng đóng lại không nhận nữa, tại vì sợ cận ngày quá tụi Phương lu bu, tụi Phương không chuẩn bị kịp thì nó lại nó không có duyên á. Để chuẩn bị cho nó đầy đủ hơn cho cô chú anh chị đó. Còn ví dụ như trước khi đặt nhiều, cô chú anh chị có thể Phương khuyên là mình nên đặt ít trước đi, mỗi loại mình đặt một đòn để mình ăn thử, nếu mà mình cảm thấy hợp á mình đặt tiếp, nhưng mà Phương tin là cô chú anh chị cũng sẽ hài lòng thôi. Tại vì cái bánh tét này là bé Phương đã xuống xưởng coi bên xưởng họ làm, rồi sau đó ăn thử, rồi sau bé Phương chọn ra những cái loại mà công thức mà ngon nhất, Phương lên đem lên cửa hàng để Trang với anh Phương vừa cùng ăn, và ba anh em cùng góp ý chọn ra cái loại ngon nhất. Ngoài ra thì anh Phương cũng có chỉnh sửa công thức một tí xíu để phù hợp với lại cái riêng của anh Phương, nên là coi như cái loại bánh tét này sẽ khác với lại những cái bánh tét khác mà ở xưởng họ có làm. Và mình có 4 loại thì tụi Trang sẽ nhận order từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1. Là từ hôm nay. Là từ hôm nay cô chú anh chị có thể đặt. Ví dụ như bây giờ nhà Trang đi, Trang sẽ đặt trước mỗi loại bánh tét là một đòn. Rồi sau đó là ngày 23 là sẽ giao 4 đòn. Rồi xong rồi đến ngày 28 là Trang giao 4 đòn. Thì bây giờ Trang cứ đặt trước như vậy. Thì đúng cái ngày đó cửa hàng sầu riêng Phương Dường sẽ liên lạc với Trang và gửi hàng của nhà Trang. Dạ cảm ơn bạn Quách Hậu nha. Sầu hôm nay bao nhiêu một ký vậy chị? Dạ sầu nguyên trái là 170.000. Còn đây là lần đầu tiên mà sầu riêng bị lép vế nha. Trước giờ là luôn luôn. Sầu riêng hơn nguyên trái hôm nay là 170.000 á bạn, còn đối với cơm sầu riêng là 570. Tuy nhiên hôm nay nó chưa có chín thì khoảng tầm 2 ngày nữa, ngày mốt thì nó mới có chín nhiều. Mới mang về hôm nay là ngày thứ hai thôi, mà bữa giờ thời tiết kiểu như nó lạnh, nó mát lại á, ở miền Nam mình mát, còn ở miền Bắc thì nó hơi lạnh, cho nên là nó hơi lâu chín hơn khi mà mùa hè Phương bán. Ví dụ mùa hè Phương bán, không Phương cắt về Phương để tầm 2 ngày là bắt đầu có chín rồi, chín khoảng tầm 30%, qua đến ngày thứ ba thứ tư là nó chín kiểu như là gần hết luôn rồi cô chú anh chị. Còn bữa giờ qua cái mùa này á, nó lâu hơn, có trái nó cả tuần nó mới chín được. Còn bữa giờ nếu mà cái thời gian trung bình đó nha thì khoảng tầm 4 ngày nó mới có chín nhiều đó, cho nên là cô chú anh chị nào muốn ăn sầu riêng thì chờ thêm chút nữa giùm Phương nha. Dạ hiện giờ thì ngoài sầu riêng, bưởi, mít thì tụi Trang có bánh tét, thì tất cả những cái loại sản phẩm này cũng như nước mắm nữa bên cửa hàng Trang đều có giao. Hỏi chị này, chị ý là chị sao không hiểu? Dạ chị Minh Đoàn cho hỏi một đòn là một cái dài kia là, dạ em thật sự thì chưa hiểu câu hỏi của chị lắm, nhưng mà ý là một đòn bánh tét của em thì như thế này ạ. Dạ riêng có cái đòn bánh tét của em có bốn loại bánh tét. Đầu tiên là bánh tét ngũ sắc. Bánh tét ngũ sắc là như thế này, 5 màu, ở trong sẽ là có thịt ba rọi, gồm có miếng mỡ và miếng thịt nạc luôn, rồi có trứng muối và có tôm tôm nữa. Thì cái bánh tét ngũ sắc này thì là sẽ là 140.000 cho một cái đòn 800g. Dạ đòn như thế này, đòn dài 800g. Còn loại thứ hai cũng là bánh mặn luôn, đó là loại bánh tét thịt mỡ. Dạ đây, bánh tét đậu xanh thịt mỡ. Bánh tét đậu xanh thịt mỡ này á, thì là đòn 600g, giá là 50.000. Dạ đây là hai loại bánh tét mặn. Ngoài ra thì cửa hàng em cũng có bán thêm hai loại bánh tét chay nữa, đó là bánh tét đậu xanh. Dạ đây, bánh tét đậu xanh đây. Bánh tét đậu xanh này là cũng là một đòn 600g, 50.000. Và một loại nữa là bánh tét chuối. Dạ đây, bánh tét chuối. Bánh tét chuối cũng là một đòn 600g, 50.000. Dạ vâng, 4 loại bánh tét. Dạ, đây là phù hợp cho cả gia đình nào có người ăn mặn và có người ăn chay luôn. Dạ vâng. Đây đã Trang trả lời tiếp các câu hỏi từ điện thoại, Trang không có hiện lên bình luận. Rồi, cửa hàng Trang thì vẫn có ship cho đến các tỉnh trong thành phố à. Ở đâu mà có xe khách gửi hàng được thì bên cửa hàng Trang đều có thể gửi. Nên cô chú anh chị muốn đặt hàng thì liên lạc với lại hai số hotline của cửa hàng Trang nha, ở Hà Nội và Sài Gòn, cũng như là fanpage Color Farm. Dạ, khi mà đặt hàng thì các bạn sẽ liên lạc và tư vấn cho mình, báo giá cho mình về cái sản phẩm bao nhiêu tiền và cái tiền ship bao nhiêu tiền. Nếu mà cô chú anh chị đồng ý thì bên cửa hàng Trang mới giao. Dạ,
Riêng là bánh tét á, thì cô chú anh chị vui lòng á là đặt sớm như bên Trang. Lỡ như hôm nay đặt thì ngày mốt mới có, nghĩa là mất một ngày. Ví dụ cô chú anh chị muốn đặt cho 23 có 28 Tết thì nếu mà được thì bây giờ mình đặt luôn để mình giữ giữ đơn đặt hàng. Dạ, thì bên cửa hàng Trang sẽ đảm bảo là giao đúng ngày như cô chú anh chị mong muốn. Dạ, thì tụi Trang chỉ xin phép nhận order là từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 thôi. Còn giao hàng thì vẫn sẽ giao đến ngày 28 tháng 1, nhưng mà sau ngày 27 tháng 1 thì cửa hàng Trang không nhận order bánh tét nữa. Dạ, Trang cảm ơn cô chú anh chị. Dạ. Đây, nãy giờ nói buồn chán quá, không có gì để ăn, lấy học tích. Thật ra là Phương đang ngắm nghía đến cái bánh tét thịt mỡ đó. Nhưng mà sao thật sự bữa giờ cô chú anh chị là Phương đã thử quá nhiều luôn rồi. Phương tại vì để thay đổi công thức cho nó phù hợp á, Phương đã thử quá nhiều, bây giờ Phương thấy Phương biết là nó ngon nhưng mà thực sự ngán rồi. Ăn từ hôm mà Phương xuống, bắt đầu Phương xuống Cần Thơ cách nay khoảng 4-5 ngày là ngày nào Phương cũng ăn bánh tét để Phương thử và Phương điều chỉnh nó lại sao cho nó phù hợp. Vậy là Phương là người được ăn tết sớm đầu đúng tiên rồi. Của cửa hàng luôn. Ăn miếng nghe. Dạ, xin mời cô chú anh chị ạ. Mít như thế này, mít lột miếng là 140.000 một ký. Dạ không có hộp cho cô chú anh chị, lột ra rồi chị bỏ miệng ăn thôi. Đây là mít chanh xả sang chảnh. Nó nắp bớt giòn tại vì này lột hôm qua. Mít này thì là nếu mà cô chú anh chị muốn mua cả một trái cũng được. Rồi như tùy mình thích ăn giòn giòn hay là mình muốn ăn ngọt, chảy mềm bê luôn á thì mình cắt thôi, mình coi cái độ chín của nó mình cắt thôi. Không mềm được, tại vì cái mít này cơ bản vậy là nó mềm nhất rồi đó chị. Ý là như mà người ăn muốn ăn cứng hơn á thì ấy. Dạ. Năm nay là mong rằng Tết thì cửa hàng sầu riêng Khương Dừa sẽ phục vụ cho cô chú anh chị rất là vui luôn. Không ngờ là có ngày hôm nay. Dạ, xin mời cô chú anh chị qua mít ạ. Tết này Phương nghĩ sẽ tấp nập lắm đó cô chú anh chị. Tại vì bên sư phụ Khương Dừa với là các bạn chùm đệ tử á, Nấm nè, Ngân nè, Trương nè sẽ bán bông nữa. Trang nữa. Điều Trang nữa. Sẽ bán bông. Hoa mai. Dạ, dự định năm nay sẽ bán hoa mai. Nó bông chịu. Bông rồi bán bông mai. Không biết anh Cương có bán bông dạng thọ này nào kia ta cút rồi luôn ta. Hiện giờ là đang tính là hoa mai nhưng mà chưa biết nữa, chưa biết là có những cái loại hoa khác không. Thì cái này xin phép giấu lại tí xíu để sư phụ Khương Dừa chính thức công bố. Dạ, còn cái này thì lỡ nói rồi nên cô chú anh chị bí mật nha. coi như là chưa nói. Dạ, bí mật này, cái này bí mật cho sư phụ tiết lộ. Dạ, thì sắp Tết này thì cũng hơi bận là tại vì cửa hàng Trang như Phương có chia sẻ là ngoài trái cây tụi Trang bán lẻ như vậy và bánh tét thì tụi Trang sẽ làm ra những cái giỏ quà. Giống như bánh tét giờ cô chú anh chị đặt 4 loại mỗi loại một đòn này đúng không, thì tụi Trang sẽ bỏ cho Trang một cái giỏ rất là xinh để cô chú anh chị có thể gửi biếu nè, nhìn cho nó rất là lịch sự luôn. Dạ, ngoài ra thì bên giống như cô chú anh chị có những cái giỏ trái cây nữa để cô chú anh chị có thể trưng giỏ trái cây nè, rồi cũng có giỏ trái cây với bánh tét. Dạ, thì những cái giỏ này nó sẽ có cái mức giá khác nhau, có lại giỏ nhỏ, giỏ giá trị lớn. Dạ, tùy theo cái nhu cầu của cô chú anh chị. Nên là đợt này là tụi Trang rất là chú trọng luôn, là ngoài cái việc bánh ngon nữa mà tụi Trang còn làm thêm những cái giỏ rất là xinh để cô chú anh chị có thể gửi tặng đến cả nhà, những người thân yêu. Dạ, những cái đó thì chắc cho Trang xin phép qua tuần đi, thì bên Trang sẽ giới thiệu tiếp theo. Còn bây giờ là cô chú anh chị hãy ăn thử bánh tét của cửa hàng Trang nha. Dạ, bưởi. Dạ đây, bưởi loại 1. Nguyên một trái bưởi loại 1 như thế này, trái siêu to như vậy, xinh đẹp. Đó, bưởi nước ngoài. Đây là bưởi da xanh, loại 1 là 65.000 một ký của chú anh chị. Dạ, trái bự. Còn loại 2 là trái nhỏ như thế này là 45.000 một ký. Thật ra loại 1, loại 2 nó chỉ khác nhau là cái kích thước thôi, trái bự với nhỏ thôi, chứ còn về chất lượng thì nó cũng y chang. Dạ đây, y chang là gì? Dạ, đang y chang xong bị nó cục. Cũng y chang. Loại bự đây 65.000 mà loại nhỏ là 45.000 một ký à. Dạ, đối với bưởi thì tất là nhiều sản phẩm nha. Sầu riêng cũng có, bưởi cũng có, mít cũng có, quýt cũng có. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị Phương Thu ạ. Em thấy hồi bên em á, các bạn ghi lại cái đơn hàng của mình sẽ giao vào rồi cho mình ngày 26 nha chị. Cảm ơn chị. 26 tháng 12 âm lịch. Dạ, thì Tết này là ngoài cửa hàng Trang là bán trái cây nè, bán những cái giỏ quà nè, giỏ quà trái cây á cô chú anh chị, rồi giỏ bánh tét nữa. Thì làm cái chương trình học để đổi đời nè, rồi sau đó là gần Tết thì Trang, các bạn đệ tử của anh Phương Dừa như Trang, Nấm Bi, Ngân, Trương, Phương Trà Xa Xứ Lạ nữa cũng sẽ đi phát quà Tết cho các trẻ em chỗ miền Trung hoặc bộ lưu lục, đặc biệt là thôn A Vào. Dạ, đợt này là bé Phương sẽ cùng tham gia nha. Tụi em thì em cũng chia sẻ đó, nói chung là lần nào đi những cái chương trình vậy thì cũng muốn đi.
nhưng mà sợ càng Tết á thì lại nhiều cái công việc nó phải lo, cho nên là Phương sẽ cố gắng công việc của chú anh chị để có thể đi cùng với mọi người. Có một cách để giúp Phương đi cùng với mọi người đó là mọi người, cô chú anh chị sẽ mua hết cửa hàng luôn, mua trước ngày 26 mua cửa hàng luôn. Mua hết cửa hàng luôn, mua sạch bách luôn. Trường cái cửa hàng lại đang mình bán tiếp nha, thì gian chi tiếp. Mua hết mũi, mua hết bánh tét, mua hết đồ luôn. Dạ, để đảm bảo cho cái bánh tét nó được giao được ngon và được giao đúng hạn với cô chú anh chị, thì mong cô chú anh chị đặt hàng dùm tụi Trang từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 nha. Thực sự ha, Phương là người miền Tây nhưng mà cứ mỗi Tết á thì cũng hay suy nghĩ ha, mình mua bánh ở đâu, xong rồi mình đặt bánh để mình cúng như thế nào. Tại vì hồi xưa cô chú anh chị hình như là nhà nào cũng có bánh tét. Đúng rồi. Mình á thường là mình sẽ có cúng hai lần, 28 là mình cúng bánh tét cũng được này, 23 cũng được. Nhưng mà thường 23 và 28 á nó sẽ rơi vào những cái ngày ví dụ như quét mộ hay là gì đó, tại vì gần Tết nó cũng sẽ có nhiều cái việc mình phải làm. Thì thường là không có cúng, như nhà Phương là không có cúng bánh tét, không có gói được. Thường là sẽ cúng vào mùng 3. Tại vì mùng 3 là kiểu như cúng ông bà đó, thì ngày mùng 1, 2 là mình sẽ bắt đầu mình gói để mùng 3 mình cúng. Đó hình như Tết năm nào cũng gói, nhưng mà từ từ á Phương thấy cũng có gia đình ta không có, thứ nhất là không có người lớn gói nữa, cái thứ hai là không có nhiều người để phải phụ gói bánh tét. Tại vì cô chú anh chị biết không, bánh tét gói nó cực lắm luôn á, tại vì thứ nhất là lá, là mình phải đi tìm lá rồi gọc lá xong rồi về phơi rồi lau lá. Đó còn đếp nếp và đậu thì phải ngâm trước rồi mới bắt đầu đi xào nếp lên, rồi nạo dừa, ngâm đậu, nó rất là nhiều công đoạn. Nếu mà nhà ít người thì người ta không có làm, người ta hay đi mua. Mà nhà Phương cũng vậy, cho nên là thường ví dụ con nội hoặc là ngoại có gói á, thì mình xin về mình cúng. Còn có khi mà nội ngoại không khỏe á, thì mình cũng hay đi mua. Ví dụ như năm nay cô chú anh chị nào ở quê ha, có nhu cầu mà mua bánh tét thì tụi Phương cũng nhận và ship về cho mình luôn. Như gần Tết như có chia sẻ vào đầu livestream á, chỗ ba anh em tụi Phương cũng sẽ tính toán lại về cái việc hỗ trợ cái phí ship cho mọi người. Tại vì Tết thì ai cũng tất bật công việc hết trơn, cho nên là tụi Phương sẽ tính lại, ví dụ trong bán kính bao nhiêu cây số đó thì tụi Phương sẽ free ship luôn, và trong bao nhiêu thì phụ tụi Phương sẽ thu bao nhiêu để cô chú anh chị đỡ phải mất cái thời gian đến cửa hàng. Và kể cả về cái mâm ngũ quả cũng vậy, cô chú anh chị thích mà tự trưng á thì cứ dặn cho tụi Phương, chị lấy một trái này, một trái kia, một trái nọ, thì tụi Phương cũng sẽ chuẩn bị để về mình tự trưng. Còn nếu mà cô chú anh chị mà muốn tặng á, tặng cái giỏ trái cây này nọ kia, tụi Phương cũng sẽ có những cái set đó, và qua tuần sau tụi Phương sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái giỏ quà của bên tụi Phương hen. Sầu riêng đây vậy là sao ta? Sầu riêng đâu vậy hả? Đây không hiểu. Dạ, sầu riêng ở Cái Bè Tiền Giang á chị. Cho em giá bánh tét. Dạ, hiện tại cửa hàng của tụi Phương có 4 loại bánh hen. Loại thứ nhất á, là bánh ngũ sắc. Ngũ sắc là cái loại mà có 3 màu của lá cẩm nè, lá gấc nè và dứa. Nhân á, nó sẽ là nhân thập cẩm, có trứng muối nè, có thịt ba rọi nè, có đậu xanh nè, rồi có ruốc. Thì cái loại ngũ sắc này nó có giá là 140.000 đồng một đòn 800g. Và ngoài ra tụi Phương sẽ có thêm 3 cái loại còn lại. Thứ nhất là cũng có loại dành cho người ăn mặn luôn. Cái này là bánh đậu mỡ, là giống như bánh truyền thống của cô chú anh chị. Ở ngoài nó chỉ là nếp lá cẩm nên nó màu tím, nó khác hơn bình thường xíu. Bên trong thì có đậu xanh và thịt mỡ. Cái này là trọng lượng là 600g, có giá là 50.000 đồng một đòn. Rồi bên cạnh đó tụi Phương sẽ có 2 cái sản phẩm dành cho người ăn chay. Một là bánh đậu thôi, tức là có nếp với đậu. Riêng đặc biệt cái nếp này thì tụi Phương có trộn thêm cái đậu trắng ăn để nó bùi hơn. Cái thứ hai là bánh chuối, thì cái nếp cũng có trộn đậu trắng luôn. Hai loại này trọng lượng cũng là 600g với giá là 50.000 đồng một đòn á cô chú anh chị. Dạ, bánh tét thì cô chú anh chị vui lòng đặt sớm trước một ngày dùm tụi Trang nha. Ví dụ cô chú anh chị đặt hôm nay thì ngày mai bỏ, ngày mốt cô chú anh chị sẽ có hàng. Và đơn đặt hàng của bánh tét tụi Trang sẽ nhận từ ngày 4 tháng 1 ngày hôm nay đến ngày 27 tháng 1 là tụi Trang sẽ ngưng đơn nhận đặt hàng bánh tét ạ. Tụi Phương cũng như nãy Phương cũng có chia sẻ, tụi Phương sẽ cố gắng để có trong cửa hàng thường xuyên. Ví dụ như là mỗi loại tụi Phương ngoài cái số lượng mà cô chú anh chị đã đặt đó, thì tụi Phương sẽ cố gắng đặt dư ra để mà ai mà muốn ăn liền á, thì có liền. Nhưng mà nó không nhiều, tại vì cái này á thì tụi Phương không có để chất bảo quản, cho nên là cái thời gian sử dụng tụi Phương khuyến cáo là mình nên dùng trong cái khoảng là từ 5 cho tới 7 ngày thôi, đừng có dùng xa hơn. Thực sự xa hơn thì dưới quê Phương á, hồi xưa có bánh tét nhiều khi để 10 ngày, 15 ngày, thậm chí là để 20 ngày, 1 tháng luôn vẫn ăn được á cô chú anh chị. Nhưng mà Phương sợ là nó không đảm bảo cho sức khỏe, cho nên là mình ăn trong vòng tuần đổ lại thôi nha. Bưởi bao nhiêu một ký? Dạ đây, bưởi là đến em. Bưởi là bưởi bự như thế này, trái bự là 65.000 một ký, bưởi loại 1. Dạ, còn bưởi loại 2 cái nhỏ như thế này là 45.000 một ký, bưởi loại 2. Dạ.
Chị lừa bữa nay lấy cái này cho chị đẹp nè bông. Cái này đẹp nè. Cái lớn luôn. Ui, bữa còn quá trời, đợt này về bữa đẹp quá trời đẹp luôn. Dạ, có ship ngoại tỉnh, dạ chị Ngô Mộng, có ship ngoại tỉnh không? Dạ bên cửa hàng em là xe đi tới đâu là cửa hàng em sẽ ship tới đó. Nhưng mà do là bên cửa hàng em chưa có dịch vụ ship mà phải nhờ bên các đối tác, nên là cái tiền ship thì bên khách chịu dùm tụi em. Thì khi cô chú anh chị đặt hàng thì bên em sẽ báo giá cụ thể, giá của các loại bánh, sản phẩm bao nhiêu và giá tiền ship bao nhiêu. Nếu cô chú anh chị đồng ý thì bên cửa hàng tụi em mới book ạ. Bánh tét bao nhiêu một đòn vậy chị? Dạ rồi, bánh tét thì cũng có ví dụ như ngũ sắc đi cô chú anh chị. Dạ ngũ sắc thì nó sẽ là 800g. Đây là cái đòn 800g này nó rất là to nha. À, có giá là 140.000 đồng một đòn, một đòn là một cái gì nè cô chú anh chị, còn này là một cặp bánh tét ha. Tại có nhiều ngôn ngữ của từng nơi nó khác nhau. Ví dụ có chỗ thì người ta kêu này là cây bánh tét đúng không? Dạ nhà là... em, nhà Trang kêu cây chứ đừng là... chỗ khác còn như có nhà Trang kêu. À vậy hả? Nói chung là một cái gì nè sẽ là 140.000, còn một cặp là 280 nhân lên thôi cô chú anh chị. Rồi còn cái này là những loại khác, bánh chuối nè, bánh đậu nè và bánh đậu mỡ thì nó có sẽ cái size nhỏ hơn là 600g, có giá đồng giá là 50.000 đồng cho ba loại còn lại. Giờ vậy đi chứ giờ hỏi mà trả lời hoài mệt quá. Yeah. Không bây giờ bây giờ cô chú chị thấy không, cứ hỏi lần là Phương trả lời sẽ nhắc lại. Dạ. Yeah. Mong là cái đợt này cái bánh tét là sẽ phủ sóng tàn nhà tàn vui tàn dân để mang bánh tét ngon đến tất cả các cô chú anh chị. Chị là chị rất là mong muốn luôn là chị sẽ mang tặng cho ba mẹ chị để ba mẹ chị được ăn thử. Năm nay thì chắc là Phương cũng đặt nhiều á. À, thứ nhất là cho tặng đồng nghiệp nè. À, cái thứ cảm hai không chị cũng đặt mà. Thì đúng rồi chị đặt cái nhà chị với chị cho em lại. Thì nói chung là mỗi năm á, năm nào Phương cũng đặt cái này cái kia để tặng cho đồng nghiệp vào dịp cái cuối năm. Mình đặt bánh tét rồi mình đặt dưa món. Vài bữa nữa Phương sẽ có dưa món, thực sự Phương cũng sẽ có chương trình mua bánh tét tặng dưa món á cô chú anh chị. Mà giờ cũng đang khảo sát tìm lại các nhà cung cấp cho nó phù hợp. Ví dụ như Phương khi mà mình mua từ 5 đòn trở lên thì Phương đang kế hoạch vậy đó, mình sẽ tặng, hoặc là từ một cặp trở lên Phương cũng sẽ tặng cái mũ nhỏ. Chắc chắn là có tặng, ví dụ là mình chưa biết cái size nó bao nhiêu thôi. Dạ, tại vì Phương cũng đang tìm cái nhà cung cấp nó phù hợp với nó hợp vệ sinh, chứ dưa món thì nhiều chỗ làm lắm. Nhưng mà mình tìm cái chỗ nào nó ăn an toàn về vệ sinh, cái thứ hai nó phải ngon, nó phải trắng, nó phải hợp với cái bánh của mình nữa. Ừ, cho nên là Phương đang tìm. Trong thời gian tới cô chú anh chị mà đặt số lượng nhiều á, Phương cũng sẽ có chia sẻ luôn cái chương trình khuyến mãi khi mà đặt bánh tét để tặng dưa món hen. Chắc cũng bán luôn đi, ai thích ăn dưa món không thì dạ, ta cũng đặt rồi. Được là tụi Trang sẽ bán cái lọ size bình thường, lọ kích cỡ bình thường dưa món á, là tụi Trang vẫn bán. Còn cái kiểu lại lọ nhỏ là kiểu như mua bao nhiêu đòn á thì tụi Trang sẽ tính toán để gửi tặng cho cô chú anh chị ăn kèm với bánh tét luôn. Dạ. Yeah. Lần đầu tiên được ăn bánh tét ở ngoài Bắc. Dạ. Yeah. Có một cái đặc biệt đó là đợt này bánh tét khi tụi Trang gửi đợi với miền Bắc thì Trang với Phương không có tính giá thêm. Ở như là Sài Gòn bán bao nhiêu thì là ở Hà Nội bán bao nhiêu. Nghĩa là bánh tét ở Sài Gòn ngũ sắc là 140, ba lại còn lại là 50.000, thì ở Hà Nội cũng giữ nguyên giá vậy luôn cô chú anh chị. Và nên là bữa giờ là có nhiều cô chú anh chị hỏi thăm và gọi điện cho Trang lắm, nên là nên gửi bánh tét ra miền Bắc nha, tại vì cô chú anh chị ở miền Bắc rất là yêu thương và mong chờ được thử bánh tét của Khương Dừa như thế nào. Gửi 4 cái bữa qua Hàn Quốc kìa. À, dạ vậy cho em ngoài Quốc được không? Em dạ, cũng đi Hàn Quốc. Dạ được, nhưng mà giờ phải tính luôn phí của người đi để chị Trang xách tay cái bữa qua đó chị. À dạ 29 Tết thì em không nhận giao nữa ạ. À. Bên em bán đến hết tối 28, cho nên là cô chú anh chị là nhận hàng vào ngày trễ nhất là ngày 28 giùm em. Dạ. 29-30 thì tụi em cửa hàng các bạn nghỉ rồi, cho các bạn nghỉ ngơi cho nên không có giao nữa. Dạ tụi em sẽ nhận đặt hàng bánh tét vào ngày 4/1 đến ngày 27. Còn giao bánh tét thì tụi Trang đến giao hết ngày 28 âm lịch thôi. Dạ, của bạn Phong Tuấn Anh nói là mình đặt bánh tét về Tết mới giao hả chị? Không, tức là từ ngày 1 á, hôm nay là ngày 4 thì ngày 6 Phương đã có bánh tét đều đặn ở cửa hàng rồi. Là mình đặt ngày 6 là mình sẽ nhận được á, 6, 7, 8 là bắt đầu Phương có bánh tét rồi đó. Bạn Phong Tuấn Anh ơi, kìa bánh tét ở có sẵn ở Hà Nội không chị? Bánh tét thì bên tụi Phương cũng có sẵn nhưng mà nó không nhiều đâu bạn, nó không có nhiều, cho nên là bên tụi Phương khuyến khích là nên đặt hàng trước dùm Phương. Từ ngày 6 thì tụi Phương cũng sẽ cố gắng gửi ra ngoài đó, thì chắc khoảng tầm ngày 8 nó sẽ có.
Cho nên là cô chú anh chị nào mà ở ngoài Hà Nội, những khu vực miền Bắc, miền Trung á, thì đặt hàng trước giùm Phương ha. Chứ có sẵn thì Phương không dám hứa. Phương cũng sẽ cố gắng sắp xếp hàng có sẵn nhưng mà nó không nhiều. Tại vì như Phương chia sẻ đó, là cái bánh này tụi Phương không có để chất bảo quản, nó hoàn toàn là tự nhiên. Cho nên là cái thời hạn sử dụng của nó là trong vòng từ 5 cho tới 7 ngày thôi. Nên tụi Phương sẽ không làm sẵn. Tụi Phương để một ít, ví dụ cô chú anh chị tới cửa hàng để có thử trước khi mua thì có. Còn nếu mà hàng sẵn thì sợ nhiều khi mà đặt bất tử quá, nó không có còn nhiều, nó không có thì nó hơi tiếc. Cho nên cô chú anh chị có kế hoạch trước giùm Phương đi. Dạ, trong thời gian này thì cô chú anh chị nên là đặt thử mỗi loại một đòn đi, để ăn thử giới thiệu lại loại và giá kìa. Ai? Dạ, giới thiệu lại giá đi. Mình có tua lại được không đó? Đây cho tôi giới thiệu đi. Rồi. Dạ, về giá sản phẩm cô chú anh chị, bánh tét cửa hàng Trang đợt này có 4 là bánh tét. Đầu tiên là bánh tét ngũ sắc. Dạ đây, bánh tét ngũ sắc là như thế này đây, có 5 màu ạ, rất là đẹp luôn. Ở trong là có thịt ba rọi, trứng muối và tép. Dạ, bánh tét ngũ sắc này là một đòn nha cô chú anh chị, đòn bự như thế này luôn, 800g đây một đòn. Dạ, là 140.000 cho bánh tét ngũ sắc. Ngoài ra còn có một loại bánh mặn khác, đó là bánh mặn đậu xanh, thịt mỡ. Là đòn này là 600g là 50.000. Dạ. Cô chú anh chị ơi, với lại gì nè, Phương xin phép được chia sẻ luôn. Đối với những cái đơn đặt hàng vào ngày Tết á, thì tụi Phương sẽ xin nhận đặt cọc trước. Tại vì á, ví dụ như những loại trái cây này nọ kia mình bán cho người này không được, mà người ta ví dụ bận này nọ kia, người ta không lấy hàng được, thì Phương sẽ sắp xếp để bán tiếp tục và mình có thể để lại mình bán từ từ. Còn đối với những cái đơn bánh tét á, là Phương đặt qua những cái cơ sở, họ phải chuẩn bị nguyên liệu cho mình, mà ngày Tết cô chú anh chị biết rồi, nguyên liệu nó rất đắt. Và bán thì tụi Phương cũng sẽ đóng lại cái cổng bán hàng sớm thôi. Cho nên là tụi Phương xin phép được nhận cái tiền đặt cọc. Nó sẽ tùy theo từng cái giá trị đơn hàng, từ 30 cho tới 50% đối với mỗi đơn hàng ha. Cô chú anh chị thông cảm dùm Phương. Chứ nếu mà nãy giờ đang suy nghĩ á, nếu mà lỡ nhưng mà nãy giờ suy nghĩ không dám nói, sợ bị bị xui, không dám nói. Nhưng mà Phương nói mới dám tâm sự. Thì nãy giờ Trang nghĩ là nếu như mà không mấy á, lỡ đến ngày đó họ đặt rồi họ mấy là chắc chia ra, giống như mấy đợt trước chia ra mỗi người là tôi với bà với lại anh Khương là mua. Cô chú anh chị thông cảm nha, tại vì lỡ như lúc đó là kiểu cô chú anh chị bận hoặc là có gì đó không lấy thôi, thì thành ra là cái bánh tét để lại thì nó cũng nhiều quá, nên là tụi chị mới xin thu tiền cọc để cho mình yên tâm hơn, với lại cũng đỡ chi phí nếu mà có bị bùng. Dạ, sầu riêng trái là 170.000 nhưng mà 2 ngày nữa thì mới có sầu riêng chín đó chị. Dạ, bánh tét này của mình chị Lê Hồng. Dạ, chị Lê Hồng, bánh tét này của mình nó ngon nhất là anh chị ăn từ 3 ngày thôi, 3 ngày đến 5 ngày là anh chị ăn thôi. Còn nếu mà để lâu thì vẫn được, nhưng mà em sợ là nó sẽ không ngon bằng. Nên là nếu mà được thì mình nên ăn trong khoảng 3 ngày đến 5 ngày thôi. Hoặc là mình mua về mình ăn liền luôn cô chú anh chị. Tại vì bánh này mình đặt liền mà, còn mất một ngày ngày mốt là có bánh rồi. Nên mình có thì mình ăn liền luôn, hoặc là mình đặt sát ngày thôi. Mình đừng đặt nhiều, dư nhiều quá thì cái bánh nó không ngon bằng cái bánh mới. Dạ. Dạ có ship Đồng Nai á bé Hiếu ơi. Hiếu cho Phương xin lại cái số điện thoại, các bạn nhân viên bên Phương á gọi lại tư vấn cho mình cái phí ship ha. Wow, sao quay tới quay lui úp mặt vô cái điện thoại là thấy chơi giá bánh tét. Dạ, giá bánh tét có 4 loại bánh tét. Bánh tét ngũ sắc và bánh tét ăn mặn, gồm có thịt ba rọi, trứng muối và tép ở trong, 5 màu như thế này luôn, một đòn 800g là 140.000. Loại thứ hai cũng là loại ăn mặn, đó là bánh tét thịt mỡ này là bánh tét đậu mỡ, cái đòn này là 600g là 50.000. Ngoài ra còn có hai loại bánh ăn chay nữa, đó là bánh tét đậu xanh và bánh tét chuối, là hai cái đòn này luôn cũng có 50.000. Nếu như mà cô chú anh chị mua 4 loại đi, và Trang tính thử giá nè, 140 với lại 150, 300, 450. Bánh tét có nhiêu đòn nữa? 450 cộng với 140 là như bà 590. Vậy là nếu cô chú anh chị mua 4 đòn luôn, 590.000. Gì dữ vậy bà? Phải không? 1 đòn 140, 3 đòn kia 150 là có 290 à bà? Dạ, 290.000. Nghĩa là nếu cô chú anh chị mua 4 đòn luôn làm quà, tụi Trang sẽ có một cái set quà nha. Một cái giỏ đã đựng bánh tét, rất là xinh luôn. Ý chị Trang là dạng combo á cô chú anh chị. Dạ. Ví dụ như mình mua mỗi loại một đòn để mình ăn hoặc mình tặng á, thì nó sẽ có giá là 290.000 là cho cái set 4 đòn. Và tụi Phương cũng sẽ có cái hộp sẵn hoặc là một cái giỏ. Cái gì bà? Cái giỏ. Tôi tính là cái giỏ nha, nó dễ thương. Gì? Cái nếu mà mua 4 cây nha, còn nếu mà mua cái giỏ thì nó phải mắc hơn tí xíu chứ. Tại vì có tiền cái giỏ mà, với lại nó sẽ dễ thương lắm. Nghĩa là cô chú anh chị sắp đi tặng này nọ nó cũng dễ thương, hoặc là mình để trên bàn mình chưng cũng dễ thương nữa. Dạ, đó là để cho kỳ này mình sẽ ngoài cái bánh ngon đó, mình cũng sẽ
sẽ trau chuốt về ngoại hình tí xíu. Hoặc là nếu cô chú anh chị về hình thức bà về hình thức tí xíu, mình có bốn loại, bốn loại bánh tét mà cô chú anh chị có thể mua combo 4 cái hoặc là mua combo 2 cái, rồi mình có xét đựng cái túi này dễ thương. Anh nói hai con nhỏ đi livestream mà nói cái gì vậy, nó mới là thật đúng không? Sao cái kêu gì nó đọc được bình luận ta, nào chị bấm vô coi, nó cứ bị chạy nghĩa kia, mình nắm vô cái nó bấm vô cái nó ấy à, cái là khi mình đọc xong nó hết đọc đó, phải mở vô lại. Mít bán thế nào vậy chị? Dạ rồi à, bánh tét bao nhiêu một đồ? Dạ ai không biết bà. Dạ bánh tét của mình ngũ sắc là 140 ngàn. Hiểu ba lại còn lại là 60 ngàn ạ. Dạ dạ mít á, hiện tại bên tụi Phương đối với mít nguyên trái có giá là 45 ngàn đồng một ký, còn mít mà tụi Phương ví dụ như ít người mình mua miếng đi, miếng này có giá là 55 ngàn ký nha, miếng này khoảng 1 ký mấy à cô chú anh chị, này khoảng tầm 70 ngàn, 70-80 ngàn gì đó thì 3-4 người ăn. Còn cái mít này là tụi Phương bóc ra sẵn cái muối và bỏ cái hộp bên trong luôn rồi thì có giá là 140 ngàn đồng một ký đó cô chú anh chị. Nào mà ở nhà mình không có lột được á, hoặc là không thích á, không thích lột á, thích ăn thôi, thích cầm lên thưởng thức liền, cái này 140 ngàn. Hiện tại thì mít nhà Phương không có nhiều nha cô chú anh chị, sáng nay nó chín có 3 trái à, mà Phương giao liền 2 trái rồi, còn cái này là 1 trái mà Phương xẻ ra, Phương còn có khoảng tầm 2-3 miếng gì à, không còn nhiều. Cô chú anh chị nằm mà muốn ăn mít á, đặt liền như Phương à, Phương phải nói rõ cái mít này nó vừa chín tới nha, nó chưa có mềm, nó rất giòn và ngọt mà vẫn còn có hơi cái hậu hơi chua thanh á. À, cô chú anh chị nào thích cái việc giòn á thì lấy cái loại này cho Phương. Dạ thì hôm nay là ngày 4 tháng 1 rồi, còn chắc là gần đúng 1 tháng nữa là Tết, nên là cô chú anh chị mình hãy ăn thử các loại bánh tét của cửa hàng Trang. Rồi có 4 loại. Gần Tết có bán bánh tét không? Dạ bánh tét của bên tụi Phương có nhận đặt hàng giao đến tận ngày 28 Tết đó cô chú anh chị, tuy nhiên là mình phải đặt trước chứ gần ngày thì tụi Phương không có nhận nữa, là Phương sẽ nhận hàng đặt hàng cho đến ngày rằm tháng chạp, tức là ngày 27 tháng 1 dương lịch. Phương sẽ nhận đến ngày đó thôi và Phương sẽ giao đi từ từ. Còn gần Tết thì Phương không có nhận nữa, tại vì hiện tại Tết nó cũng có nhiều việc, với lại những cái công nhiều việc để sắp xếp cho cửa hàng với lại những cái sản phẩm khác á, Phương sợ Phương làm nó không có tốt, cho nên là Phương xin phép được đóng cái cổng order lại cho đến ngày 27 tháng 1 dương lịch nhằm rằm tháng chạp, để cho cô chú anh chị muốn đặt để cúng kiến vào những ngày 23-28 Tết á thì đặt trước dùng Phương, đến ngày đó Phương sẽ giao ha. Dạ chị là Lan Thành có ship tỉnh không? Dạ cửa hàng em có ship không những bánh tét mà sầu riêng, bưởi, mít, tất cả các loại luôn, nước mắm luôn đều có ship tỉnh. Ở nơi nào mà xe khách tới được thì tụi em sẽ gửi ship đến chỗ đó, nhưng mà do bên em là chưa có dịch vụ ship mà phải bút qua những cái dịch những cái đối tác khác, nên cô chú anh chị cái tiền ship thì mình trả riêng à. Khi mà mình liên lạc với 2 số hotline của cửa hàng hoặc là fanpage thì các bạn sẽ báo cho mình giá của loại trái cây bao nhiêu, giá sản phẩm bao nhiêu và giá ship bao nhiêu để cô chú anh chị tham khảo. Nếu mà cô chú anh chị đồng ý thì bên các bạn cửa hàng mới ship. Dạ Ví dụ như ở Bình Dương đi, thì bên nếu mà có cái chuyến xe bus nào nó chạy Sài Gòn Bình Dương, hoặc là xe khách nào mà nó chạy gần mình mà chạy chuyến Sài Gòn Bình Dương á, thì tụi Phương sẽ ship theo cái dạng xe khách như vậy. Nhà xe thu bao nhiêu thì cô chú chị trả trực tiếp cho nhà xe bao nhiêu. Nhưng mà ví dụ như hồi nãy Phương có nói á, gần Tết á thì ai cũng bận bịu công việc, cho nên là tụi Phương sẽ tính toán lại cái việc hỗ trợ chi phí ship, cũng sẽ có một cái khoảng cách nào đó trong vòng bán kính nhiêu đó tụi Phương sẽ free ship, và xa hơn thì tụi Phương cũng sẽ tính lại cái mức phí hỗ trợ. Chắc qua tuần sau đi, cũng gần Tết rồi, Phương sẽ công bố luôn trong cái dịp mà công bố những cái giỏ quà Tết á, để cô chú anh chị mà tiện cân nhắc để đặt hàng hơn ha. Sầu riêng bao nhiêu? Dạ 170 ngàn mà chưa chín, 2 ngày nữa mới chín đó chị. Mít bé thế nào? Dạ mít sẽ miếng như thế này, mít sẽ miếng như thế này là mít sẽ miếng như thế này là 55 ngàn đồng một ký đối với mít sẽ miếng. Còn mít mà như bóc hộp Phương đang ăn đây nè cô chú anh chị, bỏ cái hộp bên trong luôn rồi đó là có giá 140 ngàn. Còn cô chú anh chị nào muốn mua nguyên trái á, thì sẽ có giá là 45 ngàn đồng một ký đối với nguyên trái. Dạ bánh tét, có người hỏi bánh tét lại rồi. Dạ bánh tét đây. Dạ đối với bánh tét ngũ sắc. Dạ đây, bánh tét ngũ sắc đây cô chú anh chị. Dạ, dạ. Bánh tét ngũ sắc cái đòn 800g luôn, ngon là, thiệt là ngon. Là cái đòn bự nhất của bên Phương, trọng lượng 800g, có giá là 140 ngàn đồng. Và ba cái loại còn lại sẽ có trọng lượng bằng nhau là 600g mỗi đòn. Trong đó sẽ có hai là bánh chai, là bánh đậu và bánh chuối. Và cái loại tiếp theo là bánh đậu mỡ, thì có giá là 50 ngàn đồng mỗi đòn nha cô chú anh chị, trọng lượng là 600g. Còn Thủ Đức làm sao Phương? Là anh sao? Ý là anh hỏi làm sao?
Thủ Đức làm sao là làm sao? Dạ Thủ Đức là giờ lên thành phố rồi đó, thành phố Thủ Đức. Dạ Thủ Đức là lên thành phố rồi anh. Dạ Thủ Đức thì bên em vẫn giao nha anh ơi. À, anh chỉ cần đặt hàng ha, cửa hàng em sẽ giao liền. Còn nếu mà anh muốn Phương hay là Trang hay là anh Khương đi giao thì anh cũng đặt hàng luôn, mà phải đặt xe tải. Đặt cả một xe tải luôn để mới đi được. Bánh tét có ship Cà Mau không? Dạ có ship. Không mà cái loại bánh tét này nó vừa phải, nó không có cái đòn, nó không có bự. Thành ra là mình nhìn mình cắt ra mình ăn này cô chú anh chị, cái khoanh nó cũng vừa phải, mình ăn mình không có bị ngán. Nên nếu mà bình thường mình ăn ở nhà thì một người chỉ ăn được một khoanh đúng không? Nhưng mà nếu mà loại bánh tét này thì cô chú anh chị có thể ăn hai khoanh, ba khoanh vậy đó. Mình ăn kèm những món khác nữa. Nay chị muốn mình lập kỷ lục livestream không? Live mấy tiếng luôn hả? Từ rồi em ngồi dữ lắm, 2 tiếng rưỡi nè, mình ngồi 5 tiếng rưỡi luôn ngồi không? Nè, mình lấy em ghế mình nằm luôn. Dạ, nó cũng hơi nằm rồi nè. Biết sao hôm nay á, là ngày thứ hai cô chú anh chị, đáng lẽ là hai chị em Tự Phương á, lên plan là sẽ live vào hôm qua là Chủ Nhật. Thì cô chú anh chị không có đi làm nè, không có đi học nè, cũng sẽ dễ xem livestream hơn để tiện thể cập nhật những cái thông tin bên cửa hàng Tự Phương. Mà tiếc cái hôm qua Tự Phương chưa hoàn thành công thức, chưa hoàn thiện. Có hôm qua là đã gửi lên một đợt bánh, tưởng là nó hoàn thiện rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa ưng ý lắm, và đến hôm nay thì nó mới hoàn thiện chính thức. Cho nên là hôm nay mới là ngồi lại livestream, nhưng mà hôm nay tiết cái là thứ hai, cho nên là mọi người đi học đi làm thì cho nên là cái số lượng xem livestream á thì vẫn chưa nhiều. Chắc giờ ngồi hơn chút xíu nữa đi ha, cũng hơi mệt rồi, nhưng mà ngồi lại chia sẻ thêm chút xíu nữa để cô chú anh chị nào mà nãy giờ chưa có kịp vào xem livestream á thì bây giờ có thể đặt lại câu hỏi, hai chị em sẽ cố gắng chia sẻ lại từ đầu. Ủa, nhưng mà nếu mà mình tắt livestream thì cô chú anh chị vô xem nó cũng xem được nguyên từ đầu không? Cũng được, nhưng mà người ta sẽ không thích bằng khi mà mình nói chuyện trực tiếp. Tiếp đúng không? Dạ rồi, vậy thôi bây giờ trở lại đi, coi như mình mới bắt đầu nè, hay là mình đứng ra mình đi vô lại. Đứng lên vô lại. Rồi đứng lên vô lại. Rồi vô. Đóng đèn mở đèn. 3 2 3. Dạ xin chào quý vị khán giả đang bắt đầu xem livestream trên kênh Color Farm của hai chị em. Dạ kênh Trang LTP và Phương Trời Xa Xứ Lạ. Dạ cửa bạn cửa hàng bao nhiêu cửa. Tại vì nãy giờ ngồi livestream cũng lâu rồi cô chú anh chị, nên là hơi đuối rồi, nên bây giờ bắt đầu phải là chào lại, dạ coi như là khởi đầu lại. Dạ hôm nay cửa hàng Trang và Phương xin phép giới thiệu một sản phẩm mới. Mới xuất hiện tại cửa hàng Sầu Riêng Phương Dừa. Mình mới ngồi vô đã có người đặt hàng rồi nè. Một cái mít chín tới, một bánh tét đậu ngọt, một bánh tét chuối, một ký cơm sầu riêng giao Thủ Đức ship làm sao? Dạ anh cho địa chỉ cái em bút xe cái em ship tới cho anh thôi, là ship vậy đó anh. À ý anh hỏi là phí ship làm sao đúng không? Em giỡn thôi, là anh cho em xin lại cái số di động, các bạn nhân viên bên cửa hàng của tụi em sẽ gọi lại để tư vấn cho anh cái phí ship cụ thể là như thế nào nha anh. Còn hôm nay á sầu riêng em chưa chín cho nên là ký cơm sầu riêng thì em có lại đông lạnh được không? Bên mình có số điện thoại để khi nào mua em đặt. Dạ em có cái số điện thoại đang ghi ở dưới anh Huỳnh Minh. Số điện thoại bên em là 0914211771 ở Sài Gòn. Còn ở Hà Nội là 0914911771. Em đang ghi ở dưới livestream á, anh bấm vào cái nó sổ ra. Dạ, cô chú anh chị ơi, mình lưu ý nha, mình chỉ có hai số điện thoại đặt hàng của cửa hàng thôi. Đối với khu vực miền Bắc là 0914911771, còn khu vực Sài Gòn là 0914211771. Cô chú anh chị lưu ý nha, tại vì hiện giờ là có rất là nhiều lừa đảo á, nên là cô chú anh chị cẩn trọng. Dạ ngoài ra thì bên trên thì có một cái fanpage nhất, đó là fanpage Color Farm, nên cô chú anh chị muốn đặt hàng thì có thể liên lạc qua hai số điện thoại trên hoặc là qua fanpage Color Farm. Hiện giờ thì cửa hàng Trang đang bắt đầu vào cuộc đua để bán Tết. Các sản phẩm của Tết gồm có sầu riêng. Sầu riêng thì bán nguyên một trái là 170.000 một ký một trái. Cơm sầu riêng là 570.000 một ký một trái. Ngoài ra là có bưởi. Bưởi trái bự là một đã mất tiêu rồi. Đây là loại 2, loại 2 trái nhỏ. Trái nhỏ này là 45.000 một ký. Dạ. Loại 1 là loại to hơn, dạ, cái vỏ nó sẽ đẹp hơn đó cô chú anh chị. Dạ. Nó sẽ từ ký 2 trở lên có giá là 65.000. Dạ em cảm ơn anh Thanh Tùng. Anh ơi hôm nay á mít vừa chín tới em sẽ hết rồi. Ví dụ như anh cần ăn liền á thì giờ lấy cái miếng này với lại một trái để ngày mai mình ăn. Tại vì cái trái này thì ngày mai mình ăn nó sẽ ngon hơn. Được không anh? Trời, không hình như mình làm gì là mình tạo cái tâm lý cho mình cũng tưởng tượng mình mới vô cái mình nói nó khỏe hơn lúc nãy đúng không? Đúng rồi, thì mình xìu xìu lên mình sẽ vậy, nhưng mà bây giờ tự nhiên mà có một cái là tâm lý hay nữa là tự nhiên lên 1.000 người theo dõi, 1.000 người coi là sẽ sung hơn nữa. Dạ rồi, có người vô hỏi bánh tét thì chị chia sẻ đi, nãy giờ chị chia sẻ thông tin bánh tét đúng không? Dạ vâng, đây. Nãy giờ là cô chú anh chị Trang chưa có chia sẻ bánh tét luôn. Đây bánh tét mới rồi, wow, lạ quá. Bánh tét dạ. Này bánh tét gì ta? Dạ hôm nay thì Tự Phương sẽ có 4 loại sản phẩm bánh tét cho cô chú anh chị. Thứ nhất là bánh tét ngũ sắc. Ngũ sắc thì là một cái loại như thập cẩm á, nó có 5 màu và nhân của nó sẽ có
nó sẽ có thịt mỡ, thịt ba rọi nè, nó sẽ có trứng muối và đậu xanh và tôm khô. Thì cái loại này có trọng lượng là 800g. Đây cái đòn 800g nè cô chú anh chị, nó to cỡ này ha. Đây là đòn 800g là ngũ sắc, có giá là 140.000 đồng một ký. Bên cạnh đó thì tụi Phương có thêm một cái sản phẩm dành cho người ăn mặn nữa là bánh tét đậu mỡ, cái này là trọng lượng 600g, có giá là 50.000 đồng. Đậu mỡ là trong có nguyên một miếng mỡ luôn cô chú anh chị. Bộ như nào? Đó, là đậu mỡ 50.000 cho 600g, một cái đòn 600g. Dạ rồi, cô chú anh chị nào ăn chay á hoặc là không thích ăn những cái nhân thịt nhân mặn thì tụi Phương có hai loại dành cho người ăn chay. Một là bánh tét đậu nhân đậu á cô chú anh chị, ở bên ngoài nó vẫn là nếp với lá cẩm, và bánh tét chuối thì là chuối với lại nếp, nhưng mà cái loại này tụi Phương có thêm biến tấu vào chút xíu là ở cái phần nếp tụi Phương sẽ có trộn thêm đậu trắng để ăn nó sẽ bùi hơn, nó sẽ thú vị hơn khi mà mình không có nhiều loại nhân ở bên trong. Thì cái này cái trọng lượng của nó sẽ là 600g, có giá là 50.000 đồng mỗi đòn, nó sẽ bằng với bánh tét đậu. Cái đòn này là đòn 600g nè cô chú anh chị, nó sẽ nhỏ hơn cái đòn 800g chút xíu thôi. Dạ, còn nếu mà cô chú anh chị mua 4 đòn luôn là bánh tét ngũ sắc nè, bánh tét chuối nè, bánh tét đậu xanh nè, rồi bánh tét đậu mỡ thì là tổng cộng 4 đòn luôn chỉ có 290.000 thôi. Dạ, bánh tét thì cửa hàng Trang sẽ chỉ có một ít cái bánh có sẵn thôi, ngoài ra là bên Trang sẽ đặt hàng. Là cô chú anh chị đặt hàng ngày hôm nay thì bỏ một ngày, ngày mốt thì bên Trang sẽ giao bánh tét đến cô chú anh chị. Ví dụ như là sẽ đặt hàng mất một ngày của chú anh chị. Dạ, tụi Trang sẽ nhận đặt hàng từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1. Nên là cô chú anh chị nào muốn ăn bánh tét thì hãy vui lòng liên hệ cái cửa hàng Trang nha. Tụi Trang sẽ nhận đặt hàng đến ngày 27 tháng 1 nhưng mà giao hàng đến 28 âm lịch. Dạ. Dạ được á chị Tuyết Mai ơi, bữa giờ mấy cô chú ở Mỹ, ở nước ngoài á. Được. Có mời cô ăn bánh tét mình có bự không? Dạ con. Dạ con chỉ làm cái đòn mà to nhất của con 800g thôi cô. Tại vì bên con cũng có nghiên cứu rồi á, những cái loại to hơn á thì nó sẽ không có ngon bằng à, thì nếu mà tết á thì nó có thịt á. Dạ đây, dạ đây có cái loại ngũ sắc thịt, có thịt là cũng mời cô ăn thử. Dạ. Có hai loại cô, loại này. Dạ có, em có ép chân không á chị Huỳnh Lan ơi, những cái sản phẩm mà em bán ra. Ví dụ như chị đặt tết á là những cái sản. Dạ không, con chỉ làm theo cái đơn này thôi cô ạ. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ chị ở nước ngoài á, bữa giờ mấy cô chú ở nước ngoài thì cũng liên hệ để đặt hàng cho người thân ở trong gia đình nhiều lắm rồi. Em cũng nhận, ví dụ như chị muốn đặt ở đâu, cái chị gì quên tên này nè. Dạ như chị muốn chị đặt ở đâu thì cho tụi em xin địa chỉ, số điện thoại của người nhận. Dạ. Và những cái mà chị muốn gửi tặng cho người nhận đó, ví dụ chị muốn tặng cả sầu riêng, mít, bưởi, bánh tét, nước mắm. Dạ thì bên Trang bên em sẽ soạn những cái đơn hàng đó xong, xong tụi em sẽ báo chi phí với chị, rồi chị gửi tiền về cho cửa hàng em, và sau đó tụi em sẽ gọi điện cho người nhận và tụi em gửi hàng cho người nhận và dạ, nhắn là có một chị nước ngoài muốn dành tặng dạ, cho mình. Dạ. Dạ. Đó chị Tuyết Mai có thể inbox trực tiếp vào cái fanpage mà Colorfarm tụi em đang livestream là chị, hoặc là chị cho em xin lại cái số điện thoại mà chị sử dụng iMessage á, tụi em sẽ nhắn tin cho chị, nó cũng sẽ dễ hơn để chị trao đổi. Dạ. Bánh tét trứng muối có sẵn không ạ? Nhân ngọt hay nhân mặn? Trứng muối. Dạ là bánh tét ngũ sắc đúng muối không? Muối là mặn rồi đó. Dạ, bánh tét trứng muối là trong câu hỏi mình cũng đã có câu trả lời. Dạ, bánh tét trứng muối là bánh tét ngũ sắc. Dạ là ngoài trứng muối ra thì mình sẽ có thêm thịt ba rọi và tét nữa. Dạ tôm khô. Tôm khô, chị xin lỗi đây, chị giới thiệu tét không luôn á. Dạ bánh tét trứng muối là dễ thương ha, tự nhiên cô trứng muối giờ mình bị nhiễm trứng muối luôn. Bánh tét ngũ sắc là gồm có 5 màu, có trứng muối, tôm khô, ba rọi, dạ, nhân đậu xanh nữa. Nhân đậu xanh thì cái này là 140.000 cho một đòn 800g. Dạ, ngoài ra thì còn có ba loại khác là bánh tét đậu mỡ cũng là ăn mặn 600g 50.000, bánh tét đậu xanh là một đòn 600g 50.000, bánh tét chuối một đòn 600g 50.000. Dạ. Bạn hỏi là bánh tét có sẵn không? Như hồi nãy Phương chia sẻ, ví dụ hôm nay mình đặt thì ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 mình mới có. Và bắt đầu từ ngày thứ 4 thì tụi Phương sẽ có hàng đều đặn mỗi ngày luôn. Hôm nay bạn đặt, tại vì hôm nay là cái ngày đầu tiên Phương chia sẻ về sản phẩm cho nên là Phương chưa có hàng sẵn ở cửa hàng. Bạn đặt hàng giùm Phương rồi xong rồi cái sáng ngày mốt Phương giao cho bạn nha. Nhưng gần mới Tết mới ship cho gia đình phải không? Dạ đúng rồi chị Tuyết Mai muốn dặn giao cái ngày nào em sẽ giao cái ngày đó chị. Hôm nay thì em bắt đầu nhận để đặt hàng, nhưng có nhiều cái cô chú anh chị mà muốn ăn á, bây giờ thèm muốn ăn liền cũng có luôn. Ăn liền tức là ăn liền vào ngày, bắt đầu từ ngày mốt nó sẽ có liền, và đặt để dành cho Tết thì Tết em mới giao. Chị dặn giao ngày nào em sẽ giao ngày đó đó chị. Nhưng dạ, mà em giao thì Tết đến hết ngày 28 thôi, tại vì tụi em chỉ làm việc đến ngày 28, 29 Tết thì em cho các bạn ở cửa hàng nghỉ ngơi.
Giống như bây giờ Trang đi, Trang chơi nhà Trang chưa có ăn bánh tét này bao giờ, nên Trang sẽ đặt cho gia đình Trang mỗi loại một cái. Thì là hôm nay Trang đặt là ngày thứ tư, là cách một ngày nha, mình cứ đặt hôm nay thì ngày mai cô chú anh chị bỏ là ngày mốt là cô chú anh chị sẽ nhận được bánh. Rồi như Trang đặt là Trang sẽ đặt ăn thử mỗi loại đòn nè, rồi sau đó ngày 23 Trang nhận, rồi ngày 28 Trang nhận. Đó là các bạn trong cửa hàng sẽ ghi lại những cái đơn đặt hàng đó, và đúng ngày thì các bạn sẽ gửi lại cho Trang. Dạ, à, các bạn hỏi mít với sầu riêng. Dạ, sầu riêng của tụi Phương á, là 170.000 đồng một ký đối với nguyên trái. Nhưng mà hôm nay tụi Phương chưa có chín đó cô chú anh chị, khoảng tầm 2 ngày nữa thì mới có chín. Còn đối với mít á, nguyên trái sẽ là 45.000 đồng một ký. Mít sẽ miếng như thế này sẽ có giá là 55.000 đồng một ký. Ví dụ miếng này đi cô chú anh chị, nè cô chú anh chị thấy không, nó dài hơn bàn tay của Phương, thì có nó khoảng là tầm ký mấy thôi, ký 6, ký khoảng tầm ký rưỡi đó, thì khoảng tầm 70.000 đối với miếng này khoảng 3-4 người ăn. Còn cái loại cuối cùng của bên tụi Phương là mít mà tụi Phương bóc ra vậy luôn rồi bỏ cái hộp bên trong luôn, thì sẽ có giá là 140.000 đồng một ký. Ví dụ một hộp đầy như thế này thì nó cũng một hộp như cái số lượng mà Phương đang để trên này thì nó khoảng vài trăm gram mà cô chú anh chị, khoảng 300 gram à, 200-300 á. Dạ thì bên cửa hàng Trang vẫn đang có giao hàng luôn, nên là cô chú anh chị nào liên lạc bên cửa hàng Trang qua số hotline với lại là qua fanpage thì bên cửa hàng Trang vẫn giao cho mình ạ. Dạ. Xong không, thường thường em livestream là sẽ có các bạn Trương Văn Đô vào chào chị. Hôm nay á, nãy giờ mình live nãy giờ 2 tiếng là bạn mới vô chào chị, là lúc mà mình bắt đầu lại á. Cho nên em có cảm giác là thực sự mình mới nói lại từ đầu, mới livestream luôn á. À, cái hộp đông lạnh hôm qua Bông để ra, cái hộp nào á Bông lấy cho anh ăn thử đi Bông. Đây chắc là năm đầu tiên mà Trang với Phương là được ăn Tết kiểu như thế này á. Trước giờ sắp tới là tụi mình chỉ lo những cái công việc trong công ty, rồi lo công việc cho gia đình mình thôi. Còn năm nay á là mình sẽ lo chuẩn bị, như là chuẩn bị Tết cho mọi nhà. Dạ Phương có gửi về Cà Mau á Quyên ơi. Quyên đặt ngày nào lấy sao sao thì nhận tụi Phương đi, rồi tụi Phương cho Phương xin lại cái số điện thoại các bạn ở cửa hàng á. Các bạn sẽ gọi lại, các em gọi lại cho Quyên xong rồi tư vấn cho mình cái cách xếp hàng và nhận hàng ha. Dạ. Bánh tét bán sao kìa? Dạ bánh tét bán sao? Bánh tét bán có 4 loại. Loại đầu tiên là bánh tét ngũ sắc. Ngũ sắc là sao? Ngũ sắc là gồm có 5 màu. Dạ cái này, ngũ sắc gồm có 5 màu, gồm có thịt ba rọi, rồi có trứng muối. Để em biết này lại cho anh Tùng luôn. Dạ cảm ơn anh Tùng. Dạ gồm có ba rọi, trứng muối, rồi có tôm khô nữa, nhân đậu xanh. Là cái này bánh tét ngũ sắc là 140.000 cho một đòn 800g. Ngoài ra còn có bánh tét thịt mỡ, đậu mỡ. Đây, bánh tét đậu mỡ đây là một đòn là 600g là 50.000. Dạ là bánh tét mặn luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là bánh tét chay, gồm có hai loại là bánh tét đậu xanh là như cái này và bánh tét chuối. Đây hai cái này đều là 600g 50.000. Dạ. Bánh tét của mình đó thì đặt hàng dùm Trang từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1. Rồi tụi Trang sẽ giao đến hết ngày 28 tháng 1 thôi. Rồi sau đó thì 28 âm lịch á, tụi Trang chỉ giao hàng đến ngày 28 âm lịch thôi. Dạ còn ngày 29 cho đi là các bạn sẽ được nghỉ Tết. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Do đợt này bánh tét tụi Trang là làm theo kiểu đặt hàng, nghĩa là nếu cô chú anh chị đặt thì tụi Trang mới đặt bên xưởng. Dạ nên là lúc nào cũng sẽ có bánh mới, bánh ngon để gửi tặng cho cô chú anh chị ạ. Dạ cái chỗ địa chỉ của bên tụi Phương á là 540 Hưng Phú, phường 9, quận 8 á Táo. Còn ở Hà Nội sẽ là 25 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên bánh tét á, như Phương có chia sẻ là bạn bánh tét thì bạn đặt trước đi, tại vì có sẵn á Phương không có nhiều, cho nên là nhiều khi bạn qua cửa hàng mà không có thì nó lại mất công ha. Nãy giờ mình chưa ăn bánh tét phải không? Giờ mình ăn đi. Ghen ăn rồi. Chưa mà mình mới vô livestream, nãy giờ mình chưa ăn. À vậy hả? Rồi mời Phương. Nãy giờ là Phương đang trông chờ bánh tét thịt mỡ nè. Phương thích bánh tét thịt mỡ đúng không? Thôi em sẽ ăn ngũ sắc đi, hôm nay sẽ ăn lại cái ngũ sắc. Tại vì ngũ sắc hôm nay á Phương thích hơn, tại vì nó có cái cục ba rọi á cô chú anh chị, là nó có mỡ, có da trong đó luôn rồi. Nó sẽ đặc biệt hơn những cái chỗ khác. Chỗ khác thì người ta sẽ, đối với ngũ sắc ở Cần Thơ nha, người ta sẽ có một cái dây thịt riêng, sau một cái dây mỡ riêng. Ai không còn đối với bên Phương á thì Phương thích để nguyên cái cục thịt ba rọi nè, nó có lớp mỡ, một lớp thịt nạc, xong rồi một cái lớp da ở trên nữa, thì ăn nó sẽ ngon hơn, tại vì cái thịt nó sẽ không bị sảm, nhưng mà mình làm thịt nạc ngon quá. Kiểu nhưng mà Phương sẽ có dư món á đó. Ngày Phương đang chuẩn bị dư món nhưng mà chưa tìm ra. Phương đang chọn lại trên những cái danh sách những cái nhà cung cấp
dưa món để ăn kèm với cái này ngon xuất sắc luôn. Dạ, dưa món thì tụi Trang sẽ kiểu là có hai loại, một loại là tặng kèm, là ví dụ như mình mua bao nhiêu đòn bánh tét thì sẽ tặng kèm hũ dưa món, và có loại là bán luôn là một hũ dưa món bán riêng. Bà Táo bà nó thiếu ấm trà ở nhà bà. Dạ. Ấm trà tủ hết rồi. Vô. Dạ mà có làm ấm trà luôn. Dạ Hà Nội thì thứ tư này Phương mới đi cắt sầu riêng gửi ra Hà Nội, thì thứ sáu Hà Nội mới có thứ bảy Hà Nội mới có sầu riêng đó cô chú anh chị. Rồi bánh tét thơm quá, cái bánh tét ngon thơm quá. Cái này quá thơm luôn. Cái cục thịt lúc đầu cái cục ba rọi của mình nó cực kỳ ngon. Phương cắt ra cho nghe mùi thơm nên tưởng là phô mai, nhưng mà không, khi mà ăn là nó thơm, nó ngọt mà ngọt thanh. Dạ cô chú anh chị đừng chờ tới Tết. Thiệt sự luôn, Tết á, bánh mình mua để mình chứng. Ủa lộn, cúng. Mình cúng, mình chưng thôi. Cúng với chưng thôi. Thành chứng với cúng. Nay ăn liền đi, nó sẽ thấy nó ngon. Với lại thật ra bây giờ cái thời gian này là mình còn đang gọi là đuôi, nhưng mà là cái thời gian mà mình có thể tận hưởng á. Chứ còn bắt đầu vô Tết là mình bắt đầu mình đi chúc Tết rồi mình lo việc cúng ở nhà, thành ra mình đâu có ăn kịp đâu cô chú chị, đúng không? Thành ra giờ mới là ăn cái lúc nổi nữa. Đúng Tết rồi. Nhiều đồ ăn lắm, mình thấy gì cũng ngon cô chú chị. Hôm nay mình thèm mình ăn liền cái bánh tét giùm Phương đi. Thứ là hôm nay Phương sẽ đặt hàng đúng không? Sáng ngày mai bắt đầu nấu, là ngày mốt là sáng thứ tư sẽ có mặt ở Sài Gòn, tụi Phương sẽ giao liền cho cô chú anh chị, đừng chờ tới Tết. Với lại á, mình đặt mỗi loại một đòn để mình ăn thử đi, thấy ngon rồi mình đặt thêm. Đúng rồi. Mà Phương nói thiệt, cái loại ngũ sắc đợt này nó rất rất đặc sắc luôn, cô chú anh chị thử đặt cái sản phẩm bánh tét ngũ sắc bên Phương để ăn thử ha. Nếu mà nhiều thì mình ủng hộ thêm giùm Phương. Bánh tét bao nhiêu một cái, và cái ngũ sắc mà Phương mới ăn á, cái đòn 800 gram như này nè cô chú anh chị, là có gồm có nhân trứng muối rồi thịt ba rọi, tôm khô, đậu xanh, có giá là 140.000 đồng một cái một đòn á. Dạ, còn bánh tét nhân chuối của mình ở đây là 600 gram là 50.000, bánh tét đậu xanh là 600 gram luôn là 50.000, còn có một loại bánh tét mặn nữa là bánh tét đậu mỡ, bánh tét đậu mỡ này là 600 gram là 50.000 luôn. Dạ. Nếu mà cô chú anh chị mua 4 đòn, mỗi loại một đòn thì là có 290.000 thôi. Thì bây giờ thời gian này mình mua về mình ăn thử, rồi mình thấy thích loại nào thì mình đặt thêm cho dịp Tết. Dạ, chị Tuyết Mai ơi, chị cho em xin lại cái số điện thoại di động của chị, mà cái số nào mà chị dùng iMessage đó chị. Xong rồi em sẽ nhắn tin cho chị. Em sẽ nhắn tin cho chị bằng cái iMessage của em. Rồi chị nhắn cho em biết là chị muốn đặt cái loại nào và đặt giao ở đâu, cho số điện thoại của cái người nhận. Em sẽ chủ động liên hệ lại chị cho em xin cái số của chị đi. Hoặc là chị có thể PM trực tiếp vào cái fanpage Colorfa mà em đang nhắn tin trực tiếp vào fanpage mà em đang livestream nè. Chị nhắn tin vào hoặc mấy em kêu mấy bạn nhắn tin cho chị cứ nhắn trả lời trên đó, xong rồi tụi em sẽ giao hàng đi cho chị, và tụi em sẽ hướng dẫn cho chị cái cách để gửi tiền như thế nào, và tụi em sẽ chia sẻ cho chị cái cách mà em ship hàng đến cho người thân của chị như thế nào hả chị. Dạ rồi, ok chị, em cảm ơn chị Tuyết Mai. Dạ, cửa hàng Trang buổi giờ là ngoài cô chú anh chị mua cho người thân, mua cho nhà mình, thì có những cô chú anh chị ở nước ngoài đặt hàng cho, gửi tặng cho các người thân của mình ở Sài Gòn nữa. Thì bên cửa hàng Trang, ngoài Sài Gòn mà còn có tỉnh nữa nha, thì bên cửa hàng Trang đều hỗ trợ hết. Như cô chú anh chị cần nhắn cho tụi Trang là địa chỉ người nhận, số điện thoại người nhận, và những cái gì mà cô chú anh chị muốn gửi tặng, thì bên Trang sẽ soạn ra những cái món hàng đó, rồi xong rồi tụi Trang sẽ giao cho người nhận gửi cô chú anh chị. Tội nghiệp chị Tiếp Mai là ngồi coi livestream mình 2 tiếng rưỡi đó. Wow. 3 giờ rưỡi sáng mà bà thích bà coi livestream 2 tiếng rưỡi. Em cảm ơn chị Tiếp Mai. Chị Tiếp Mai ở đâu ta? Chị ở Mỹ hay sao? 19 là đồng một số 190. Yeah. Dạ Phương có ship đi Đồng Tháp á Diễm ơi. Bạn cho Phương xin lại cái số điện thoại nha, rồi bên Phương á các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho mình. Với lại như Phương chia sẻ lần nữa thì cái này là một cái sản phẩm mà nó không có được cái thời gian bảo quản lâu, nó từ 5 cho tới 7 ngày thôi. Cái thứ hai thì cũng là một cái loại sản phẩm đặc biệt, cho nên là khi đặt hàng cho Tết bên tụi Phương sẽ xin phép nhận cọc trước rồi mới ship hàng đi sau. Tức là tụi Phương sẽ dựa trên cái giá trị đơn hàng, tụi Phương xin phép được nhận cọc trước. Ví dụ hôm nay cô chú đặt cho ngày 28 Tết hoặc 23 Tết gì đó nhận hàng, thì tổng cái giá trị đơn hàng là 100.000 đi, tụi Phương sẽ xin cọc từ 30 cho tới 50% đối với mỗi cái đơn hàng. Cô chú anh chị thông cảm dùm Phương nha, tại vì cái đợt Tết á nó cũng nhiều sản phẩm quá, mà tụi Phương nhận nhiều khi nó cũng không an tâm á, thì mong cô chú anh chị thông cảm dùm tụi Phương cho cái vấn đề này nha. Có, Phương có bánh tét chuối. Dạ đây, dạ bánh tét chuối đây, bánh tét chuối đây.
bánh trái chuối ở đây là bánh trái căng ngọt, đây là bánh trái chuối là một đòn 600g là 50.000. Dạ, ngoài ra thì còn có bánh tét đậu xanh. Bánh tét đậu xanh của mình luôn, cũng một đòn 600g là 50.000. Dạ, là hai đại bánh chay. Bạn hỏi bánh miền Tây, cái này là hoàn toàn là bánh miền Tây không luôn á, Thanh Mỹ. Tại vì bánh của nhà Phương làm miền Tây mà Phương lấy ở Cần Thơ là cái loại bánh đặc sắc nhất là bánh lá cẩm. Cho nên cái màu nếp là sẽ là cái màu lá cẩm, nó hơi thơm nhẹ thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều nếu mà mình thích cái dạng. Tại vì sáng nay Phương cũng có nghe cô chú anh chị chia sẻ sao không làm nếp trắng, mà tại vì mình đã bán cái loại đặc sản của Cần Thơ rồi, mà đặc sản là nếp cẩm, thì cho nên là tụi Phương sẽ chọn tất cả các màu thì phải đều có nếp cẩm, cái sự xuất hiện đặc biệt của nếp cẩm trong đó. Bánh chuối này thì Phương làm theo cái khẩu vị của đa số đều ăn được, tuy nhiên vẫn là cái nguồn gốc miền Tây, nó vẫn có ngọt ở trong đó và nó ngọt vừa dành cho những người không ăn quá ngọt được. Cho nên là bạn nếu mà có nhu cầu á, bạn đặt thử trước một đòn đi, mình ăn nếu mà thấy phù hợp á mình đặt thêm ha. Hết pin hả? Ừ, hết pin mới cắm. Rồi bây giờ thì Phương cũng còn mấy miếng mít nè, mít có thể ăn liền được nè cô chú anh chị. Dạ đây, mít xẻ miếng của mình thì là 55.000 một ký cho mít xẻ miếng. Còn nếu như mà cô chú anh chị ăn mít mà lột hộp ra như thế này, lột muối ra luôn á, lột hộp bỏ vô trong hộp như thế này là 140.000 một ký. Dạ. Mà Diễm mới nói gì trời, tự nhiên dạ ok, sầu riêng cơm vàng hộp lép. Chị ơi, Đồng Tháp có ship có sầu riêng, Đồng Tháp có sầu riêng không chị? Đồng Tháp có sầu riêng không chị hả? À, đầu riêng, sầu riêng Phương có ship xuống Đồng Tháp. Nhưng mà sầu riêng bên Phương á là sầu riêng ri sáo nha bạn, chứ không phải là cái giống cơm vàng hộp lép. Ri sáo nó cũng là cơm vàng, cái hộp nó cũng nhỏ, nhưng mà cơm vàng hộp lép là một cái giống khác nha, không phải giống này nha. Dạ, sầu riêng là 170.000 đồng một ký, tuy nhiên hôm nay nó chưa có chín, khoảng tầm 2 ngày 3 ngày sau nữa mới có chín. Chị Đặng Hoa không, bây giờ mình la là em chắc chắn họ sẽ đông người hơn á, tại vì người ta đi làm về. Về phải không? 2 3. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang xem livestream trên kênh của Color Farm. Yeah. Dạ, em là Phương Trời Xa Xứ Lạ và Trang là Trang LTP. Dạ, bắt đầu buổi livestream hôm nay tụi em sẽ chia sẻ đầu tiên là về bánh tét và các sản phẩm trái cây của cửa hàng. Cô chú anh chị nào mà muốn đặt hàng cho Tết thì cứ liên hệ với tụi em nha. Dạ, để trước khi mà mình giới thiệu một sản phẩm mới đó là bánh tét thì cửa hàng Trang xin đợi đến 500 người. Khi mà đến 500 người xem thì tụi Trang sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị nha. Nãy giờ chưa chia sẻ giá gì hết trơn. Dạ, nãy giờ là tụi Trang rất là vui luôn khi đón chào 344 anh chị, cô chú anh chị cùng xem livestream. Nhưng mà nếu mà được 500 người thì Trang và Phương sẽ xin chia sẻ, giới thiệu về các loại bánh tét ở cửa hàng Trang nha. Đây là những loại bánh tét mà chưa từng công bố luôn cô chú anh chị. Dạ, sầu riêng có ship Cà Mau á anh Hoàng Giang ơi. Anh cho em xin lại số điện thoại các bạn nhân viên ở cửa hàng liên hệ lại tư vấn cho mình nha anh. Ship Bình Dương nha chị. Dạ có ship Bình Dương, bạn chờ các bạn nhân viên cửa hàng gọi lại tư vấn cho mình cái phí ship ha. Phương cảm ơn nha Phong Tuấn Anh. Ủa sao nãy giờ quay mà nó không vô luôn ta? Trời ơi. Dạ rồi, cô chú anh chị nào á mà muốn đặt hàng thì có thể cho Phương xin lại cái số điện thoại trên livestream này, hoặc cô chú anh chị có thể inbox trực tiếp vào fanpage Color Farm, fanpage mà Phương đang livestream, hoặc là cô chú anh chị có thể gọi đặt hàng trực tiếp qua số hotline của bên Phương. Đầu tiên là số hotline ở Sài Gòn của tụi Phương sẽ là 0914 211 271. Còn số hotline đặt hàng ở đầu Hà Nội sẽ là 0914 911 771. Cô chú anh chị lưu ý là hiện tại tụi Phương chỉ có hai số hotline này thôi để đặt hàng cho Hà Nội và Sài Gòn. Bên Phương không có sử dụng cái số hotline nào khác hoặc một cái tài khoản nào khác hết. Cô chú anh chị lưu ý giùm Phương nha, tại vì hiện tại thì có quá nhiều những cái trường hợp giả mạo hoặc những cái cửa hàng khác, những cái bạn bán hàng khác, các cửa hàng ta không làm vậy đâu, nhưng mà đa số là những cái bạn bán hàng nhỏ lẻ. Thì hay vô cái fanpage của tụi Phương comment cho số điện thoại tùm lum hết trơn à. Cho nên là cô chú anh chị lưu ý khi đặt hàng của sầu riêng Phương Dừa, cửa hàng Color Farm tụi Phương chỉ có hai số hotline này thôi nha. Sầu riêng bao nhiêu tiền một ký? Dạ sầu riêng 170.000 ký, nhưng mà hôm nay chưa có chín, hai ngày nữa mới có chín đó chị Mến ơi. Nãy giờ quên bấm hay sao không có biết. Dạ có ship Bắc Ninh đó chị Liên Lê ơi, chị đặt cái gì đó chị? Dạ mít á, đối với mít xẻ miếng như này nè chị, có giá là 55.000 đồng
đồng một ký. Còn chị mua nguyên trái thì có giá 45. Còn ví dụ như mình làm văn phòng không có thời gian để bốc á, thì cái này tụi em bốc sẵn như vậy nè, cái này tụi em lấy ra ăn, còn này là bán nè, có giá là 140.000 đồng một ký. Một hộp như vậy thì nó khoảng chưa tới 1 ký, đâu đó khoảng tầm 700-800 gram thôi, nhưng mà hộp nó ăn được nhiều lắm, 4-5 người ăn mới hết lần. Cái đó thì cô chú anh chị bỏ vô tủ lạnh á, mình ăn từ 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 cũng ok à. Dạ, thì ngoài ra tụi chị còn có bán bưởi nữa. Bưởi như trái như thế này là loại 2, trái nhỏ là 45.000 một ký. Còn có trái bự hơn nữa, vẫn còn nguyên cuốn và lá luôn là 65.000 một ký. Dạ, cho bưởi. Nhớ cắt cái mặt nha. Ngoài ra thì bên cửa hàng Trang đợt này 500 người chưa? Ủa sao tụt xuống hết 97 rồi? Dạ, cố gắng 500 người thì Trang với Phương sẽ chia sẻ về bánh tét cho cô chú anh chị. Đây là cái sản phẩm bánh tét mà lần đầu tiên cửa hàng sầu riêng Khương Dừa xin phép bán để gửi tặng đến cô chú anh chị trong dịp Tết năm 2021. Dạ, mặc dù chưa có tới 500 người, có 318 người xem thôi, nhưng mà có người hỏi bánh tét thì em xin phép trả lời. Bây giờ là phá lệ nha. Dạ, hiện tại bánh tét bên tụi em á thì sẽ có 4 loại cô chú anh chị. Cái loại này là cái loại mà dạng là xịn nhất. Cái loại đặc biệt nhất là bánh tét ngũ sắc. Thì như cô chú anh chị, nó sẽ có 5 màu như thế này. Đầu tiên sẽ có màu tím của lá cẩm nè, màu xanh của lá dứa, màu cam của gấc, và nhân của nó sẽ có đậu xanh nè, trứng muối nè, tôm khô và thịt ba rọi. Đối với cái này trọng lượng của nó sẽ là 800 gram mỗi đòn và giá là 140.000 đồng một đòn. Bên cạnh đó thì tụi Phương có cái loại đơn giản hơn, mà cái loại truyền thống á, là bánh tét đậu mỡ như vậy. Đó, bên ngoài thì nó sẽ là nếp cẩm, bên trong sẽ có đậu và mỡ. Cái này chắc Phương sẽ điều chỉnh tồi chút xíu. Ví dụ cô chú anh chị nào đặt á, Phương là sẽ làm mỡ nhiều hơn, nhưng mà có chút xíu thịt như dạng gần như ba rọi á, để cô chú anh chị dễ ăn hơn. Đối với cái đòn này 600 gram có giá là 50.000 đồng. Bên cạnh đó thì Phương có hai cái sản phẩm dành cho người ăn chay, là bánh chuối nè cô chú anh chị, bánh lá cẩm với lại nhân chuối với lại bánh lá cẩm nhân đậu xanh. Hai loại này Phương có biến tấu chút xíu là ở phần nếp Phương có thêm vào cái đậu trắng. 600 gram mỗi đòn có giá là 50.000 đồng một đòn ạ. Cô chú anh chị hôm nay là từ hôm nay là có thể đặt hàng, và từ ngày ngày mốt, tức là ngày thứ tư á, thứ tư là ngày 6 tháng 1, tụi Phương sẽ bắt đầu có giao hàng và có một ít sản phẩm tại cửa hàng rồi. Và tụi Phương sẽ nhận đặt hàng cho đến ngày 27 tháng 1, nhằm ngày rằm tháng chạp âm lịch. Tụi Phương sẽ đóng lại cái cổng order, nhưng mà tức là ngừng nhận đặt hàng thôi, nhưng mà tụi Phương sẽ nhận đến khi giao hàng, đến khi ngày 28, tức là tối 28 mình đặt hàng tụi Phương vẫn có giao. Không phải mình dặn trước á. Dạ, ý là cửa hàng sẽ nhận đặt hàng từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 dương lịch. Dạ, nhận đặt hàng rồi tụi Trang sẽ giao hàng đến hết ngày 28 âm lịch. Dạ, cô chú anh chị đặt hàng á, thì sẽ mất một ngày để bên cửa hàng, bên xưởng họ làm, bên lò họ làm bánh. Và sau đó ngày mốt thì sẽ đưa cho cô chú anh chị. Ví dụ hôm nay Trang đặt hàng, ngày mai bỏ, ngày mốt là sẽ có bánh để gửi tới cô chú anh chị. Ví dụ cô chú anh chị tính á, là bánh của mình á, là cô chú anh chị muốn một cái bây giờ, rồi ngày 23 có một cái, ngày 28 có một cái, thì cô chú anh chị liên lạc với tụi Trang. Tụi Trang sẽ sắp xếp và gửi cho cô chú anh chị đúng hạn nha. Ủa, hai đứa chưa trả lời cho chị bưởi bao nhiêu một ký? Dạ chị ơi, chị thông cảm giùm em nha, nhiều khi nhiều quá các em đọc không kịp á chị. Dạ, bưởi nó có hai loại, bưởi nhỏ như này là 45.000 đồng một ký, còn bưởi lớn là 65.000 á chị. Dạ, ở Hà Nội thì tụi em có nhận đặt hàng và ship ra, chứ tụi em không có hàng sẵn á chị. Ví dụ bánh tét á, như chị đặt ngày nào chị lấy thì tụi em sẽ ship ra để giao cho chị, chứ nếu mà mình đến trực tiếp ở cửa hàng á thì tụi em không có hàng sẵn. Ôi, đây Phương đang livestream hả? Dạ. Wow, đây là cho giới thiệu livestream cùng với Phương nha. Mới vô có 2 phút thôi chị. À vậy hả? Dạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả thân thương của cửa hàng sầu riêng Khương Dừa. Hôm nay tình cờ đến cửa hàng và gặp Phương, cho thấy Phương đang livestream. Vậy cho sẽ xin phép livestream cùng Phương. Đây Phương livestream gì vậy ta? Hôm nay em livestream để chia sẻ về bánh tét, đang chờ cho đủ 500 người xem á, em sẽ chia sẻ về cái sản phẩm bánh tét và giá bánh tét của bên mình. Wow, bánh tét là bánh tét mới đấy hả? Ngon quá vậy. Bánh tét này là ở đâu ta? Bánh tét này là ở Cần Thơ á chị. Cái này là bánh tét mà nổi tiếng, là đặc sản của Cần Thơ. Và chẳng những nó nổi tiếng ở Việt Nam mà nó còn lan ra cả cái nền ẩm thực của thế giới, là bánh tét lá cẩm ở Cần Thơ nha cô chú anh chị. Wow. Lá cẩm là màu tím vậy nè. Đẹp quá, đẹp quá. Đây là có
hình như là có bốn loại khác nhau không? Thì ở đây có bốn loại nè. Dạ đúng rồi, loại đầu tiên sẽ là bánh tét ngũ sắc. Thì bánh tét ngũ sắc này đó, cái vỏ của nó sẽ có ba thành, gồm có ba màu: màu xanh của lá dứa, màu cam của trái gấc và màu tím là của lá cẩm. Bên trong nhân của nó sẽ là nhân thập cẩm, có trứng muối nè, thịt ba rọi nè, đậu xanh và tôm khô. Cái đó thì mỗi đoàn là 800g, có giá là 140.000 đồng một đoàn. Bên cạnh đó nó sẽ có loại bánh mà dạng theo bánh truyền thống, cái nhân nó sẽ đơn giản hơn, là chỉ có ngoài nếp lá cẩm, bên trong sẽ có đậu xanh và thịt mỡ thôi. Thì cái này là trọng lượng 600g mỗi đoàn, có giá là 50.000 đồng một đoàn. Còn nhà mình ví dụ như có người ăn chay thì tụi Phương cũng có sản phẩm dành cho người ăn chay là bánh tét chuối nhân chuối và bánh tét nhân đậu. Đối với hai loại này có cũng cùng cái trọng lượng là 600g và cùng cái giá bán là 50.000 đồng mỗi đoàn á cô chú anh chị. Dạ nếu mà cô chú anh chị mua thử bốn loại thì Trang tính thử nha, bốn loại mỗi loại luôn là bánh tét ngũ sắc 140, ba loại kia 50 thì tổng lại là 290.000 thôi là bốn loại. Thì bây giờ cô chú anh chị có thể ăn thử mỗi loại một đòn, rồi sau đó mình thấy ngon thì mình đặt tiếp cho dịp Tết. Dạ bánh tét thì sẽ đặt hàng từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 là tụi Trang ngưng nhận đặt hàng của bánh tét. Vì ví dụ như cô chú anh chị đặt hàng bánh tét hôm nay thì bỏ một ngày hôm sau là cô chú anh chị sẽ nhận được, là coi như mất một ngày nha. Dạ còn nếu mà mình đặt hàng xa 23 Tết, 28 Tết thì bên cửa hàng Trang sẽ giao đúng hẹn vào sáng ngày hôm đó cho cô chú anh chị ạ. Tụi Trang chỉ nhận giao hàng cho đến ngày 28 âm lịch thôi. Ngày 29 âm lịch thì tụi Trang xin phép nghỉ, dạ đóng cửa cửa hàng để cho các bạn ăn Tết. Dạ thì bánh tét này á, tụi Trang dự tính á, là ngoài cái bán không như vậy thì tụi Trang sẽ làm những cái giỏ sách nữa, những cái giỏ quà để cho cô chú anh chị có thể gửi tặng cho người thân. Ngoài ra còn có giỏ trái cây nữa. Dạ hỏi gì không ta? Không. Những sự làm, những sự làm mới mẻ của mình nó quá cũ với mọi hay người. Bây giờ mình ngồi yên đi, mình đừng nói gì mà. Ngồi xong im tóc đã hết luôn. Tôi phải đứng màn hình nè. Ta xỉu quá. Dạ thì bên cửa hàng Trang bây giờ là ngoài nhà chị ơi muốn làm bạn với hai nếu Phương có dịp cho chị liên lạc nói chuyện. Dạ em cảm ơn chị, em chào chị Tuyết Mai. Em muốn đặt một đòn ngũ sắc nhé, cảm ơn bé Nhung Nguyễn. Sầu ở Hà Nội có chín chưa? Dạ hiện tại thì ở cửa hàng sầu riêng Hà Nội là chỉ đang bán mít thôi. Sắp tới là chắc 2-3 ngày nữa thì bên ngày thứ bảy là sẽ có sầu riêng Hà Nội và ngày thứ bảy cũng sẽ có bánh tét. Dạ trong tuần này là sẽ có bánh tét ở Hà Nội luôn. Nên kính mong các cô chú anh chị ở Hà Nội từ thứ bảy hay ghé đến cửa hàng nha. Dạ nhưng mà do bánh tét đó là bánh tét này tụi Trang làm là bánh tét mới, nghĩa là cô chú anh chị đặt hàng thì bên Trang mới làm bánh tét. Nếu như hôm nay đặt thì ngày mốt mới có, nên cô chú anh chị nào ở Hà Nội vui lòng đặt hàng bánh tét trước thì tụi Trang nha, để giờ mất một ngày thì bên Trang làm xong bên Trang sẽ gửi ra. Chắc ao được rồi ba. Đuối em không? Không. Mấy giờ ta? Em giới thiệu lại một vòng đi rồi mà. Rồi. À, em biến rồi. Đây là giới thiệu vòng rồi nha. 6 giờ. Em muốn đặt một đoàn ngũ sắc nhá này rồi phải không? Sầu ở Hà Nội có chín chưa? Nó rồi này. Kìa. À, dạ cô chú anh chị ơi, Tết á, thật sự cái người dùng á cần nước mắm nước tương cũng nhiều lắm. Và ở cửa hàng Sài Gòn tụi Phương cam kết sẽ có đầy đủ sản phẩm về nước mắm này, nước tương, tương ớt, dầu hào, sản phẩm của Colormen cho cô chú anh chị, để cô chú anh chị có dùng á, để dùng cho cái dịp Tết thì tụi Phương có sẵn. Tuy nhiên Hà Nội tụi Phương vẫn gặp vấn đề về cái vấn đề về vận chuyển, cho nên là có thể Tết này Phương không thể mang được những cái sản phẩm về nước tương, nước mắm của Colormen ra để cung cấp cho cái thị trường ngoài đó được, mong cô chú anh chị thông cảm nha. Và như có chia sẻ vào đầu livestream cách đây 2 tiếng hồ trước á thì ba anh em tụi Phương sẽ, như đến thời điểm hiện tại thì tụi Phương vẫn thu phí ship đối với tất cả các đơn hàng. Ví dụ như đối với những đơn hàng nào giá trị cao thì tụi Phương hỗ trợ chút xíu cho nó vui thôi, nhưng mà Phương vẫn có thu phí ship đối với tất cả mọi đơn hàng. Tuy nhiên á, khi mà cận Tết thì tụi Phương biết, anh em tụi Phương biết là công việc ai cũng nhiều, phải đi làm nhiều thứ, xong rồi phải tất bật lo nhà cửa, công việc cuối năm. Cho nên là tụi Phương sẽ có những cái chương trình ưu đãi về việc ship hàng. Ví dụ như trong bán kính bao nhiêu cây số đó, tụi Phương sẽ free ship. Và trong vòng bao nhiêu nữa thì nó sẽ bắt đầu thu. Tuy nhiên cái phí nó sẽ ưu đãi hơn, nó sẽ tốt hơn. Để nói chung là cũng đỡ cho cô chú anh chị khỏi phải vất vả đến cửa hàng mua. Cái thứ hai mình tiết kiệm được cái chi phí ship hơn, mà cô chú anh chị khỏi lo lắng nữa. Tại vì sắp tới á, trong tuần sau tụi Phương sẽ công bố luôn những cái sản phẩm về giỏ quà Tết. Ví dụ mâm ngũ quả nè, dưa hấu chưng nè, hoặc là
và bưởi chưng, chuối chưng, nó có nhiều loại trái cây để mình chưng vào ngâm mâm ngũ quả. Tụi Phương cũng có sẵn những cái set mà tụi Phương có sẵn, hoặc là cô chú có thể yêu cầu theo sở thích của từng gia đình đối với trái cây, và tụi Phương sẽ như cô chú chị cứ dặn đi, đến ngày đó giao cho chị cái mâm ngũ quả như thế này là tụi Phương sẽ giao theo cái đơn đặt hàng, và tụi Phương sẽ có cái chương trình khuyến mãi để cô chú khỏi phải tất bật, khỏi phải đỡ nhiều việc trong cái ngày Tết ha. Dạ mít bao nhiêu tiền một ký mời mít đó đối với tôi về mít chồng tại Phương giới thiệu nãy giờ rồi. Dạ mít đó thì mít sẽ mấy như này là 55.000 một ký, và nếu mà mít khui ra bóc hộp bỏ hộp đi, bỏ hộp ăn sẵn như thế này luôn là 140.000 một ký. Dạ ngoài ra còn có bưởi, bưởi loại một là 65.000 một ký, là cái trái như vậy mà bưởi hơn, bưởi loại hai như thế này cái nhỏ hơn là 45.000 một ký. Dạ mít ở Sài Gòn và Hà Nội là Phương đều có, mít ở Hà Nội Phương vừa về tối hôm qua rất ngon luôn. Cô chú anh chị nào khu vực Hà Nội hoặc là những cái khu vực ở miền Bắc á, các tỉnh tụi Phương cũng có giao hàng luôn rồi, thì cứ liên hệ với tụi Phương qua số hotline là 0914 911 771 nha cô chú anh chị. Tụi Phương có ghi ở dưới cái phần livestream á, cô chú anh chị lưu ý dùm Phương là bên tụi Phương không có nhiều số điện thoại đâu, có hai số này thôi. Ví dụ như để chốt đơn như thế nào và đặt đơn như thế nào liên hệ qua một số, mà có cái số khác liên hệ lại thì không phải bên Phương nha, lưu ý dùm Phương để tránh mất tiền ha. Dạ. Sầu ship Bình Long, Bình Long ở đâu vậy Yến Như? Bình Long ở Bình Phước hay ở đâu Phương không biết á. Gửi email mít qua hả? Dạ. Để em chụp hình miếng mít em gửi email cho chị Trang xin địa chỉ đi. Dạ mít thì bây giờ tụi Trang có 9 mít đó, thì chỉ còn có mấy miếng như vậy thôi nè. Dạ là 55.000 một ký mít sẽ miếng. Còn mít trái thì tụi Phương ha. Ui bán đợt này mít nhanh quá, Phương còn có 3 trái à. Nhưng mà cái đó thì ngày mai với ngày mốt mới có chín. Cô chú anh chị nào muốn đặt mít nguyên trái á, Phương giao về được nha. Ví dụ ở tỉnh á thì Phương sáng ngày mai Phương giao là chiều tới ở mấy tỉnh ở miền Tây. Còn mấy tỉnh ở miền Bắc cũng vậy luôn, thường là sáng ship hàng là chiều có, hoặc là tối ship xe chiều thì sáng ngày mai có. Cô chú anh chị mà muốn ăn mít á thì đặt tụi Phương mít về đợt này ngon lắm. Ở Hà Nội tụi Phương về đến nửa tấn lận. Còn ở Sài Gòn thì gần hơn, cho nên là Phương cứ nhập hàng cách ngày, tức là ngày nhập xong rồi nghỉ ngày, ngày nhập nghỉ ngày, cho nên hàng mít bên tụi Phương á mới lắm, với lại ăn rất tươi. Ship tỉnh, ship xe hay ship sao? Dạ đúng rồi chị Nguyễn Mơ, ví dụ như gần nhà mình á, chị ở đâu như ví dụ ở Bắc Cạn đi, thì em sẽ có tìm ra cái chuyến xe nào mà nó chạy từ Sài Gòn Bắc Cạn mà gần đi ra qua nhà chị hoặc là gần nhà chị nhất á, em sẽ gửi, em sẽ mang ra cái bến xe khách đó gửi cho chị. Dạ có ship Ninh Thuận à. Chị ơi chị Thảo Vi cho em xin lại cái số di động đi, các bạn nhân viên cửa hàng của em á gọi lại tư vấn cho chị nha chị. Dạ chị Phương Huỳnh, bánh tét bao nhiêu một đòn? Dạ bánh tét tụi em có 4 loại, 2 loại bánh chay và 2 loại bánh mặn. 2 loại bánh chay là gồm có bánh tét chuối và bánh tét đậu xanh. Hai loại này thì là 600g một đòn là 50.000 một đòn. Còn có 2 loại bánh mặn đó là bánh tét ngũ sắc. Ngũ sắc là 5 loại như thế này nè cô chú anh chị. Rồi gồm có trứng muối, thịt ba rọi, tôm khô là 140.000 một ký, lộn 140.000 một đòn. Rồi đây 800g. Cái đòn này thì nó nặng hơn cô chú anh chị, cái này tới 800g lận. Còn những cái đòn loại mà đậu mỡ nè, chuối nè, đậu thì nó 600g thôi, nó nhỏ hơn. Nhưng mà như Phương chia sẻ, thực sự là theo tụi Phương nghiên cứu với lại cái kinh nghiệm của cô chú ở lò đã làm hơn 20 năm nay á, thì đối với những đòn mà cái trọng lượng như thế này, thứ nhất là ăn nó rất vừa, nó không có quá làm cho mình ngán. Cái thứ hai á là nó sẽ giữ cái được cái độ ngon khi mà nó mới nấu cho đến là những cái ngày sau. Tại vì những cái đòn lớn hơn á, sợ nhiều khi nó bị qua những ngày lâu rồi đó, nếp bên trong nó sẽ bị lở, nếp nó sẽ cứng lại. Còn những đòn như vậy thì nó sẽ rất vừa, khi mà mình ăn trong vòng từ 5 tới 7 ngày nó rất ngon nha cô chú anh chị. Dạ còn một loại nữa cũng là loại ăn mặn, đó là bánh tét đậu mỡ. Bánh tét này là 600g một đòn, là cũng là 50.000 một ký thôi, 50.000 một đòn thôi. Bánh tét thì mình sẽ đặt hàng từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1, mất một ngày nha cô chú anh chị. Như hôm nay đặt thì là ngày mốt mới có hàng, nên cô chú anh chị vui lòng đặt trước thì bên cửa hàng. Ngoài ra thì bên cửa hàng Trang sẽ nhận giao bánh tét cho đến ngày 28 âm lịch thôi, hết ngày 28 hay ngày 29 cho các bạn nghỉ Tết. Dạ là giao tới ngày 28 Tết đó cô chú anh chị. Tuy nhiên nhận đặt hàng thì đến rằm thôi, 27 đến rằm tháng chạp thôi, tại vì Phương Tết thì nhiều việc quá, sợ lu bu quá Phương không đáp ứng được, cho nên là cố gắng đặt sớm giùm Phương, rồi tới những ngày mà cần cúng kiến thì Phương giao tới cái bon giờ đó Phương giao thôi. Dạ mít nguyên quả thì 45.000 đồng một ký. Mỗi quả bây giờ thì hình như là quả nhỏ nhất của Phương giờ khoảng 8 ký á, 8 ký cho tới mười mấy 20 ký là ở Sài Gòn và ở Hà Nội đều có rồi. Ở Hà Nội thì hôm nay là có quả ăn được rồi, còn ở Sài Gòn hôm nay Phương hết trang liền, ngày mai ngày mốt thì có nhiều lắm. Dạ mít thì nguyên một trái là 45.000 một ký, còn mít sẻ miếng như thế này là 50
5.000 một ký, còn mít hộp là 140.000 một ký. Dạ. Nhưng mà ở Hà Nội á, thì mỗi loại mít của tụi Phương nó sẽ mắc hơn 5.000 đồng ký á cô chú anh chị. Tại vì cái quá trình vận chuyển mít á, Phương phải đi xe mát, xe lạnh, nó nhiều tiền quá. Với lại mỗi lần Phương đi ít không có nhiều. Tại vì nhiều quá thì cái số lượng mình bán ra nó lâu hơn, nó không ngon. Cho nên là cô chú anh chị thông cảm giùm Phương ha. Phương ví dụ đối với mít nguyên trái ở Sài Gòn Phương bán 45.000 ký, nhưng mà Hà Nội Phương xin phép bán với giá 50.000 đồng ký. Đấy, nó tương tự vậy đó cô chú anh chị. Út ơi, Phương có ship Cà Mau á, bạn muốn đặt cái gì à Út? Dạ, bên cửa hàng Trang là cô chú anh chị ở đâu, cô chú anh chị cứ liên hệ cửa hàng Trang nha. Bên Trang là xe đò đi đến đâu là bên cửa hàng Trang có thể gửi xe cho cô chú anh chị. Tiền giao hàng á thì là mình sẽ gửi trực tiếp cho nhà xe, tại vì bên Trang chưa có dịch vụ giao hàng. Dạ, thì khi mà mình liên hệ các bạn sẽ báo cho mình cái giá sản phẩm bao nhiêu và cái giá giao hàng bao nhiêu. Dạ chị Ngọc Như, bánh tét á, ở tụi em á, là đa số là sẽ nhận đặt hàng trước mới có. Còn nếu mà tụi em cũng sẽ cố gắng để có ở cửa hàng, nhưng mà ít thôi chị. Số lượng ví dụ mỗi loại em có khoảng tầm 5 đòn để bán cho ngày đó, ai mà thèm để bán liền thôi. Nhưng mà nó không chắc. Ví dụ như trước khi qua chị có thể gọi trước cho em, hoặc là để an toàn hơn thì mình gọi mình đặt hàng trước rồi em giao ha chị. Sầu riêng, dạ sầu riêng là 170.000 á chị Lê Ngân ơi, nhưng mà hôm nay thì chưa có chín chị. Ở Sài Gòn á thì 2 ngày nữa sầu riêng của tụi em mới chín. Còn ở Hà Nội hôm nay vẫn chưa có sầu riêng, và thứ bảy tuần này thì sầu riêng sẽ về đến Hà Nội. Cô chú ở Hà Nội thì chờ thêm chút nữa giùm Phương nha. Dạ, có một điều đặc biệt đó là bánh tét tụi em cũng sẽ gửi đến cửa hàng sầu riêng Phương Dừa tại Hà Nội. Bốn là bánh tét luôn. Và cái giá bánh tét ở Sài Gòn như thế nào thì giá bánh tét ở Hà Nội cũng y như vậy. Nên là kính mong cô chú anh chị ở Hà Nội hãy ủng hộ nha, hãy ăn thử bánh tét của miền Tây như thế nào. Ngoài ra thì là do là bánh tét là tụi Trang nhận đặt, nên là cô chú anh chị nào đặt hàng thì mới có bánh tét, nên vui lòng là chú dùng tụi Trang một ngày ạ. Chị Như Quỳnh ơi, chị cho em xin lại cái số điện thoại đi chị, các bạn nhân viên của tụi em sẽ gọi lại tư vấn cho chị nha chị. Dạ, sầu 170.000 đồng một ký nhưng mà chưa có chín em Lê ơi. Khoảng tầm 2 ngày nữa bên Phương mới có sầu chín đó bạn. Dạ, hiện giờ là có 4 loại bánh tét ngũ sắc nè, bánh tét đậu mỡ nè, bánh tét chuối nè, và bánh tét đậu xanh. Nên là rất là phù hợp cho cô chú anh chị nào nhà vừa có người ăn chay, vừa có người ăn mặn. Rồi, thời gian này thì cô chú anh chị mình cứ đặt hàng ăn thử, rồi mình thấy loại nào ngon thì mình có thể đặt thêm cho gia đình mình để cúng vào dịp Tết. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị Thùy Anh. Chị Thùy Anh ơi, chị ở đâu? Hồi các bạn sẽ gọi lại tư vấn cho chị nha chị. Đối với bánh tét mới hôm nói xong hỏi bánh tét tiếp. Dạ rồi. Giá bánh tét như thế này đối với tụi Phương á, sẽ có 4 loại. Đầu tiên bà Minh Họa đi. Dạ đây. Đầu tiên Phương nói đi, tôi sẽ đầu tiên sẽ có bánh tét ngũ sắc là loại 5 màu, như cái này là nhân thập cẩm và vỏ thập cẩm luôn á cô chú anh chị, là loại đặc sắc nhất. Mỗi đòn 800g có giá là 140.000 đồng. Đây, cái này là cái đòn 800g nè cô chú anh chị. Bên cạnh đó thì Phương có cái loại truyền thống là bánh tét đậu mỡ. Là bên trong chỉ có đậu xanh với lại thịt mỡ thôi. Bên ngoài sẽ là vỏ là nếp cẩm, có giá là 50.000 đồng một đòn. Thì cái đòn đậu mỡ này á, nó 600g, nó nhẹ hơn cái đòn này. Rồi bên cạnh đó Phương sẽ có hai cái sản phẩm cho người ăn chay là bánh tét chuối và bánh tét nhân đậu xanh. Hai loại này là theo cái vị ngọt nha cô chú chị, nhưng mà không ngọt nhiều, ngọt vừa để mình có thể kết hợp với lại rau sống với nước mắm, hoặc là củ kiệu, hoặc là dưa món. Thì đối với bánh tét chuối và bánh tét đậu á, mỗi đòn có trọng lượng là 600g, đồng giá 50.000 đồng mỗi đòn. Thì nếu mà mua 4 cây bánh tét, 4 loại bánh tét này thì là chỉ có 290.000 thôi cô chú anh chị. Bây giờ này mình nên mua thử đi, rồi đến Tết thì mình có thể biếu tặng hoặc là mình chưng cúng ở nhà. Dạ. Dạ. Bên Phương có duy nhất một loại à, loại nào cũng là ngon nhất hết trơn á. 170.000 đồng một ký em Lê ơi. Một bánh tét ngũ sắc, một chuối, một đậu, một miếng mít. Dạ miếng rồi. Mít là mít, miếng mít sao miếng. Em nói nghe nè, hôm nay thì em chưa có hàng sẵn. Bánh tét bắt đầu từ ngày mốt là thứ tư em mới có bắt đầu có hàng sẵn ở cửa hàng đều đặn. Hôm nay thì tụi em là cái buổi livestream đầu tiên để chia sẻ về sản phẩm á. Tụi em cái này là chưa có sẵn, cho nên là anh chị nào đặt hàng thì ráng chờ thêm giùm em. Sáng ngày mốt tụi em sẽ giao hàng ha. Và cô chú anh chị nhớ nha, mình ví dụ như mình cần đặt Tết mà đặt nhiều á thì anh chị đặt thử đi, hoặc là nếu mà gần cửa hàng của tụi em á, tụi em sẽ có những cái sản phẩm ăn thử, mình ăn ngon rồi mình hẳn đặt nhiều, hoặc là mình ở xa đó thì mình đặt mỗi loại đòn thôi, mình ăn mình cảm thấy ngon hợp khẩu vị với gia đình mình á thì mình đặt nhiều thêm á cô chú anh chị. Dạ em có ship về Thái Bình đó chị Ngân Trần ơi, chị cho em xin lại cái số điện thoại di động của chị đi chị. Dạ cô chú anh chị ơi, bên cửa hàng em á thì có hai cách để liên lạc. Một là qua số điện thoại hotline
thì hotline ở chi nhánh Hà Nội từ khu vực miền Bắc là 0914 911 731, còn khu vực ở miền Nam là chi nhánh Sài Gòn là 0914 211 731, hoặc là fanpage là Color Fan. Cô chú anh chị vui lòng lưu ý nha, chỉ có ba cái đầu mối đó thôi để liên lạc với cô chú anh chị ạ. Thu Anh sáng mai chị cần em ơi, chị cần gì chị? Dạ bữa lại lớn là từ 1,2 kg trở lên đó chị Mai ơi. Dạ bữa lại lớn là 65.000 một ký, còn bữa lại nhỏ như thế này là 45.000 một ký. Khác nhau á, lại một cái lại hai là chỉ khác nhau về cái kích thước thôi, cái bự với là cái nhỏ, chứ còn về chất lượng thì vẫn ngang nhau. Dạ bánh tét lá cẩm ở đây hết, là bánh tét lá cẩm hết luôn á chị. À, tại vì cái này là đặc sản Cần Thơ cho nên là tất là cả các loại nếp của em, cái loại nào cũng có lá cẩm hết, không có nếp trắng. À, đối với ngũ sắc á, là loại 5 màu và nhân thập cẩm là 140.000 đồng một đòn. Cái đòn này cái trọng lượng nó lớn nhất là 800g. Còn những đòn còn lại á, có trọng lượng 600g đối với bánh tét chuối nè, bánh tét đậu hoặc là bánh tét đậu mỡ. Và ba cái loại mà 600g đó thì có giá là 50.000 đồng mỗi đòn á chị. À, đặt hàng chuyển tiền sao chị ơi, tại em mới xem nên không rõ. À không sao đâu em Lê, bạn cho Phương xin lại cái số điện thoại, các bạn nhân viên bên cửa hàng của Phương á sẽ gọi lại tư vấn cái cách mà gửi tiền về. À, và cái tài khoản nhận tiền của Phương sẽ là ngân hàng của Phương luôn, là Bùi Băng Phương. Thì nhớ giùm Phương nha, bên Phương chỉ có hai số hotline để nhận đơn và chốt đơn thôi, là 0914 911 771 và 0914 211 771. Phương có ghi ở dưới em Lê, tại vì bên Phương thì có rất nhiều những anh chị bên ngoài vào và cho những cái số không phải bên Phương, cho những cái số sai, cho nên lưu ý Phương có ghi cái số nào mình bấm vào cái phần bình luận của Color Farm á, Phương có sổ cái số trên đó để tránh bị mất tiền nha. À, ngoài ra Phương không có số điện thoại nào khác hết trơn á. Hôm bữa là lúc mà trên đi miền Trung á thì cũng có một cái bạn bên ngoài mới đã tạo một cái fanpage giả của Khương Dừa Con, giả mạo với trà sữa. Ừ. Rồi xong rồi bạn đó up những cái bán em thấy bán gà muối, bán gà gì đó cho đó, thành ra nó không đúng. Đây là anh Cường, anh có up clip, anh chia sẻ và có share trên fanpage để hiểu với cô chú anh chị để mình lưu ý, mình cẩn trọng là cô chú anh chị lưu ý. Và dạ em có ship Quảng Bình đó chị, em có ship bánh tét đi Quảng Bình. Tuy nhiên thì như có chia sẻ đó, tụi em cũng sẽ có xin thu phí ship. Tại vì hiện tại thì tụi em cũng sẽ ship bằng những cái đơn vị vận chuyển là một cái bên thứ ba, họ hỗ trợ tụi em ship, cho nên là tụi em xin phép được thu phí ship. Anh chị cô chú á, cho em xin lại cái số điện thoại đi để em hỏi cái địa chỉ chính xác, tụi em sẽ check lại cái phí ship bao nhiêu, tụi em báo, nếu mà cô chú anh chị đồng ý thì tụi em mới ship đi, cho nên là mọi người an tâm nha. Ngân Trần, nãy Ngân có để số điện thoại chưa ta? Nếu có thì các bạn bên Phương cũng có ghi lại hết rồi đó. Xong bên tụi Phương sẽ cố gắng, tại vì hôm nay thật sự nãy giờ là nhận là hơn 100 đơn đặt hàng rồi. Các bạn cũng đang cố gắng để gọi lại cho từng cái đơn đặt hàng. Ví dụ tụi Phương có hơi chậm á, thông cảm giùm Phương. Với lại bánh tét hồi nãy hình như là cái chị mà nói hôm ngày mai có đó. Ủa ngày mai cần là chỉ đặt miếng mít chứ gì đó, miếng mít chứ là đậu xanh gì đó. Coi ở nhà mình còn có sản phẩm mà dùng thử nào không, thì ví dụ chị cần gấp ưu tiên cho chị đi, ngày mai ship cho chị để làm một cái đòn thập cẩm đi. Do là bên bánh tét của bên cửa hàng Trang là bánh tét tươi của cô chú anh chị, nên là cô chú anh chị đặt thì bên Trang mới đặt bên xưởng, nên là cô chú anh chị vui lòng giúp bên Trang là mình đặt nha, để luôn bánh tét luôn có bánh tét mới gửi tới cô chú anh chị. Dạ. Bên bánh tét thì sẽ đặt hàng từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1. Rồi tụi Trang sẽ ngày giao hàng cuối cùng là ngày 28 âm lịch. Tỉnh xa Thanh Hóa là ở đâu ta? Mà bây giờ tất cả các tỉnh mà chỗ nào mà có xe khách đi ngang á là em có giao được hết rồi đó anh. Dạ bánh ngon lắm chị Loan ơi, bánh thực sự là rất ngon luôn. Cái bánh này là nó sẽ dựa theo công thức riêng của bên sầu riêng Khương Dừa, của cửa hàng Khương Dừa của tụi em. Thứ nhất là cũng trưng cầu qua ý kiến của anh Khương. Cái thứ hai là thực sự bản thân em như cô chú anh chị thấy là mũm mỉm như này là nhờ ăn nhiều, cho nên là khi mà mình ăn nhiều mình cũng sẽ có những cái kinh nghiệm về ẩm thực. Bản thân em Phương là trong mấy ngày qua là mình cũng phải nghiên cứu, phải ăn lại mấy lần thì mình sẽ điều chỉnh lại cái công thức cho nó phù hợp với đa số người dân Việt Nam. Cho nên là cô chú anh chị thử đặt hàng bên em ăn ha. Với lại trước khi đặt cái số lượng lớn á, mình đặt thử đòn đi, mình ăn nếu mà cảm thấy nó ngon á thì mình mua nhiều. Còn không mấy cô chú anh chị cứ qua cửa hàng tụi em có sẵn cái hàng ăn thử á, mình ăn được, mình thấy ngon thì mình đặt thêm ha. Dạ sầu ở Hà Nội thứ bảy em mới có chị Phương Thảo. Thứ bảy này tại vì thứ tư là em gửi hàng ra thì khuya thứ sáu mới tới, thì thứ bảy mình sẽ có hàng ở cửa hàng. Tuy nhiên em không biết nó có chín chưa nha, em chưa hứa. Thứ bảy chắc chắn là có nhưng mà không hứa là nó có chín ạ.
Dạ được á chị Phúc Hạnh ơi, chị cho em xin lại cái số điện thoại á, bên tụi em sẽ gọi lại để tư vấn cho chị cái cách ship hàng và đặt hàng như thế nào. Như có chia sẻ ngay từ đầu, cái này là bánh Tết cho nên là cũng rất là nhiều đơn đặt hàng. Tụi em xin phép được thu cái phí như cái tiền đặt cọc trước. Tụi em xin phép là thu cọc khoảng từ 30-50% cái giá trị đơn hàng. Cô chú anh chị thông cảm dùm Phương nha, tại vì nhiều đơn quá. Thì để đảm bảo tụi Phương xin phép được thu cái phí ship trước. Bên tụi Phương các bạn nhân viên cũng sẽ dùng cái số hotline của cửa hàng để gọi lại và chốt đơn. Cô chú anh chị lưu ý dùm Phương nha, bên Phương chỉ có duy nhất một số điện thoại hotline ở Sài Gòn và một số hotline ở Hà Nội mà tụi Phương đang ghi ở bên dưới thôi. Để tránh mất tiền, cô chú anh chị vui lòng thông qua một số điện thoại thôi, bên Phương không có cái số khác. Cái thứ hai là theo dõi thường xuyên fanpage của tụi Phương sẽ có post những cái bài. Cô chú anh chị sổ vào và xem nội dung kỹ để mình biết được cái số điện thoại để tránh mất tiền ha. Ví dụ Phương chỉ cái này dễ lắm nè, cô chú anh chị lưu lại cái số đi, bên Phương là 0911 0914 211 771 tại của Sài Gòn là khu vực miền Nam. Hà Nội. Dạ Hà Nội là 0914 911 771, là cô chú lấy điện thoại luôn. Cô chú anh chị lưu lại là sầu riêng Khương Dừa luôn dùm Phương đó. Đặng khi mà mình gọi là mình gọi đúng số đó, và khi mà mình nhận được cuộc gọi là phải hiện lên cái tên của tụi Phương mới nhận cuộc gọi, còn không phải là không phải bên tụi Phương nha. Để thôi tránh mất tiền, tại vì bữa giờ quá nhiều thành phần trà trộn vào. Khi mà Phương đăng cái bánh tét lên á, Phương không ngờ là cái hiệu ứng nó nhận được nhiều như vậy. Mà cô chú anh chị đặt hàng đến thời điểm hôm nay hai chị em ngồi livestream là Phương đã nhận đơn trước đó là mấy trăm đòn rồi cô chú anh chị. Và có rất nhiều những cái đơn vị giả mạo mà vào cứ cho số điện thoại của họ hoặc là những cái bên nào đó Phương không biết và cho lung tung lên, cho nên là đỡ phải mất tiền. Cô chú anh chị lưu ý dùng Phương là bên Phương có hai cái số hotline đúng vậy thôi hen. Tại Trang với Phương thật ra là rất là muốn luôn là cô chú anh chị được thử cái bánh tét ngon như vậy, nên là mỗi lần mà nghe có cô chú anh chị mà bị lừa thì là nó rất buồn lắm. Về trái cây cũng vậy nè. Rồi hôm bữa là có một lần hồi xưa là có một tài khoản Zalo là đã tạo giả rồi vô chat với khách hàng để lừa tiền khách hàng. Rồi vừa rồi là bên fanpage giả của Khương Dừa Con, của bé trà sữa. Đó nên là mong cô chú anh chị hãy cẩn thận à. Chỉ có hai số điện thoại hotline và một cái fanpage của cửa hàng là fanpage Color Farm. Dạ sầu riêng hôm nay chưa có chín đó mấy anh chị ơi. Ví dụ như nãy có chị Hồng Sơn Phạm này đặt 1 ký sầu riêng với 1 đòn bánh tét thì chắc ngày mốt em mới giao được á. Thì ngày mốt em có bánh tét rồi, có sầu riêng em giao được luôn. Nếu được cho em xin lại cái số di động hen. Các bạn lưu lại đến ngày mốt á, là thứ tư á, các bạn bên cửa hàng em liên hệ để giao hàng cho mình nha anh. Dạ sầu riêng của bên em á bán trái là 170.000 một ký, còn bán cơm là 570.000 một ký. Và mít á thì mít sẽ mít như thế này là 55.000 một ký, còn mít mình bóc bỏ hộp ra bỏ vô trong hộp mình ăn là 140.000 một ký. Và bánh tét thì hiện giờ tụi em có 4 loại. Đây, bánh tét ngũ sắc là loại giữa là gồm có 5 màu. Ở trong sẽ là thịt ba rọi, đậu xanh, tôm khô. Đây với là trứng muối là 140.000 một đòn, cho một đòn là 800 g. Ngoài ra loại thứ hai cũng là bánh tét mặn, đó là bánh tét đậu mỡ là gồm có đậu xanh và mỡ, thịt mỡ. Dạ, cái này là một đòn 600 g là 50.000. Dạ, ngoài ra còn có hai loại ăn chay là bánh tét đậu xanh như thế này là 600 g cho đòn đòn 600 g là 50.000, và bánh tét chuối cũng là đòn 600 g 50.000. Bốn loại của chú anh chị tụi cho nhận hàng đặt hàng từ 4 tháng 1 đến 27 tháng 1. Dạ em cảm ơn anh Hồng Sơn ạ. Tụi em lưu lại số anh Hồng Sơn ngày mốt giao bánh tét với lại mít ơi lòng sầu riêng cho anh nha. Dạ, mình đặt bánh tét do này là bánh tét tươi, đặt hàng thì mới có bánh. Nên là cô chú anh chị vui lòng đặt hàng nhờ tụi Trang. Mất một ngày thì bên Trang sẽ gửi bánh đến cô chú anh chị. Ví dụ như hôm nay cô chú anh chị đặt hàng thì đến ngày mốt là sẽ có bánh gửi đến cô chú anh chị. Tụi Trang sẽ nhận đặt hàng bánh tét từ ngày 4 tháng 1 đến 27 tháng 1. Rồi sau đó tụi Trang sẽ giao hàng đến hết ngày 28 tháng 1. Tụi Trang sẽ phép nghỉ rồi. Dạ. Với lại cô chú anh chị ơi, Phương chia sẻ luôn là cái bánh tét hôm nay á, hai chị em ngồi livestream á, cho nên là để cái bánh tét nó không có hút chân không như này. Nhưng mà tất cả những cái sản phẩm mà bữa sau Phương bán cho cô chú anh chị, Phương sẽ hút chân không hết luôn. Để anh chị, để mình có thể bảo quản được lâu hơn. Cho nên là để vậy cô chú anh chị sợ nhiều khi không biết á, ủa sao bữa thấy không có hút chân không. Cho nên là những sản phẩm mà tụi Phương kia mà tụi Phương ship đi á, Phương hút chân không hết luôn nha cô chú anh chị. Dạ em cảm ơn anh. Đó thì ở đây cửa hàng Phương giờ còn đúng 3 trái mít thôi. Cô chú anh chị nào mà muốn ăn mít Thái á, liên hệ liền, cái này là chưa ăn được nha, ngày mai với ngày mốt mới ăn được. Mít này mỗi trái là từ chắc khoảng 8-9 kg á, giờ Phương còn trái này 8-9 kg, ăn một trái khoảng tầm 8 kg nè, chứ trái khoảng trái mười mấy ký, trái này chắc khoảng tầm 14-15 kg á.
Dạ. Xong rồi ở Hà Nội thì tụi Phương mới về ngày hôm qua. Ngày thứ bảy là cửa hàng sầu riêng Hà Nội sẽ có Hà Nội và có bánh tét luôn. Sẽ có Hà Nội là gì? sẽ có sầu riêng và bánh tét. Cô chú anh chị là thích ăn bánh tét ở Hà Nội thì hãy đặt trước dùm Trang với Phương nha, để Trang với Phương gửi ra. Điều đặc biệt đó là do bánh tét một phần đó là phải đặt nè. Cái thứ hai là cái giá bánh tét ở Hà Nội cũng bằng giá bánh tét ở Sài Gòn luôn. Nên là kính mong cô chú anh chị ở Hà Nội thích ăn thì đặt trước dùm tụi Trang, để tụi Trang giao ra và gửi cho cô chú anh chị đúng hạn nha. Dạ em cảm ơn chị Tuyết Mai, nãy giờ chị chưa ngủ luôn. Chị ơi, cái này em giao cho chị khi nào chị? Em giao ngày nào được, chị Mai cho em xin lại cái ngày luôn đi để em ghi cái đơn lại. Rồi có gì ngày mai hoặc ngày mốt thì rắc em nhắn tin lại cho chị để em chốt cái đơn hàng ha chị. Em cảm ơn chị Tuyết Mai nhiều. Dạ em có giao ở tỉnh á. Chị mẹ cớm ơi, em có giao ở tỉnh luôn. Ví dụ chị sầu riêng hoặc là các loại trái cây bên em, sầu riêng nè, bưởi nè, mít nè, bánh tét, nước mắm, nước tươi em có giao đi tỉnh hết. Ví dụ nhà chị á, có cái chuyến xe khách nào mà nó chạy ngang mà gần nhà nhất á, thì em sẽ giao dạng xe khách. Chị cho em xin lại cái số di động ha, các bạn nhân viên bên cửa hàng của tụi em á gọi lại để tư vấn cho chị cái cách xếp hàng như thế nào mà nó rẻ nhất. Cái thứ hai là chị tiện để lấy hàng nhất nha chị. Bình thường á chị Đức Mai hay ha, tính là chị Đức Mai là không ngủ mà xem livestream của mình. Chứ còn bình thường á em mà xem clip của em á là em ngủ ngon luôn á. Nhiều lúc tối em dựng clip của em mà em ôm điện thoại ngủ tiêu. Dạ cửa hàng thì bánh hôm nay không có sẵn. Như Phương có chia sẻ, tại vì bánh bên Phương không có để chất bảo quản cho nên là chỉ sử dụng trong 5 đến 7 ngày thôi. Phương muốn á khách khi mà nhận được cái hàng bánh của bên Phương sẽ phải là đòn bánh mới làm. Cho nên là ngày 6 thì tụi Phương sẽ có sản phẩm ở cửa hàng theo với những cái đơn đặt hàng. Tuy nhiên tụi Phương sẽ cố gắng để chuẩn bị những cái hàng có sẵn thì cô chú anh chị có thể tới để thử, hoặc là có sẵn khi mà thèm bất tử mà có liền nhưng mà nó không nhiều. Cho nên là Phương lưu ý với cô chú anh chị, nếu mà trước khi tới mình có thể gọi trước nè, hoặc là mình cẩn thận hơn mình đặt hàng trước giùm Phương đi để nó có. Ví dụ tại cái này không sao, mình để 5 ngày tới 7 ngày được, mà cô chú anh chị hôm nay mình đem về tự nhiên mình mất hứng ăn, mình để cất lại đó, ngày mơ mình ăn cũng được, ngày mốt mình ăn cũng được hen. Nãy có chị hỏi mới hỏi gì chị Trang? 28 Tết, dạ rồi ok chị, em cảm ơn chị nha. Để em liên hệ lại chị á, để em gửi cho chị cái thông tin để chuyển khoản. Có gì chị chuyển khoản trước giúp em nha chị Mai. Cảm ơn chị nhiều, bưởi. Dạ bạn Hoàng Ngọc An Thương, bưởi giá sao? Dạ bưởi trái bự nha, là một là 65.000 một ký, bưởi loại 1. Còn đây là bưởi loại 2, trái nhỏ hơn 45.000 một ký. Đó, trái đẹp như vậy luôn nè. Bưởi của mình á thì loại 1 với loại 2 thì cũng về chất lượng y như nhau, chỉ khác nhau về cái kích thước. Dạ. Dạ đây. Cái này là bưởi loại 1 bên Phương nè cô chú anh chị. Bưởi loại 1 nó sẽ có trọng lượng từ 1 kg 2 trở lên. Dạ đây. À quên chị Mai ơi, cái này á giá bưởi hiện tại là em bán tới thời điểm hiện tại thôi nha chị. Còn những cái sản phẩm ví dụ như bánh tét này nọ kia là em bán giữ giá. Tuy nhiên bưởi trái cây cúng á chị, tới Tết nó sẽ có giá thay đổi. Cho nên là em Tết thì em cũng sẽ báo lại cái phí của bưởi á chị. Tại vì bưởi nhiều khi nó lên tới gấp đôi luôn á chị Mai. Bưởi ngọt không chị? Bưởi bên nhà Phương á nè, như bạn thấy đi, bạn để ý cái da bưởi nhà Phương á là nó đã chuyển màu rồi. Cái đặc biệt bên nhà Phương, tại sao mà khi mà Phương bán bưởi nó không giống như người ta bán là người ta bán ngày rằm nè, hoặc là mùng 1, mùng 2 để cúng. Nhưng mà bên Phương á luôn là kiểu như là quan điểm của bên tụi Phương, trái bưởi nó các sản phẩm nào ăn nó cũng phải ngon, cho nên là sản phẩm nhà Phương á bưởi phải chờ nó đúng ngày, nó phải đạt cái độ ngọt rồi nên cái da bưởi nó phải chuyển màu tụi Phương mới cắt. Cho nên là bạn cứ yên tâm nha, bưởi nhà Phương nó ngọt, nó đảm bảo chứ không có chua lè chua lét, nhưng mà ngọt, nhưng mà vẫn phải giữ được cái độ chua của quả bưởi chứ không phải ngọt ngay như bưởi nhà ta mà sử dụng nhiều cái thuốc hóa học nha cô chú anh chị. Bưởi nhà Phương á là sử dụng ưu tiên là phân hữu cơ, tức là phân chuồng á, và một ít kali đạm này nọ kia cho nó ngọt thêm thôi, chứ nó không có nghiêng về hóa chất nhiều, cho nên nó không ngọt ngay như những cái loại mà mình sử dụng phân bón mà vô cơ nhiều ha. Bánh tét có ship tỉnh không? Dạ em có ship á chị Nguyễn Xuân ơi, chị cho em xin là cái số điện thoại nè, ví dụ chị muốn đặt cái gì xong rồi ngày nào ship và tụi em ship đi cho chị nha chị. Chị muốn ngày nào có hàng á thì chị dặn trước và tụi em ship đúng cái ngày đó cho chị. Trời bưởi, đợt này Phương về bưởi đẹp lắm luôn á cô chú anh chị. Hôm bữa Phương mới về cách đây 2 ngày chứ mấy, cái này về hôm qua hôm kia ta. Hôm kia, ngày chiều hôm kia, hôm nay là mới ngày thứ 2 thôi, bưởi vẫn còn rất tươi và ngon. Bưởi đợt này tại vì gần Tết rồi đó cho nên là chú hai ở vườn á chăm lắm, chăm sóc cho Phương cái da bưởi nó phải đẹp.
để mà mình trưng Tết, mình cúng Tết cho nó đẹp. Và sầu riêng là 170.000 ký, tuy nhiên là hôm nay nó chưa có chín đó chị Tuyết ơi. Sầu riêng thì 2 ngày nữa mới có chín đó chị. Và bánh tét hả chị Xuân? Dạ, bánh tét của mình thì có 4 loại. Loại đầu tiên là bánh tét ngũ sắc gồm có 5 màu. Ở trong là gồm có trứng muối nè, gồm có thịt ba rọi nè, gồm có tôm khô nè, nhân với đậu xanh. Đây là bánh tét ngũ sắc thì là một đòn 800g là 140.000. Rồi có một loại thứ hai là bánh tét mặn, là bánh tét đậu mỡ. Đậu mỡ như thế này là một đòn 600g là 50.000. Ngoài ra bên cửa hàng Trang còn có hai loại ăn chay, đó là bánh tét chuối và bánh tét đậu xanh. Hai loại này là một đòn là 600g 50.000. Nếu mà cô chú anh chị mua 4 đòn luôn thì chỉ có 290.000 thôi. Nên thời gian này cô chú anh chị hãy đặt bánh tét nha, để ăn thử rồi sau đó mình thấy ngon cái nào thì mình đặt thêm. Dạ. Dạ, tức là từ hôm nay là Phương đã nhận đặt hàng, và đến ngày mốt là sáng thứ tư cô chú anh chị là sản phẩm sẽ có sẵn ở cửa hàng. Nhưng mà sẵn ít thôi, đa số bánh tét là tụi Phương sẽ ưu tiên theo đơn đặt hàng. Ví dụ như cô chú anh chị nào mà chưa đặt trước mà muốn qua để dùng thử hoặc là mua ít á, thì Phương nghĩ là nên gọi trước cho Phương đi, nó sẽ chắc hơn, để thôi nhiều khi tốn cái công qua mà nó không có. Với lại chị mùa hè đóng băng ơi, là mình hỏi giá sản phẩm nào vậy chị? Chứ giờ chị hỏi hết giá thì cũng xỉu luôn. Em có ship tỉnh nha, em có ship tỉnh hết nha. Mình ngồi 15 phút nữa đi ha. Cô chú anh chị ơi, bây giờ nãy giờ hai chị em Phương cũng ngồi, nãy giờ cũng đã 2 tiếng 45 phút rồi. Cho nên là Phương xin phép là đúng mà. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 6 giờ 22 phút rồi. Thì đúng 6 giờ rưỡi 30 thì tụi Phương sẽ kết thúc livestream. Cho nên là cô chú anh chị nào mà có câu hỏi nào thì cứ việc đặt ra cho chị em Phương. Bên cạnh đó, ví dụ như mà cần thêm thông tin thì cứ PM trực tiếp vào fanpage của Color Farm, thì bạn admin của bên Phương sẽ trả lời cho mình nha. Hoặc có thể liên hệ qua số hotline của bên tụi Phương nha. Đó là 0914211731 cho đầu cầu bà Nguyễn Yến. Sao tự nhiên vô chửi người ta bà Nguyễn Yến? Sao tự nhiên chửi? Tức không? Dạ, tụi mình không có chặn đâu. Tại vì tụi mình ngồi live từ 2 tiếng 45 phút rồi. Thành ra sản phẩm nó cũng có nhiêu đó thôi. Tụi mình giới thiệu cho cô chú anh chị cùng biết. Và sau đó cô chú anh chị nào chưa rõ thì có thể liên lạc trực tiếp qua hotline hoặc là fanpage Color Farm. Dạ. Dạ đúng rồi đó, mộng mơ. Đối với tỉnh thì tụi Phương có thực sự là không những tỉnh không đâu, mà ở các địa điểm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và những nơi nào Phương cũng có đều tính phí ship hết. Tuy nhiên tùy từng nơi mà tụi Phương sẽ có mức giá hỗ trợ khác nhau. Cho nên là bạn thông cảm giùm Phương ha. Mà ngũ sắc bên Phương, bánh ngũ sắc bên Phương là 140.000 đồng, trọng lượng là 800g á mùa hè ơi. Còn bánh nhân đậu xanh không á, bánh chay á là có giá 50.000 đồng là 600g. Bánh ngũ sắc là 140. Đây, cái bánh ngũ sắc của chú anh chị nhìn rất là đẹp mắt luôn. Nó khác cái loại bánh truyền thống của mình hay ăn của chú anh chị. Hồi nãy Trang có ăn thử bánh ngũ sắc rồi, thì cái độ nó có một xíu độ ngọt ra, nhưng mà ngọt ở đây là ngọt thanh. Thành ra nó là một sự kết hợp giữa cái vị mặn và vị ngọt. Nó không phải là ngọt như ngọt đường đâu, mà ngọt thanh, ngọt tự nhiên của tất cả các loại thực phẩm, lại các loại lá gấc rồi lá cẩm này nọ nè, phối hợp lại. Cô chú anh chị ăn thử cái loại ngũ sắc này đi, Trang tin là đây sẽ là một lựa chọn của chú anh chị trong cái dịp Tết này. Ngoài ra thì cái loại bánh tét á, thường thường cô chú anh chị sẽ mua cái loại cây bự đúng không? Nhưng mà cửa hàng Trang có tham khảo thì là tụi Trang chỉ làm cái loại khoảng 800g này thôi, để làm cho cái bánh tét nó ngon đều luôn cả cây. Dạ đây, bánh tét ngũ sắc 800g 140.000 một đòn. Dạ. Có chị nói là hôm nay, có anh nói là hôm nay sao Trang thấy sao sao. Thật sự nãy giờ hai chị em ngồi gần 3 tiếng ngồi cô chú anh chị, cho nên là nói nãy giờ cũng hơi đuối đó, cho nên là cô chú anh chị thông cảm cho hai chị em Phương nha. Dạ, tại với lại bữa giờ là thật ra đi liên tục á, từ hồi mà Trang đi miền Trung đến giờ là hôm nào cũng đi luôn. Và nãy trước khi Trang livestream là Trang cũng đi lên Thủ Đức để Trang thăm hoàn cảnh của hai ông bà rất là thương. Chắc tối nay Trang sẽ up clip đó. Trang thăm hai ông bà, một ông bà là ông là bị cục chân, là không đi được, ông chỉ đi bằng hai cái đầu gối thôi. Còn bà là bà bị câm điếc luôn, mà không phải là bị câm điếc tự nhiên, mà là bà đang khỏe mạnh xong mà bị cùm nước, rồi sau đó bà đi mổ mắt rồi bà bị. Nói chung thương lắm. Là nãy Trang đi mới đi Thủ Đức về, sau đó là vô livestream luôn. Nãy giờ hai chị em ngồi livestream 2 tiếng 45 phút nói liên tục rồi, nên là đến giờ thì là hai chị em cũng đã thấm mệt. Dạ. Nên là xin phép cô chú anh chị nha. Dạ, sầu riêng là 170.000 đồng một ký á Kim Hiền. Tuy nhiên thì hôm nay chưa có chín, 2 ngày sau nữa mới có chín á Hiền ơi. Có bánh nhúng những gì không hiểu.
Chị Duyên Thùy nói gì em không hiểu chị. Ý là sao em chưa hiểu? Bánh ngũ sắc là 140 á nha anh chị. Nếu mình muốn đặt bánh Tết thì đặt khi nào là hợp lý à? À, hôm nay là mình bắt đầu đặt được rồi. Là mình muốn nhận ngày nào, xong rồi số lượng như thế nào là bạn cứ báo cho tụi Phương từ hôm nay đi. Rồi như Phương có chia sẻ là tại vì đặt bánh Tết nó hơi nhiều á, cho nên tụi Phương xin phép nhận cọc trước một ít. Đến ngày giao hàng thì Phương sẽ nhận thêm cái phần còn lại. Cảm ơn bé Trinh nè nha. Bé Trinh nè đặt 5 cái bánh bánh tét. Bé liên lạc với lại bé Trinh bên hotline của bên cửa hàng chị để nhận hàng nha. Cảm ơn bé. Dạ, cửa hàng Trang có 4 loại bánh tét, 2 loại bánh tét mặn, 2 loại bánh tét ngọt. 2 loại bánh tét mặn đó là bánh tét ngũ sắc là 140.000 một đòn cho đòn 800g. Loại thứ hai là loại bánh tét mỡ đậu là đây đậu mỡ là như thế này, là 600g một đòn 50.000. Ngoài ra còn hai loại bánh tét chay, đó là bánh tét đậu xanh và bánh tét chuối, là hai cái này là cô chú anh chị là đòn 600g là 50.000. Dạ, thì bánh tét thì cô chú anh chị vui lòng đặt hàng từ ngày 4/1 đến 27/1. Cửa hàng Trang sẽ giao bánh tét cho hết ngày 28/1. Bánh tét thì là cái nào đặt thì mới có bánh. Đây là cô chú anh chị đặt hôm nay bỏ một ngày thì ngày mốt bên cửa hàng Trang sẽ giao bánh cho cô chú anh chị. Dạ, nên cô chú anh chị vui lòng đặt hàng bánh trước dùm tụi Trang nha. Dạ, mít xẻ miếng là 55.000 hả chị? Ví dụ vậy nè, là 55.000 ký. Miếng này thì tầm khoảng 1 kg hả? Khoảng 55.000 thôi mà khoảng tầm 2-3 người ăn được. Còn mà mình muốn nguyên trái á, là 45.000 đồng 1 ký. Mỗi trái là nó từ 8 ký cho tới khoảng 20 ký một trái. Trời ơi, nãy giờ gần hết pin luôn rồi. Dạ, Phương cảm ơn Mộng Mơ nha. Bây giờ không có bánh hả chị? Đúng rồi, hôm nay thì Phương chưa có liền ở cửa hàng. Phương chưa có sẵn. Bạn giờ bạn muốn ăn liền ha, ăn liền đây, qua đây ăn liền, qua đây ăn chung với cửa hàng Trang. Giờ còn có mấy cái này, mấy cái mới cắt ra nè. Giờ thật sự là... ăn liền thì nó cũng có mấy cái loại mà tụi Phương đã chuẩn bị sẵn rồi để mời cô chú ăn thử á. Ví dụ như bạn cần liền bây giờ thì Phương cũng sẽ ưu tiên có một đòn hai đòn gì đó thôi chứ không có nhiều ha. Nếu cần liền á thì bạn cho Phương xin lại cái số điện thoại đi, có gì Phương ship hàng tới cho. Dạ, hôm nay là cô chú anh chị đặt bánh rồi đó, đặt rồi mình mất một ngày mình sẽ có bánh thôi. Nhưng mình để đặt đi vào ngày thứ hai thì thứ tư mình có bánh, thứ tư mình ăn thử mình thấy ngon. Xong mình đặt cho gia đình mình ngày 23, ngày 28. Dạ, thì cửa hàng Trang giao hết ngày 28 thôi. Còn đặt hàng là ngày 4 đến ngày 27 tháng 1. Dạ, nên cô chú anh chị vui lòng đặt sớm giùm tụi Trang nha. Tụi Trang chuẩn bị bánh rồi mình giao cho nó đúng hẹn với cô chú anh chị. Dạ. Dạ, cửa hàng của tụi Phương ở 540 Hưng Phú, phường 9, quận 8, Hoàng Lộc. Còn ở Hà Nội thì sẽ là 25 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội nha. Chúng ta còn 2 phút nữa. Chị ơi, ở đâu? Là cửa hàng em mới nói. Dạ, cửa hàng rồi, cửa hàng. Phương cũng xin phép được chia sẻ lại là Tết thì tụi Phương cũng sẽ từ tuần sau tụi Phương sẽ công bố luôn những cái set quà Tết về trái cây, tức là giỏ trái cây thôi nha cô chú anh chị. Thì tụi Phương cũng sẽ có chuẩn bị, thứ nhất là về mâm ngũ quả, cầu dừa đủ xoài, cái gì cũng có. Xong rồi tụi Phương sẽ có thêm dưa hấu chưng Tết nè, Phương có thêm bưởi chưng Tết, sẽ có quýt và một số loại trái cây mà đặc trưng của Tết. Cô tuần sau thì tụi Phương sẽ chia sẻ thêm về cái dòng sản phẩm này. Cô chú anh chị nào mà muốn đặt hàng cho Tết á thì có thể dặn trước tụi Phương để tới chừng Tết nó khỏi cập rập, tại vì Phương biết gần tới Tết ai cũng có nhiều công việc hết, cho nên là tụi Phương sẽ có nhận đặt hàng. Ví dụ như cô chú anh chị dặn mùng 28 giao cho chị hoặc 25 giao cho chị cái gì đó thì tụi Phương nhận đơn đặt hàng sẵn để cô chú anh chị khỏi phải lo lắng nhiều việc nữa. Đến ngày đó tụi Phương sẽ giao hàng thôi ha. Dạ, em có ship về Thanh Hóa nè. Chị An Duyên ơi, cho em xin lại cái số điện thoại đi. Bên tụi em sẽ tư vấn gửi hàng cho chị nha. Chị Thanh Hóa thì tụi em sẽ ship từ cửa hàng ở Hà Nội đi. Hiện tại thì tụi em có mít rồi, sầu riêng thì thứ bảy tụi em mới về. Em ở Hội An thích mít ship sao chị ơi? Ship Hội An Phương vẫn Phương vẫn ship được á, nhưng mà Phương sẽ ship nguyên trái nha, nó hơi to khoảng 8 kg. Trái nhỏ nhất thì cũng khoảng 8 kg, hoặc là trái to thì mười mấy ký, 20 kg. Chứ miếng ít thì Hội An Phương không ship được. Có ship Đà Lạt luôn á anh Hùng ơi, em có ship Đà Lạt á nha anh. Dạ, bên cửa hàng em á thì ở đâu thì bên cửa hàng em cũng ship được hết, miễn sao có xe khách chở đi thì bên em sẽ ship. Nhưng mà do bên em là chưa có cái dịch vụ vận chuyển nên là phải phối hợp với nhà xe, nên là khi mà cô chú anh chị đặt hàng á, các bạn cửa hàng sẽ báo cho mình cái giá sản phẩm và cái giá ship để cô chú anh chị tham khảo, nếu mình thấy phù hợp thì mình sẽ đặt. Nhân ơi. Dạ. Nhân.
Dạ cô chú anh chị ơi, thì chắc là hai chị em xin phép được kết thúc livestream tại đây. Cô chú anh chị mà muốn đặt hàng á, có thể gọi qua hotline của tụi Phương nha. Hotline ở Sài Gòn của tụi Phương sẽ là 0914211771. Hotline ở Hà Nội sẽ là 0914911771. Tụi Phương cũng có chia sẻ trên fanpage rồi. Cô chú anh chị nhớ lưu ý phải đúng hai số điện thoại này, còn không phải là không phải bên tụi Phương hen. Và tụi Phương cũng sẽ nhận bánh, đặt bánh tét các thứ này nọ kia trong tuần sau. Tụi hai chị em tụi Phương cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái sản phẩm trái cây Tết. Mong cô chú anh chị sẽ ủng hộ, yêu thương để tiếp sức cho cửa hàng càng ngày càng phát triển và dịch vụ tốt hơn nha. Và bây giờ thì Phương xin chào. Bye bye.